cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. chương 1481, nụ cười này giống như đã từng quen. Bất đồng cùng với trước đó, thân sắc trong hai tròng mắt này, hiện ra toàn bộ vẻ yêu dị và băng hàn, cùng Diệp Oản Oản tưởng như là hai người. Dường như, trong một cơ thể phân hóa ra làm hai nhân cách hoàn toàn bất đồng. Lúc này, ngay dưới con mắt của mọi người, chai rượu không nắm trong tay Diệp Oản Oản, trong nháy mắt đập vào trên đầu của lăng hoác một giây kế tiếp, chỉ nghe choang, một tiếng vang thật lớn, chai rượu không vỡ vụn, cả người lăng hoác lập tức thối lui về phía sau. Mảnh thủy tinh vụn cắt rách ra thịt trên đầu lăng hoác, máu tươi đỏ thấm tí tách rơi xuống. Một màn này, rơi vào trong mắt của bác đấu và thất tinh, lại là vạn phần kinh ngạc. Phong tỷ không phải là con miệng nó uống say bất tỉnh nhân sự sao? Như vậy mà cũng được. Ha! Bỗng nhiên, lăng hoác cười khẽ một tiếng, hoàn toàn không quan tâm đến máu tươi trên chán, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, Bạch Minh Chủ. Đây là cố ý làm bộ như uống say, sau đó muốn để cho ta buông lỏng cảnh giác sao. Giờ phút này, hàn quang trong mắt của Diệp Oản Oản không ngừng lóe lên, ánh mắt chậm rãi rơi vào trên người lăng hoác ở bên cạnh. Người đàn ông này, tựa hồ nhìn có chút quen mắt, nhưng lại khiến cho nàng vô cùng chán ghét. Diệp Oản Oản không nhanh không chậm, từ trên lưng thành viên thành viên không sợ minh đứng lên, Nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, khóe miệng hơi hơi dương lên, chợt hướng về Lăng Hoắc ngoắc ngoắc ngón tay qua đây. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Nghe được lời nói này, cộng thêm thần thái khinh thường và phách lối cực độ kia của Diệp Oản Oản, nụ cười trên mặt của Lăng Hoắc cuối cùng cũng tản đi. Bại tướng dưới tay, ai cho ngươi lá gan đứng trước mặt ta? Khóe miệng Diệp Oản Oản treo lên một nụ cười lạnh như băng trong nháy mắt khi diệp oản oản nói ra câu nói này bác đấu cùng thất tinh hai mặt nhìn nhau một cái trong mắt tất cả đều là sự kinh ngạc mới vừa rồi không phải là đã xác nhận nữ nhân này cũng không phải là minh chủ sao nhưng mà tại sao giờ phút này nhìn người trước mắt này hoàn toàn giống nhau như đúc với phong tỷ cõi đời này cho dù có người có tướng mạo tương tự nhau làm sao ngay cả khí chất cũng đều có thể giống nhau đến như vậy bạch minh chủ ngữ khí vẫn là như năm đó, cuồng vọng đến không có điểm dừng. Lăng hoắc cười vang, cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, con dao găm sắc bén trong tay vung lên, trong nháy mắt hướng về hai con người của Diệp Oản Oản đâm tới. Không thể không nói, tốc độ của gã lăng hoắc này thật là nhanh đến cực hạn, hơn nữa lực bộc phát còn cực mạnh. Trong nháy mắt, thân hình biến mất lại lần nữa xuất hiện, cũng đã đứng ở bên cạnh Diệp Oản Oản. Phút, dao găm từ trong tay lăng hoắc trực tiếp xâm thẳng về phía Diệp Oản Oản, chỉ thấy hàn quang màu trắng hiện lên. Còn không đợi mọi người suy nghĩ nhiều, bàn tay cầm dao găm kia của Lăng Hoắc đã bị Diệp Oản Oản phong khinh vân đạm chặn lại. Hai ngón tay nhỏ dài, nắm lấy chiếc dao găm đâm tới từ bên hông của Lăng Hoắc kia. Vô luận Lăng Hoắc giấy dụa như thế nào, dao găm vẫn đứng yên không nhúc nhích, phảng phất như hai ngón tay của nữ nhân này, chính là một ngọn núi không cách nào dung chuyển nổi. Chợt, một âm thanh quỷ dị vang lên, mọi người liền thấy, con dao găm kia của lăng hoắc, trong nháy mắt bị Diệp Oản Oản bẻ gãy vụn. Tình cảnh này, khiến cho thần sắc của đám người tam trưởng lão Lý Tư đột nhiên biến đổi. Thần sắc mọi người, khó tin. Con bà nó, phong tỷ châu bò, bắt đầu mặt đầy kích động, phong tỷ, đá hắn đi, nhanh đi. Đánh cho hắn gãy vụn như con dao găm kia, để cho con chó này biết được vị trí của nó ở đâu. Phong tỷ, trai rồ. Diệp oản oản liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, cũng hướng về bắt đầu lộ ra một nụ cười vô hình kia. Nhìn thấy trên khuôn mặt Diệp Oản Oản hiện ra nụ cười, bắt đầu lại hơi sững sờ. Nụ cười này, thật giống như đã từng quen biết. Sao, người quá yếu rồi, Diệp Oản Oản thu hồi lại ánh mắt, nhìn chằm chằm lăng hoác gần trong gang tấc mở miệng không thèm đếm xỉa tới. chương 1482, thật sự là không sợ minh chủ. Lên, giết chết con điếm thối này. Lúc này, Đám người thiết đầu bang được Lăng hoác dẫn tới, trong nháy mắt bao vây lấy Diệp Oản Oản. Chỉ bằng các ngươi, Diệp Oản Oản nâng một cước lên, hung hăng đá thẳng vào bụng Lăng hoác. Khuôn mặt Lăng hoác bởi vì sự đau đớn khó có thể dùng lời để diễn tả được, có vẻ hơi vặn vẹo, cả người giống như diều đứt dây, bị Diệp Oản Oản lại dùng một cước đạp bay ra ngoài mấy thước. Chợt, Diệp Oản Oản chỉ dùng một ngón tay, đánh cho đám thiết đầu bang lao lên đầu tiên ngã lật trên đất chỉ có chút thực lực này thôi à. Diệp Oản Oản lắc đầu một cái, lập tức xông vào bên trong đám người. Đám người thiết đầu bang còn chưa kịp hiểu đã xảy ra chuyện gì, đã thấy tàn ảnh lóe lên trước mặt. Chợt, thân thể phảng phất như bị một tòa núi lớn từ trên trời giáng xuống đụng chúng, một tên lại nối tiếp một tên vang ngang ra ngoài. Tình cảnh này khiến cho đông đảo cao tầng của không sợ minh, bao gồm cả tam trưởng lão Lý Tư ở bên trong, trợn mắt hốc mồm, khó mà tin nổi nữ nhân này là giả mạo sao a a a đám thiết đầu bang vài giây trước còn chửi mắng gào thét đã hóa thành tiếng kêu đầy hoảng sợ nữ nhân này là quái vật sao bạch phong ta muốn ngươi chết bỗng nhiên gã đàn ông đầu đinh lăng hoác lần nữa đứng dậy hướng về diệp oản oản lao như bay tới quy xuống cho ta cơ hồ chỉ trong chốc lát diệp oản oản tung một trường đánh vào sau ót của lăng hoác diệp oản oản vừa dứt tiếng chỉ nghe dầm một tiếng lăng hoác đột nhiên quỳ sụp xuống đất hoác ra nhìn thấy lăng hoác bị nữ nhân y như quái vật trước mặt này trong nháy mắt thu thập không ít thành viên thiết đầu bang muốn tiến lên trước giúp lăng hoác một tay nhưng mà còn chưa đợi những thành viên thiết đầu bang kia kịp có hành động một ánh mắt của diệp oản oản đã đảo tới đám người thiết đầu bang bị ánh mắt diệp oản oản đảo qua thân thể khẽ run lên nhất thời câm như hến không dám còn có bất kỳ động tác gì nữa bạch phong Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, thần sắc ung dung đã hoàn toàn biến mất, trên khuôn mặt bị thay thế bởi một vẻ âm độc. Lăng Hoắc vốn còn định giãy giụa đứng dậy, nhưng mà cánh tay trái của Diệp Oản Oản đã nhẹ nhàng khoác lên trên vai của Lăng Hoắc, vô luận Lăng Hoắc có động tác như thế nào cũng đều không công, căn bản là không có cách từ trong lòng bàn tay của Diệp Oản Oản thoát ra được khỏi sự trói buộc. "Ngươi, quá yếu rồi." Khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, treo vòng quanh một nụ cười khó hiểu nhìn chằm chằm lăng hoác đang cắn răng nghiến lợi, tà mị cười một tiếng. Bạch Phong, ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi sớm muộn sẽ rơi vào trong tay ta, lăng hoác ngữ khí âm độc hung tàn. Lăng hoác vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản nâng lên một cước, trong nháy mắt đá mạnh ở trên đầu lăng hoác. Chỉ nghe, huynh, một tiếng vang thật lớn, lăng hoác như một tờ giấy mỏng giữa cuồng phong bão táp, trong nháy mắt văng ra sau mấy thước. Sau khi lăng hoác nặng nề rơi xuống, cả người cũng đã hoàn toàn chết ngất tại chỗ, cũng không còn có động tính gì. À á à, á, à. thấy lăng hoắc bị không sợ minh chủ một cước đá bất tỉnh, đám người thiết đầu bang còn lại, thân thể run rẩy Không sợ minh chủ này, thật sự là con người sao? Tam trưởng lão Lý Tư khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản. Từng chiêu từng thức một mới vừa rồi Diệp Oản Oản thi triển, đều là tuyệt học mà không sợ minh chủ Bạch Phong tự nghĩ ra. Với thực lực của gã lăng hoắc này mà nói, lại có thể bị nữ nhân này đánh cho một trận y như bao cát lăng hoác ở trong tay cô ta căn bản là không hề có chút sức đánh trả nào thần sắc chúng cao tầng không sợ minh vạn phần khiếp sợ chuyện này con miệng nó là ai nói không sợ minh chủ của bọn họ là giả là giả mạo nhìn lại cái con ả lương lệ hoa kia đã sớm thừa dịp loạn lạc thoát ly khỏi không sợ minh không còn thấy bóng dáng chuyện này chẳng lẽ cô ta cô ta thật sự là không sợ minh chủ, là Bạch Phong, tam trưởng lão Lý Tư Thần sắc rung động. chương 1483 trở lại. Cho tới nay, hắn chưa bao giờ tin tưởng nữ nhân này là không sợ minh chủ. Ngôn ngữ, hành động, cử chỉ của nàng, còn có tướng mạo, so với không sợ minh chủ Bạch Phong chân chính, vẫn có một chút tranh lệch. Càng không hề thể hiện ra thực lực bản thân bao giờ. Cho nên, cơ hồ tất cả các cao tầng của không sợ minh đều cho rằng thân phận của Diệp Oản Oản không đúng. Thậm chí một vài cao tầng của các trận doanh quyết định người nào trước tiên tìm ra được chứng cứ nữ nhân này giả mạo không sợ minh chủ, liền có thể leo lên vị trí không sợ minh chủ. Cơ trong cùng một lúc, phần lớn cao tầng nhìn về Diệp Oản Oản, thần sắc kích động vạn phần, vẻ vui sướng và hưng phấn khó mà che giấu. Minh, Minh Chủ, nhị trưởng lão ịch một tiếng quỳ xuống ở trước người Diệp Oản Oản. Minh chủ, thật sự là minh chủ. Một đám cao tầng không sợ minh, thậm chí có một số người ngôn ngữ cũng không còn được mạch lạc. Không sợ minh chủ mất tích nhiều năm, tất cả mọi người không nghĩ tới, một ngày kia, không sợ minh chủ thật sự lại sẽ trở về. Tam trưởng lão nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, trong nháy mắt ngồi liệt trên đất. Xong rồi, hắn đã làm cái gì với minh chủ? Minh chủ, ngài thật sự trở về rồi, một vị trưởng lão trong đám quỳ dạp xuống bên người Diệp Oản Oản, lão lệ tuôn rơi. Mấy năm nay không có Bạch Phong, không sợ mình cũng không còn được dũng khí của năm đó. Các thế lực ngày trước thần phục ở dưới chân không sợ minh, hiện nay, thậm chí còn dám cùng không sợ minh làm ầm làm ý. Nếu như, năm đó minh chủ không mất thích mà nói, không sợ minh hiện tại làm gì phải đến mức rơi xuống đến tình trạng hôm nay. Thậm chí chưa kể đến bên ngoài, ngay cả nội bộ không sợ minh, cũng đã chia rẽ nghiêm trọng, phân hóa ra các thế lực lớn, từng người gườm nhau, tranh đoạt, không nhìn mặt nhau. Minh chủ, là chúng tôi ngu xuẩn, Minh chủ A, à, không thể nhận ra được ngài, thậm chí, còn coi ngài là kẻ giả mạo, t r u i e n f u l l VN còn muốn tìm ra chứng cứ ngài giả mạo không sợ Minh chủ. Một vị trưởng lão sắc mặt xấu hổ không chịu nổi. Các cao tầng thuộc phe tam trưởng lão Lý Tư Chố mắt nhìn nhau, mồ hôi lạnh từ trên trán thấm ra. Giờ phút này ngay cả thở cũng không dám thở mạnh. Từ sau khi minh chủ trở về, bọn họ chưa bao giờ đem minh chủ để ở trong mắt. Thậm chí ngữ khí, lời nói của bọn họ lại còn nhiều lần dám phạm thượng. Bọn họ há chẳng phải là chết chắc, các người lại có thể đến bây giờ còn hoài nghi Phong tỷ. Tôi đã sớm nói, Phong tỷ không phải là giả. Bắt đầu nghe thấy mọi người nói như vậy, không khỏi lạnh giọng cười nói. Thất Tinh lắc đầu một cái, Chuyện này cũng không thể trách người bên cạnh, dù sao, mình chủ trở về quá mức trùng hợp, chính cả cậu cũng đã từng nhiều lần hoài nghi. Diệp Oản Oản thậm chí nhìn cũng không thèm liếc mắt nhìn đám người đó lấy một lần, ngáp một cái, lảo đảo xoay người rời đi, đi vào bên trong phòng làm việc. "Minh chủ, đám người lăng hót này xử lý như thế nào?" Một vị cao tầng lại hỏi một tiếng, chỉ bất quá Diệp Oản Oản cũng không hề đáp lại. Cuối cùng, bất đắc dĩ chúng cao tầng chỉ có thể trước tiên đem đám người lăng hoác và thiết đầu bang nhốt vào bên trong địa lao của không sợ minh rất nhanh mọi người đi theo diệp oản oản đi vào bên trong phòng làm việc nhưng lại thấy diệp oản oản đang ngồi ở trên ghế khò khò ngủ say minh chủ đây là thế nào một vị cao tầng mặt đầy vẻ nghi hoặc chẳng lẽ là sau khi cùng lăng hoác giao thủ quá mệt mỏi phong tỷ uống say một bên thất tinh mở miệng nói uống say nghe được lời này của thất tinh mọi người tại đây đều sướng sờ. Khó trách, ở trên người Diệp Oản Oản có mùi rượu nồng nặc. Chỉ bất quá, trước đó lăng hoác xuất hiện, khiến cho mọi người lòng dối như tơ vò, căn bản cũng không chú ý tới điểm này. Nghịch ngợm, các ngươi làm sao có thể để cho Minh Chủ uống nhiều rượu như vậy? Lần này nếu như là mới vừa rồi Minh Chủ bởi vì say rượu, thua bởi lăng hoác, hoặc là bị thương, vậy phải làm thế nào? Một vị trưởng lão nhìn chằm chằm bắt đầu, hung hăng mắng chương 1484, biến thành siêu cấp cao thủ. Nghe tiếng, bắt đầu mặt đầy mộng bức, chuyện này cùng hắn có quan hệ cái cọng lông gì. Phong tỷ cho tới bây giờ đều không uống rượu, ai biết lần này sao lại nổi hứng lên, uống nhiều rượu như vậy. Mặc dù muốn văng tục, nhưng dù sao đối phương cũng là trưởng lão, nên bắt đầu vẫn nhịn xuống. Minh chủ đại khái lúc nào sẽ tỉnh, một vị cao tầng trong đám nhìn về phía bắt đầu. Lúc này, bắt đầu lâm vào trầm tư, Quận miệng nói, ông đừng hỏi tôi, nếu như phong tỷ đã uống rượu, số độ thấp một chút, phong tỷ sẽ sớm tỉnh, còn như số độ cao hơn một chút, thì sẽ tỉnh chậm hơn. Còn không đợi cao tầng tiếp tục mở miệng, Beerus và Đại Bạch bỗng nhiên mở mắt thú ra, một trước một sau hướng về nơi này đi tới, cũng ngồi trồm hổm ở bên người Diệp Oản Oản, ánh mắt của hai con mãnh thú, không ngừng đảo về phía mọi người ở đây. Có Beerus và Đại Bạch xuất hiện, mọi người cũng không dám tiếp xúc quá gần, chẳng qua chỉ thủ ở bên ngoài. Mãi đến mấy tiếng sau, Diệp Oản Oản lúc này mới chậm rãi mở hai mắt ra, mùi rượu trên người cũng dần dần tản đi. Giờ phút này, đầu của Diệp Oản Oản đau đến sắp nứt, miệng lưỡi khô khốc. Nàng mơ thấy một giấc mơ, trong mơ, nàng biến thành siêu cấp cao thủ, thật giống như đem một cao thủ khác treo lên đánh một trận. Về phần tại sao mình lại ở trong mơ treo người cao thủ kia lên đánh, ngay chính Diệp Oản Oản cũng không hiểu được rõ ràng. Thấy Diệp Oản Oản tỉnh lại, Beerus liếm liếm gò má của Diệp Oản Oản, gai ngược nơi đầu lưới của mãnh thú, lại khiến cho Diệp Oản Oản ra đau thịt nhất. "Tiểu hắc ngoan ngoãn." Diệp Oản Oản dựng thẳng người lên, sờ sờ đầu của Beerus, mà Beerus lại nhắm hai mắt lại, nguyên một bộ dáng lão tử rất hưởng thụ. "Phong tỷ." Rất nhanh, Thất Tinh rót một ly nước, đưa cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản đang khô miệng khô lưỡi, trực tiếp đem ly nước lọc Thất Tinh đưa tới uống một hơi cạn sạch. "Tôi sao vậy?" Diệp Oản Oản nhéo mi tâm một cái. Thần sắc thất tình tựa hồ có chút bất đắc dĩ, chỉ có thể đúng sự thật nói, Phong tỷ, tỷ uống rượu, say rồi. Nghe được lời nói này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ. Nàng uống rượu, còn con miệng nó uống say. Diệp Oản Oản rốt cuộc cũng nhớ lại phần nào, trước đó chính mình sau khi trở lại phòng làm việc, bởi vì khát nước, đem chai rượu mà cậu tạp chủng đưa cho nàng uống hết sạch. Vốn cho là, đó là thức uống kia mà. Giờ phút này, trong lòng Diệp Oản Oản không khỏi có chút lo lắng. Nàng hoàn toàn sơ suất rồi. Sau khi say rượu, nàng có làm chuyện khác người gì đó hay không? Có thể lúc say rượu, không cẩn thận để bại lộ thân phận hay không? Phong tỷ, tỷ có thể coi như là tỉnh rồi, con cháu lang hoắc kia rốt cuộc xử trí như thế nào đây? Xiết gọn hay là đánh chết? Bắt đầu nhanh chân chạy tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng hỏi. Bắt đầu vừa dứt tiếng, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái gì? Bác đầu đang nói cái gì? Lăng hoắc là cái quỷ gì? Tôi là ai? Đây là đâu? Còn nữa, giết gọn hay đánh chết, chẳng lẽ là có chuyện gì xảy ra sao? Đúng rồi, trước tiên đừng để ý lăng hoắc, những lão già kia đều đang chờ bên ngoài đấy, đòi phải gặp được phong tỷ. Bác đầu lại nói. Nghe được lời nói này, chân mày Diệp oản oản hơi hơi nhíu lên. Đám lão già không sợ minh kia, rốt cuộc đã xong chưa, không gây sự không thấy thoải mái hay sao? để cho bọn họ đi vào. Diệp Oản Oản ngồi thẳng người dậy. Bắt đầu gật đầu một cái, đi ra khỏi phòng làm việc. Rất nhanh, trưởng lão và các trận doanh lớn của không sợ minh dối rít xuất hiện, tràn vào bên trong phòng làm việc, tam trưởng lão Lý Tư tất nhiên cũng trong đó. Minh chủ, ngài không sao chứ? Đại trưởng lão mặc âu phục màu đỏ lên tiếng, vội vàng đi tới bên người Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ quan tâm. Thấy vậy, Diệp Oản Oản có chút ngơ ngác, đại trưởng lão này, Diệp Oản oản tự nhiên là có ấn tượng, trước đó hoàn toàn chưa bao giờ đem nàng để ở trong mắt, hôm nay đây là thế nào? Chương 1485, uống lộn thuốc gì? Còn nữa, quan tâm kiểu này là cái quỷ gì? Ha ha, minh chủ, ngày trước đó uống nhiều rồi, minh chủ vẫn là nên lấy thân thể làm trọng, uống vừa phải thỏa đáng, nếu không sẽ làm tổn thương thân thể. Tam trưởng lão Lý Tư cũng liền vội vã xông tới, mặt đầy nụ cười lấy lòng. Tam trưởng lão và đại trưởng lão phân biệt thuộc về hai phe bất đồng, đều muốn tìm ra chứng cứ nàng giả mạo không sợ minh chủ, từ đó leo lên vị trí không sợ minh chủ. Hai người này, ngày thường đều chỉ mong nàng mau nhanh chết đi. Trong lòng Diệp Oản Oản có chút nghi ngờ, nhưng trên miệng đương nhiên sẽ không nhiều lời. "Minh chủ, thuộc hạ biết tội." Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, Tam trưởng lão Lý Tư bỗng nhiên không hề có dấu hiệu nào quỳ ở dưới chân Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ sám hối. Thấy vậy, Diệp Oản oản trợn mắt hốc mồm, cái gã Tam trưởng lão này làm cái gì vậy, chẳng lẽ cũng chúng cổ độc. Minh chủ, trước đó, là thuộc hạ mắt mù, một mực hoài nghi thân phận của ngài, vẫn còn muốn tìm ra chứng cứ ngài giả mạo minh chủ, từ đó leo lên vị trí không sợ minh chủ. Nhưng mà, thuộc hạ cũng là xuất phát từ lòng trung thành. Ngài hao tốn bao nhiêu tâm huyết mới sáng tạo ra được không sợ minh, thuộc hạ so với ai khác đều hiểu rõ ràng hơn. Mà trừ minh chủ ra, thuộc hạ cho rằng chỉ có thuộc hạ mới có thể đảm nhiệm chức trách to lớn này, không sợ Minh nhờ đó sẽ đi được càng thêm xa hơn. Đây tuyệt đối không phải là thuộc hạ muốn tại không sợ Minh một tay che trời, mà là vì lo nghĩ cho không sợ Minh. Tam trưởng lão Lý tư mặt đầy kích động nói: "Diệp Oản Oản, ha ha, Tam trưởng lão, ông cũng có phần quá kiêu ngạo, coi như Minh chủ thật sự mất tích, với tâm tính của ông, nếu như là leo lên vị trí Minh chủ, tôi cho rằng cũng không có thành tựu to tát gì." đại trưởng lão nhìn chằm chằm lý tư mở miệng nói nghe tiếng lý tư nhìn về phía đại trưởng lão cười lạnh một tiếng vậy cũng vẫn tốt hơn có một vài người chỉ là muốn đơn thuần ngồi lên vị trí minh chủ không sợ minh hưởng ấm êm lời của lý tư vừa dứt tiếng gương mặt đại trưởng lão bỗng biến sắc chỉ vào tam trưởng lão mặt đầy tức giận lý tư ông ít ở trước mặt minh chủ ăn nói lung tung đi tôi đối với không sợ minh trung thành tâm huyết có thiên địa chứng giám tuyệt đối không phải vài ba lời của ông liền có thể xuyên tạc sự thật đại trưởng lão tôi chỉ nói là một vài người cũng không hề chỉ mặt gọi tên nói đại trưởng lão ông như thế nào ông kích động như vậy để làm cái gì tôi nói tên họ của ông rồi sao minh chủ anh minh biết bao còn cần tôi tới vặn vẹo xuyên tạc sao lý tư mặt đầy nụ cười lạnh thấy tam trưởng lão lý tư và đại trưởng lão cãi vã diệp oản oản càng thêm nghi ngờ hai người kia rốt cuộc là uống lộn thuốc gì rồi vậy hả hiện tại mở miệng một tiếng minh chủ gọi so với gọi cha ruột còn thân thiết hơn đủ rồi diệp oản oản mặt đầy vẻ không kiên nhẫn phẩy phẩy tay muốn làm ồn thì đi ra ngoài làm ồn nghe diệp oản oản nói lời ấy đại trưởng lão và tam trưởng lão hai người bỗng im bặt không dám nói thêm lấy nửa câu minh chủ thuộc hạ trước đó ngộ nhận là ngài là giả mạo nhiều lần mạo phạm nhưng xin minh chủ niệm tình thủ hạ gây ra chuyện cũng là do có nguyên nhân xuất phát từ chân tâm xin tha cho thuộc hạ tội chết. Tam trưởng lão thận trọng hướng về Diệp Oản Oản mở miệng cầu xin. Tuy nói Diệp Oản Oản không biết rốt cục đã xảy ra chuyện gì, hai người này lại là uống lộn thuốc gì. Nhưng mà vở kịch này, vẫn phải tiếp tục diễn thôi. Con người Diệp Oản Oản hơi hơi chuyển một cái, chợt nhìn về phía tam trưởng lão, lạnh giọng mở miệng nói, ta tự nhiên biết ngươi là hạch tâm của không sợ minh. Ta rời khỏi không sợ minh nhiều năm, lại lần nữa trở về, quá mức trùng hợp, người có hoài nghi cũng là hợp tình hợp lý. Chính bởi vì người không biết không có tội, lần sau không được phá lệ. Hả, sau khi nghe Diệp Oản Oản nói, người không biết không có tội, và lần sau không được phá lệ, xong, tam trưởng lão Lý Tư rõ ràng sửng sốt một chút. chương 1486, đắc tội vị đại lão nào? Thậm chí ngay cả chính Lý Tư cũng đều không nghĩ tới, mình chủ lại có thể. Không trách tội mình. Lý Tư lần này, Vốn cho là chính mình cho dù không chết, sợ là cũng phải rơi một lớp ra. Kết quả tốt nhất cũng là sẽ bị trục xuất khỏi Không Sợ Minh. Nhưng mà, vạn vạn không ngờ tới, Minh chủ lại có thể không trách tội chính mình. Minh chủ, Lý Tư nắm chặt hai quả đấm, cắn răng, "Minh chủ, ngài nói đúng. Nếu như tùy tiện tới một người, chúng tôi đều tùy tiện thừa nhận thân phận của người đó, đó mới là bất trung đối với Minh chủ." "Minh chủ, ngài yên tâm." Ngày sau Lý Tư tôi sẽ đem hết toàn lực, cũng phải che chở cho ngài Chu Toàn. Ha ha, Lý Tư, năng lực của ông thật là lớn à nha. Minh chủ còn cần ông tới che chở Chu Toàn, đại trưởng lão châm chọc nói. Giờ phút này, tam trưởng lão Lý Tư lườm đại trưởng lão một cái, dường như cũng không nguyện ý phản ứng lại ông ta, một câu nói cũng không thèm đáp lại. Thấy tội bất kính của tam trưởng lão Lý Tư được không sợ minh chủ ân xá, các cao tầng vốn hoài nghi thân phận của Diệp Oản Oản trước đó, lập tức quỳ xuống bên người Diệp Oản Oản nhận tội. Diệp Oản Hoàn chỉ có thể miễn xá tội bất kính cho từng vị cao tầng, bao gồm cả đại trưởng lão trong số đó. Một bên, bắt đầu âm thầm giơ ngón tay cái lên đối với Diệp Oản Oản, nhỏ giọng hướng về thất tinh nói, cao tay, phong tỷ không hổ là phong tỷ, quá cao tay rồi. Lão thất, cậu có hiểu không, cái này gọi là ngự nhân chi thuật. Cái này gọi là đế vương chi thuật, thất tinh liếc mắt nhìn bắt đầu một cái. Thật ra thì, nào phải là Diệp Oản Oản dùng đế vương chi thuật gì gì, cho dù nàng có không tha thứ cho tội lỗi của đám người tam trưởng lão, thì biết phải làm thế nào bây giờ. Đứng lên đánh chết bọn họ. Đánh thắng được sao? Giờ phút này, đám người được Diệp Oản Oản đại xá, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bỗng nhiên, tam trưởng lão lý tư hướng về Diệp Oản Oản mở miệng, minh chủ, đám người thiết đầu bang cùng lăng hoắc kia, hiện tại đang bị giam ở trong địa lao. Người xem, chuyện này nên xử lý như thế nào? không để cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, đại trưởng lão hướng về Lý Tư cười lạnh một tiếng, tam trưởng lão, loại chuyện này còn cần hỏi minh chủ à. Đám người lăng hoác đó, dĩ nhiên là xử tử toàn bộ, chấm dứt hậu hoạn. Lúc này, tam trưởng lão nhìn thẳng đại trưởng lão, tôi hiện tại đang cùng minh chủ thương lượng, ông chen miệng vào làm gì? Ông nói xử trí như thế nào liền xử trí như thế nấy sao? Ông coi chính mình là minh chủ rồi hả? Ngươi, đại trưởng lão biến sắc, Lý Tư, người ngừng ở trước mặt minh chủ ngậm máu phun người ha ha tôi nói đều là sự thật có ăn nói linh tinh hay không không cần tôi nói minh chủ tự nhiên có thể nhìn thấy có thể nghe được lý tư mặt đầy coi thường mấy năm nay khi không sợ minh chủ bạch phong mất tích đại trưởng lão cùng tam trưởng lão thường hay bất hòa hai người như nước với lửa mà trận doanh hai người lãnh đạo cũng đã từng bùng nổ qua mấy lần đại chiến chỉ bất quá không thể phân ra thắng bại mà thôi gần hai năm nay mới hơi hơi yên tĩnh lại một chút. Lăng hoắc thiết đầu bang. Diệp oản oản nghi ngờ trong lòng, chẳng lẽ sau khi nàng uống say ngoắc cần câu xong, đã đắc tội với vị đại lão nào? Bị giam tại địa lao lại là cái quỷ gì? Minh chủ, lăng hoắc bây giờ đang ở trong địa lao, ngài có muốn trước tiên đi xem một chút hay không? Một vị cao tầng hướng về Diệp oản oản hỏi. Diệp oản oản trầm tư chốc lát, chợt gật đầu một cái, nói, đi xem một chút. Diệp Oản Oản làm sao biết được Lăng Hoắc là ai, còn có thể không đi xem một chút là chuyện gì xảy ra được sao. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, chúng cao tầng liền vội vàng đứng lên, đại trưởng lão giúp Diệp Oản Oản mở cửa phòng làm việc ra. Rất nhanh, mọi người tập hợp thành một nhóm, bao gồm cả bác đấu và thất tinh ở bên trong, hướng về phía hầm giam của không sợ minh đi tới. Hầm giam không sợ minh được thiết lập tại tầng hầm của trụ sở chính không sợ minh, Ngày trước vốn dùng để nhốt những thành viên phạm sai lầm của Không Sợ Minh, sau này biến thành nơi nhốt tù binh phe đối nghịch. Chương 1487, chính mình lại kinh khủng như vậy sao? Bên trong hầm giam ẩm thấp tối tăm, trong không khí dường như có mùi mốc, hít vào trong mũi cũng không mấy thoải mái. Diệp Oản Oản sau khi trở thành Không Sợ Minh chủ, đây cũng là lần đầu tiên đi tới hầm giam của Không Sợ Minh, trước đó cũng chưa từng đi qua. Hầm giam dưới tầng hầm diện tích cực kỳ rộng lớn ước chừng có mấy trăm buồng giam độc lập dọc theo đường đi diệp oản oản cũng nhìn thấy không ít thành viên thiết đầu bang bị giam giữ bạch phong con chó cái nhà ngươi một ngày nào đó lão tử sẽ khiến cho ngươi chết cực kỳ thảm một gã thành viên thiết đầu bang bị giam ở trong tù lao hai tay nắm song sắt cắn răng nghiến lợi hướng diệp oản oản lớn tiếng chửi ầm lên ngươi tìm chết lúc này tam trưởng lão lý tư giận dữ Hắn mới vừa muốn mở miệng nói gì, nhưng đã bị Diệp Oản Oản cắt ngang. Những người này, Diệp Oản Oản không quen biết bất cứ ai. Bọn họ tại sao lại bị giam ở trong địa lao không sợ minh, Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng. Mà lại có rất nhiều thành viên thiết đầu bang, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, thân thể theo bản năng run lên, trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cũng không dám thở mạnh. Nhìn thấy sự sợ hãi trong mắt những người này, Diệp Oản không khỏi sướng sờ bọn họ thật giống như đều đang đợi chết vậy, chính mình lại kinh khủng như vậy sao? Rất nhanh, đám người tam trưởng lão, sau khi dẫn theo Diệp Oản Oản đi tới một buồng giam, liền dừng bước. Trong lao, là một gã đàn ông tóc đầu đinh bị khóa chặt, sắc mặt gã ta hơi tái nhợt, sau khi nhìn thấy Diệp Oản Oản, trong mắt vé ra một vệt hàn quang kinh người. Bạch Phong, người tới rồi, lang hoác ngồi trên chiếu, nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng cười nói. Diệp Oản Oản nhìn về phía gã đầu đinh, người đàn ông này, tựa hồ có chút quen mắt, thật giống như là đã gặp qua ở nơi nào. Chỉ bất quá, trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản lại không thể nhớ ra nổi. Hừ, lăng hoác, người đã là người sắp chết, còn có cái gì để nói? Đại trưởng lão nhìn chằm chằm gã đầu đinh, lạnh giọng mở miệng nói. Nghe được lời nói này, khóe miệng nam nhân đầu đinh hơi hơi dương lên, treo lên nụ cười lạnh giá thấu xương, được làm vua thua làm giặc nếu như ta đã thua, vậy liền không có gì để nói nữa. Nghe xong câu này, Diệp Oản Oản quan sát lăng hoác mấy lần. Nam nhân này quả là một nam tử Hán, chỉ bất quá, tại sao lại bị nhốt ở trong địa lao, có thủ oán cùng không sợ minh sao? Lại nói, dáng dấp thật là ngon trai à nha, dù vết sẹo nơi mắt trái kia khiến anh ta hơi có vẻ dữ tợn, nhưng mà lại có thêm một vẻ nam tính thật là hấp dẫn. Minh chủ, gã lăng hoác này, nhiều lần mạo phạm, Giết quét cho rồi đi." Một vị cao tầng hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe được đề xuất này, Diệp Oản Oản lại lắc đầu một cái. Con miệng nó, không sợ minh chủ trước kia rốt cuộc đã tạo ra cái nhiệt gì, hở một tí là chém chém giết giết. Hiện tại không sợ minh chủ chính là nàng, nếu như nàng lại tiếp tục để chính sách như vậy tiếp diễn, các thế lực ở Độc Lập Châu sớm muộn đều sẽ bị nàng đắc tội toàn bộ. Đến khi đó, chỉ sợ là nàng chết cũng không biết đã chết thế nào không thể thân thiện hòa ái hơn một chút được hay sao? Chẳng lẽ xây dựng một Phật hệ không sợ minh, làm một Phật hệ không sợ minh chủ, khó khăn đến vậy sao? Thậm chí, người đàn ông này rốt cuộc là ai, lại phạm phải chuyện gì, nàng căn bản không biết chút nào. Làm sao có thể tùy tiện đem người ta giết chết? Suy nghĩ kỹ một chút, số lượng địch nhân chưa đủ nhiều hay sao? Hiện tại giết chết người ta, đến lúc đó cái đám thiết đầu bang gì gì đó đoán chừng lại có cớ báo thù. Tất nhiên, đối với Diệp Oản Oản mà nói, thế này cũng không tính là lòng dạ đàn bà gì cả. Chính mình căn bản cũng không phải là không sợ Minh chủ, đã như vậy thì tại sao lại phải vì chuyện của Không Sợ Minh mà đem lại thêm nhiều địch nhân cho mình? Nàng đẹp chứ đâu có ngu. Chương 1488, đánh chết tại chỗ. Ha ha, Bạch Phong, thế nào? Trước khi ta chết, lại muốn tìm cách đặc biệt nhục nhã ta một phen sao? Lăng Hoắc nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản lạnh giọng cười nói nghe tiếng diệp oản oản không khỏi lắc đầu một cái não của gã đàn ông này bị chó gặm rồi sao đến loại thời điểm này mà còn không biết nói vài lời ca tụng dù cho mình có muốn thả hắn ta cũng đều không tìm ra được một lý do nào cả tại sao phải muốn chết như thế sống không tốt sao hiện tại những vị cao tầng bên cạnh nàng nào người nào là đèn đã cạn dầu bạch phong muốn giết cứ giết ta thấy cũng không cần nói nhảm thấy Diệp Oản Oản không mở miệng, Lăng Hoác lại nói. Diệp Oản Oản, người còn miệng nó phối hợp một chút, tìm một nấc thang nào đó cho hai bên cùng leo xuống đi. Chỉ bất quá, nhìn tình hình mà nói, muốn để cho người đàn ông này nhượng bộ, tựa hồ là không mấy thực tế rồi đi. Ha ha, bỗng nhiên, Diệp Oản Oản đảo trong mắt một vòng, nhìn chằm chằm gã đầu đinh, hơi mỉm cười nói, Lăng Hoác. Ngươi mặc dù ba lần bốn lượt mạo phạm không sợ minh, nhưng ta thấy ngươi cũng là một gã nam tử hán giết đi rồi có phần hơi quá mức đáng tiếc ngươi hôm nay nếu như là chịu thề độc ngày sau giữ gìn khuôn phép cho đàng hoàng ta có lẽ có thể xem xét thả cho ngươi một con đường sống nghe diệp oản oản nói xong lời ấy toàn bộ mọi người kể cả tam trưởng lão lý tư và đại trưởng lão trong đó đều sửng sốt một chút bọn họ không nghe lầm đấy chứ minh chủ muốn thả lăng hoác cái gã lăng hoác này căn bản chính là một con chó điên nếu như bây giờ không đem cái con chó điên này trừ đi, ngày sau hắn nhất định sẽ kéo nguyên một bầy quay trở lại. Tuy nói có Minh chủ ở đây, ngược lại cũng không cần lo lắng, nhưng nếu như bị một con chó điên ghi thù, cũng khiến cho người ta cảm thấy không mấy thoải mái. Minh chủ, người này nhiều lần mạo phạm ngài, hẳn là nên đánh chết tại chỗ." Tam trưởng lão Lý Tư nhìn về phía lăng hoắc bị giam ở trong lồng giam, hàn quang trong mắt lóe lên. "Ha ha, bỗng nhiên Lăng Hoắc lãnh đạm thờ ơ cười một tiếng, ánh mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản, Bạch Phong, giữa ngươi và ta, hai bên đều vô cùng hiểu rõ nhau, cần gì phải ở trước mặt ta giả mù sa mưa. Muốn giết, không bằng giết ngay và luôn cho nó thống khoái, như thế nào? Hừ, đại trưởng lão nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, hừ lạnh một tiếng, "Lăng Hoắc, bây giờ ngươi thân là tù nhân của Không Sợ Minh, sinh tử đã được quyết định từ lâu. Ở trước mặt Minh chủ, còn dám phách lối như vậy?" nếu như không có bạch phong các ngươi lại là cái thứ gì lăng hoác đảo mắt lườm đám người đại trưởng lão cười lạnh nói nghe tiếng thân xác chúng cao tầng trầm xuống hận không thể đem lăng hoác phanh thây lăng trì những gì gã lăng hoác này nói quả thực là sự thật hôm nay đám cao tầng không sợ minh bọn họ cơ hồ đều bị lăng hoác ngược toàn bộ nếu như không phải là minh chủ kịp thời xuất hiện hậu quả khó mà lường được lăng hoác được làm vua thua làm giặc những lời này, chẳng lẽ ngươi chưa từng nghe qua? Tam trưởng lão Lý Tư nhìn chằm chằm Lăng Hoắc, cười lạnh một tiếng, thứ giả thiết mà ngươi nói, cũng không có khả năng tồn tại. Không có minh chủ, chúng ta quả thực không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng tiếc là, không sợ minh chúng ta, làm sao có thể không có minh chủ? Lăng Hoắc cười lạnh một tiếng, cũng không mở miệng đáp lại. Diệp Oản Oản nghi ngờ trong lòng, chuyện này có liên quan gì tới mình chứ? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày, chẳng lẽ, chính mình sau khi uống say quắc cần câu xong, đã làm chuyện gì? Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ thêm, tam trưởng lão Lý Tư Hướng về nàng cung kính nói, minh chủ, hay là đem cả đám lang hoắc xử tử toàn bộ. Nếu như là thả bọn chúng đi, cũng như thả hổ về rừng. Đạo lý này mặc dù Diệp Oản Oản cũng hiểu, nhưng mà việc ác này, nàng không muốn ôm. Không cần biết cái đám thiết đầu bang kia là thế lực như thế nào, nhưng mà người ta giàu gì cũng là một thế lực lớn, cái gã lăng hoác này tựa hồ còn là đại nhân vật của thiết đầu bang. Nếu như mình tiêu diệt hắn ta, vậy rồi sao? Các bang chúng của thiết đầu bang còn chẳng phải là sẽ tìm nàng để trả thù sao? chương 1489, để cho hắn chỉ có đi chứ không có về. Dĩ nhiên, nếu như thả cái gã lăng hoác này, có lẽ đúng như tam trưởng lão nói, chính là thả hổ về rừng. Nhưng nàng cũng không phải là minh chủ không sợ minh, Đến lúc đó chờ thế lực tử vong hoa hồng của mình phát triển ổn định xong, nàng nhất định sẽ rời khỏi Không Sợ Minh, không tiếp tục làm hứng bom đại hiệp cho Không Sợ Minh nữa. Minh chủ, ý của ngài là? Một vị cao tầng Không Sợ Minh nhìn về phía Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định chủ ý, ngữ khí đầy khẳng định, nói: "Thả hắn, còn có người của hắn ra." Nghe được mệnh lệnh của Diệp Oản Oản, chúng cao tầng Không Sợ Minh bao gồm cả đám người bắt đầu và thất tinh, thần sắc đều vô cùng kinh ngạc. Cái đám này thật vất vả mới bắt lại được, thật muốn thả. Giờ phút này, chính cả lăng hoác ở trong lồng giam cũng hơi nhíu mày lại, nhìn về phía Diệp Oản Oản, sau khi quan sát mấy giây, lúc này mới hơi có chút nghi ngờ mở miệng hỏi, Bạch Phong. Người thật sự muốn thả ta. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm lăng hoác, cười lạnh một tiếng, nói, lăng hoác, ta hôm nay có thể thả ngươi, còn có thủ hạ của ngươi chỉ bất quá, ta khuyên ngươi ngày sau vẫn là chớ có trêu chọc vào Không Sợ Minh. Ngươi nếu như thật có thực lực trêu chọc Không Sợ Minh, hôm nay cũng sẽ không bị nhốt ở chỗ này, ngươi nói xem. Nghe Diệp Oản Oản nói lời ấy, Lăng Hoắc cũng không nói thêm gì cả. Đúng như Diệp Oản Oản nói, trận chiến ngày hôm nay, Lăng Hoắc đã hiểu được rõ ràng, với thực lực hiện tại của hắn mà nói, căn bản không phải là đối thủ của Không Sợ Minh chủ. Dĩ nhiên, những thứ này cũng không phải là trọng điểm khiến cho lăng hoắc không cách nào hiểu được chính là cái tên không sợ minh chủ bạch phong này tại sao lại thả cho mình một con đường sống bạch phong coi như là ngươi hôm nay thả ta ta cũng sẽ không cảm kích ngươi trong lồng giam gã đầu đinh nhìn chằm chằm diệp oản oản mở miệng nói diệp oản oản không cần ngươi cảm kích ngươi con miệng nó đừng ngày ngày nhìn ta chằm chằm không buông như vậy ta liền đa tả cả nhà ngươi rồi minh chủ xin ngài nghĩ lại lý tư vội vã mở miệng thả đi diệp oản oản phất phất tay nói thấy diệp oản oản đã quyết tam trưởng lão vốn còn muốn nói gì cuối cùng cũng hạ lệnh để cho thành viên coi ngục của không sợ minh đem tù binh thả ra sau khi lăng hoác được thả hắn nhìn về phía diệp oản oản bạch phong người mới vừa nói trừ ta ra còn sẽ thả người của ta đương nhiên diệp oản oản phất phất tay để cho lý tư đem tất cả các thành viên thiết đầu bang toàn bộ đều thả ra chỉ chốc lát sau đám người thiết đầu băng được thả ra khỏi phòng giam, từng tên một cúi đầu đứng ở sau lưng gã đầu đinh, không dám thở mạnh lấy một cái. Bạch Phong, người thật sự thả chúng ta, không hối hận, lăng hoác nhìn về phía Diệp Oản Oản. Người nếu như không hài lòng, có thể tiếp tục quay trở lại phòng giam. Diệp Oản Oản chỉ chỉ vào nhà tù bên cạnh. Ha ha, được, Bạch Phong, hôm nay, ta cùng các huynh đệ của ta, cảm ơn ngươi. Bất quá, món nợ của vết sẹo này, cũng chưa kết thúc đâu. Núi không chuyển nước chuyển, chúng ta sau này gặp lại. Lăng hoác nói. Còn nói nhảm nhiều như vậy, không mau cút ngay đi. Đại trưởng lão tức giận quát một tiếng. Lăng hoác lơ đánh, phất phất tay, mang theo các thành viên thiết đầu bang xoay người rời đi. Chờ sau khi lăng hoác hoàn toàn rời khỏi trụ sở chính không sợ minh, đại trưởng lão lúc này mới hướng về diệp oản oản nói. Minh chủ, cái gã lăng hoác này cũng không phải là đèn đã cạn dầu. Hôm nay không nhổ cỏ tận gốc, chỉ sợ ngày sau sẽ quay lại gây rắc rối. Nghe tiếng, Diệp Oản oản liếc mắt lườm đại trưởng lão một cái, có tôi ở đây, ông gấp cái gì? Đại trưởng lão cẩn thận suy nghĩ một chút, cũng hiểu được đạo lý này. Bây giờ, Minh chủ trở về, tại sao hắn phải sợ Lăng Hoắc? Lăng Hoắc không tới trả thù thì coi như xong đi, nếu như còn dám tới, lần sau nhất định để cho hắn chỉ có đi chứ không có về chương 1490, cái gì, càng già càng dẻo dai. Minh chủ, thuộc hạ có một chuyện không hiểu, tam trưởng lão Lý Tư đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nghi ngờ nói, Minh chủ ngày hôm nay, vì sao phải thả cái gã lang hoắc kia rời đi. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn tam trưởng lão một cái. Chính mình cùng với cái gã đầu đinh kia, ngày xưa vô duyên ngày nay không thù, muốn lấy tính mạng hắn để làm cái gì. Tất nhiên, trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Diệp Oản Oản lại nói, ta thả hắn rời đi, tự có mục đích riêng của ta. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, Tam trưởng lão như có điều suy nghĩ, chợt hướng về Diệp Oản Oản giơ ngón tay cái lên, cung kính nói, tôi biết ngay mà, minh chủ thả hắn ta rời đi, tuyệt đối không đơn giản như vậy. Minh chủ chính là minh chủ, nhìn xa trông rộng, cao tay, thật sự là cao tay. Diệp Oản Oản ngơ, ngơ ngơ ngác ngác nhìn Lý Tư, hắn mới với nói cái gì vậy trời? Cái kỹ năng vỗ mông ngựa này của Lý Tư khó tránh khỏi có chút hơi lố. Còn nữa, rõ ràng hắn ta chính là hình mẫu điển hình của một kẻ hung tàn, bỗng nhiên đổi tính là sao? Sự thân mật của gã Lý Tư này khiến cho Diệp Oản Oản có cảm giác hắn ta chỉ thiếu điều đem gương mặt già nua kia đi lau sạch giày cho nàng nữa là đủ bộ, nàng thật sự không thể thích ứng nổi, có được hay không? Thật là hoài niệm cái gã Lý Tư của ngày hôm qua. Sau khi rời khỏi hầm giam, Diệp Oản Oản vốn định hỏi thăm bắt đầu, chính mình sau khi uống rượu say rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, lăng hoắc và đám thiết đầu bang lại là có chuyện gì. Nhưng mà nghĩ tới nghĩ lui lại không tiện mở miệng, thẳng thắn đi hỏi, e rằng người bên cạnh sẽ hoài nghi. Hỏi mập mờ ám chỉ, cái gã bắt đầu này lại nghe không hiểu. Nếu đã nghe không hiểu, muốn moi ra được thông tin gì, sẽ hết sức khó khăn. Bất quá, Diệp Oản Oản lại tin chắc, nhất định là chính mình sau khi say rượu đã làm ra chuyện gì đó, mới có thể khiến cho thái độ đối với mình của đám cao tầng không sợ minh như Tam trưởng lão Lý Tư và đại trưởng lão có chút thay đổi. Nếu không, bọn họ tuyệt đối không có khả năng vô duyên vô cớ liền tin chắc mình là không sợ minh chủ. Mặc kệ sau khi say rượu đã xảy ra chuyện gì, những cao tầng này không hoài nghi thân phận của mình nữa, đó chính là chuyện tốt. Khiến cho Diệp Oản oản tò mò chính là, sau khi mình say rượu đã làm cái gì? lại có thể làm cho con cáo giả lý tư vốn vẫn dùng trăm phương ngàn kế để tra ra thân phận của mình, đều thay đổi biết thân biết phận. Chẳng lẽ chính mình thật sự là không sợ Minh chủ Bạch Phong? Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục suy nghĩ nhiều, chuông điện thoại di động bỗng vang lên. Diệp Oản Oản liếc mắt nhìn qua, cuộc điện thoại này là do Nhiếp Vô Danh gọi tới. "Ha ha, hữu danh lão bản, gần đây có khỏe không?" Tiếng cười của Nhiếp Vô Danh từ trong điện thoại truyền tới cũng còn khá, vẫn chưa chết đâu. Diệp Oản Oản tức giận mở miệng. Cái con hàng nhiếp vô danh này, thật sự là quá biết đào hố. Nếu như không phải là do hắn ăn hai đầu, mình tại sao còn bị trúng thứ tình cổ chết tiệt kia? Hữu danh lão bản, cô càng già càng dẻo dai, làm sao có thể chết được? Nhiếp vô danh vội vàng nói. Cái gì, càng già càng dẻo dai? Hữu danh muội muội, tôi đang ở tại địa điểm lần trước chúng ta gặp mặt. Cô mau tới đi, không gặp không về. Nói xong, Nhiếp Vô Danh không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, nhanh chóng cúp điện thoại. Vậy thì anh cứ từ từ chờ đi. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm điện thoại di động, cắn răng nghiến lợi nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem bắt đầu kêu qua, đánh một vài ván đấu bài địa chủ, sau khi đem tiền mặt trên người bắt đầu toàn bộ lột sạch, lúc này mới hài lòng hướng về địa điểm hẹn với Nhiếp Vô Danh mà đi tới. Sau mấy tiếng, Diệp Oản Oản mới đi vào trong tiệm liếc mắt liền nhìn thấy nhiếp vô danh ngồi ở chỗ khúc quanh thấy diệp oản oản xuất hiện nhiếp vô danh liền vội vàng đứng dậy con bà nó hữu danh lão bản cô cũng quá hố hàng rồi đi đến bây giờ mới đến gọi điện thoại cũng không thèm nhận diệp oản oản cũng không trả lời ngồi xuống ngả lưng nhấp một gấp trà nóng lúc này mới nhìn về phía nhiếp vô danh không nhanh không chậm nói hố của tôi cũng đâu có sâu bằng hố của ngài chương 1491, tôi nói chính là anh đào hố. Nghe Diệp Oản Oản nói xong, trên mặt nhiếp vô danh lập tức là một nụ cười tâu tuét, ha ha, hữu danh lão bản, nhìn lời này của cô nói, cái gì mà, ngài, với chả không, ngài. Với quan hệ của chúng ta, cũng không cần khách khí vậy đâu. Diệp Oản Oản, điểm mà anh quan tâm, có phải là có vấn đề gì hay không? Chuyện chính là việc tôi dùng kính ngữ sao, tôi nói chính là anh đào hố. Gọi tôi tới làm gì? Diệp oản oản lườm nhiếp vô danh một cái. Lúc này, nhiếp vô danh xoa xoa đôi bàn tay, thấp giọng cười nói, hữu danh lão bản, cô xem, nhiệm vụ lính đánh thuê lần này cũng đã hoàn thành. Hữu danh lão bản, vậy tiền thanh toán có phải nên là? Hóa ra cái con hàng nhiếp vô danh này tới tìm mình, chính là muốn đòi tiền. Diệp oản oản khó tin nhìn chằm chằm nhiếp vô danh, ai cho hắn dũng khí, mặt dày đến tìm mình đòi tiền nhiếp vô danh anh làm sao lại không biết xấu hổ như vậy diệp oản oản bị cái mặt dày này của nhiếp vô danh chọc cho tức điên lên rồi hữu danh lão bản sao vậy nhiếp vô danh mặt đầy vẻ vô tội còn có mặt mũi đòi tiền tôi diệp oản oản hận không thể một cái tát đập chết nhiếp vô danh anh nhận nhiệm vụ của tôi lại nhận nhiệm vụ của viên gia chắc ăn nhỉ ăn hai đầu nếu vậy cũng liền thôi đi còn con miệng nó hại tôi trúng tình cổ của tử quỷ kết quả bọn họ ngược lại thì hay rồi phủi mông một cái liền bỏ trốn mất dạng tình cổ của tôi đến bây giờ còn chưa được giải anh nói đi làm sao bồi thường cho tôi khóe mắt nhiếp vô danh co giựt một cái hả tình cổ không phải là cổ độc tình đầu ý hợp sao loại cổ này tùy tiện tìm một người mà hữu danh lão bản cô yêu thích mà mần là được rất dễ dàng để giải đấy diệp oản oản hít sâu một hơi trực tiếp phun một lèo tôi làm sao biết được Tôi còn muốn hỏi anh đây, thầy thuốc người ta nói thứ đồ chơi kia ở trong cơ thể tôi đã thăng cấp tiến hóa. Nhiếp vô danh hướng về ngoài cửa sổ nhìn một chút, bỗng nhiên cười nói, hữu danh muội muội, cô xem, hôm nay trời trong nắng ấm, khí trời thật không tệ. Diệp oản oản theo bản năng hướng về ngoài cửa sổ nhìn một cái, chợt cười lạnh nói, bây giờ là buổi tối. Hữu danh lão bản, cô xem, trăng thật là tròn và đẹp nha. Nhiếp vô danh vội vàng nói có tròn hay không thì tôi không biết nhưng tôi thấy cũng dày và to gần bằng cái bản mặt của anh rồi đấy diệp oản oản mở miệng ha 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 hữu danh muội muội tôi còn có việc tôi đi trước nha nhiếp vô danh làm bộ liền muốn đứng dậy rời đi khoan hãy đi đã diệp oản oản bắt lại cánh tay của nhiếp vô danh tôi còn chưa thanh toán xong tiền đâu nghe được lời này của diệp oản oản nhiếp vô danh lắc đầu liên tục hữu danh muội muội cô nói cái gì cơ Cô đây quả thực là đang vũ nhục tôi. Quan hệ của hai người chúng ta là như thế nào? Đó chính là anh em kết nghĩa, hảo hữu trí giao, nhân sinh thượng lộ, dắt tay đi về phía trước. Dùng chỉ có vài tên lính đánh thuê của tôi mà thôi, lại còn phải trả tiền cho tôi, thế này không phải là đang đánh mặt của nhiếp vô danh tôi hay sao, tuyệt đối không thể như vậy. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức, kỹ năng diễn siêu cấp này là thế nào? năm đó thời điểm còn ở Hoa Quốc làm sao lại không sớm phát hiện ra con hàng nhiếp vô danh còn có loại thiên phú này. Sớm nếu biết vậy, đã đào tạo hắn thành ảnh đế, đây còn không phải là chuyện dễ dàng sao. Còn nữa, anh em kết nghĩa, chính mình kết nghĩa cùng hắn lúc nào. Chuyện tôi chúng cổ độc biết làm sao bây giờ. Diệp oản oản liếc mắt nhìn nhiếp vô danh một cái. Ha ha, hữu danh muội muội, cô quả thật là quá trâu bò rồi. Tôi vẫn là lần đầu tiên nghe nói có người chúng cổ độc tình đầu ý hợp lại có thể làm cho loại cổ này biến thành tình cổ. Bất quá cô yên tâm, thứ này có gì ghê gớm, chỉ là tình cổ mà thôi. Với tướng mạo của hữu danh lão bản cô, tìm một người yêu còn không phải là chuyện dễ dàng sao, loại cổ độc này không thể lấy mạng của cô được đâu. Nhiếp vô danh giải thích. chương 1492, có thể đem đường đường mang ra ngoài sao. Diệp oản oản cười lạnh một tiếng, cái gã nhiếp vô danh nói có vẻ nhẹ nhàng quá nhỉ người chúng cổ độc này không phải là hắn hữu danh muội muội cô cứ yên tâm đi tình cổ mặc dù vua của các loại cổ độc nhưng tình cổ vốn nguyên bản là muốn làm cho người ta trở nên hạnh phúc hơn cũng không phải là muốn đòi mạng của người ta loại cổ này cần gì phải sợ ha tôi cũng muốn tìm một người để cùng chúng loại tình cổ này một lần đáng tiếc là không có ứng cử viên thích hợp còn nữa hữu danh muội muội cô có biết không Muốn bồi dưỡng tình cổ vô cùng khó khăn, hao phí nhân lực vật lực tài lực, cô không thể nào hình dung ra được đâu. Trước đây, không biết có bao nhiêu người, nguyện ý hao hết vạn quán gia tài, chính là muốn cầu đến tình cổ, nhưng thủy chung vẫn không thể có được. Giá cả của tình cổ, cao đến mức căn bản là khó mà tưởng tượng ra nổi. Nhiếp Vô Danh nghiêm trang nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mở miệng nói. Nghe Nhiếp Vô Danh nói xong, Diệp Oản Oản tức giận đến thân thể run rẩy, khóe miệng hơi hơi co rúm lại con miệng nó chứ, chính mình chúng phải tình cổ, vào trong miệng nhiếp vô danh, lại nghe có vẻ như mình là người chiếm tiện nghi vậy. Hữu danh muội muội đây cũng chính là cô, nếu như là người khác mà nói, chúng phải tình cổ của tử quỷ, không cầm một số tiền sấp xỉ 10 triệu tệ, chúng tôi sẽ không để cho hắn rời khỏi. Nhưng mà, với quan hệ của chúng ta, nếu nhắc đến tiền nó cứ nghe tục tục thế nào ấy. Có phải hay không, hữu danh muội muội nhiếp vô danh hướng về Diệp Oản Oản vết miệng cười một tiếng diệp oản oản tục tục cái em gái anh bây giờ sau khi cảm thụ được ra mặt dày của nhiếp vô danh xong diệp oản oản cũng lười tiếp tục nói thêm một câu nào với anh ta thấy thần sắc của diệp oản oản nhiếp vô danh lúc này mới hết sức hài lòng gật đầu nói hữu danh muội muội đúng vậy phải không chúng tình cổ vốn là một sự tình vốn hết sức đáng để ăn mừng và vui vẻ đúng rồi hai ngày nữa tới nhà của tôi đi cái tên tiểu ma vương kia thật nhớ cô nghe nhiếp vô danh nhắc tới đường đường diệp oản oản lúc này mới hơi hơi tỉnh táo lại tinh thần đường đường gần đây thế nào diệp oản oản nhìn nhiếp vô danh mở miệng hỏi không biết nữa tôi gần đây ít ở nhà tôi lớn nhỏ gì cũng là một ông chủ cô cũng biết mối làm ăn nhiều xã giao cũng nhiều hích tìm đàn ông dùng sao không có biện pháp lúc này nhiếp vô danh ném tới thêm cho diệp oản oản một ánh mắt cô hiểu mà mấy ngày nay tôi cũng khá rảnh rỗi có thể đi thăm đường đường một chút. Diệp Oản Oản trầm tư chốc lát, chợt hướng về nhiếp vô danh mở miệng nói. Đối với đường đường, Diệp Oản Oản là thật tâm nhung nhớ. Nếu như có thể lại ngắm đường đường một chút, cũng đủ cho nàng hài lòng rồi. Được rồi, qua mấy ngày nữa tôi sẽ tới đón cô. Nhiếp vô danh gật đầu liên tục. Anh có thể đem đường đường mang ra ngoài sao? Diệp Oản Oản hướng về nhiếp vô danh thử dò hỏi. Tình hình của nhiếp ra như thế nào, Diệp Oản Oản cũng không rõ ràng, cho nên cũng không muốn đi đến Nhiếp gia. Nhất là Nhiếp phu nhân và mẹ của Đường Đường, dường như cũng không phải là rất hoan nghênh mình. Còn có cái cô nàng Nhiếp Linh Lung của Nhiếp gia kia cũng là như vậy. Nếu như đi Nhiếp gia, sợ là tự chuốc lấy nhục nhã, thậm chí có khả năng không gặp được Đường Đường. Nhưng nếu như Nhiếp Vô Danh có thể đem Đường Đường mang ra ngoài, vậy thì không còn gì tốt hơn. Nhưng mà, Nhiếp Vô Danh lại lắc đầu một cái, mặt đầy vẻ khó hiểu, hữu danh muội muội mang đường đường ra ngoài làm gì. Cô trực tiếp cùng tôi về nhà không được sao, đến lúc đó tôi để cho đám nhất chi hoa cùng tử quỷ đều đi qua, mọi người cùng nhau ăn một bữa cơm. Cô cũng biết mà, với quan hệ của chúng ta, có cái gì cũng dễ nói. Cô cứ coi nhiếp ra như nhà mình, muốn tới thăm đường đường lúc nào thì tới lúc đó, hoàn toàn không thành vấn đề. Diệp Oản Oản Trường 1493, đánh nhau bây giờ lại nói hai người có quan hệ tốt thời điểm trước đó tìm anh ta hỗ trợ là ai tính toán chi ly khăng khăng đòi tiền kia mà được rồi cuối cùng diệp oản oản đáp ứng bất kể như thế nào có thể thấy được đường đường là tốt rồi sau khi cùng nhiếp vô danh tán gẫu một lát diệp oản oản liền xoay người rời đi sáng sớm hôm sau bên trong phòng làm việc diệp oản oản tới thật sớm xử lý một số chuyện cơ mật của không sợ minh mấy ngày nay Thù thủy vẫn đang đi khắp nơi tìm phương pháp giải cổ độc, bắt đầu và thất tinh cũng gấp đến độ xoay mòng mòng. Bất quá Diệp Oản Oản lại cứ y như người không bị sao, bình chân như vậy, không hề có chút bộ dáng lo lắng nào. Hiện tại, còn chưa phải lúc. Về phần không sợ minh bên này, bây giờ, Diệp Oản Oản có thể cảm nhận được rõ ràng, quyền hành không sợ minh đã hoàn toàn rơi vào trong tay nàng. Ngày trước, Diệp Oản Oản ngồi ở phòng làm việc, nhiều nhất chỉ có thể xử lý một chút chuyện vụn vặt thường ngày của không sợ minh. Mà hiện nay, Diệp Oản Oản lại bắt đầu thực sự tiếp xúc được với hạch tâm không sợ minh. Mà mỗi một quyết định của nàng, vô luận là có hợp lý hay không, không sợ minh đúng là hoàn toàn không có lấy một tiếng phản đối nào, toàn bộ đều dựa theo ý của nàng mà làm theo. Hơn nữa khắp nơi đều là tiếng nịnh nọt, minh chủ anh minh. Trong lòng Diệp Oản Oản vô cùng cảm khái, không sợ minh bây giờ, đã không phải là không sợ minh lúc trước nữa rồi, nó đã thay đổi. Diệp Oản Oản cũng càng ngày càng tin chắc, thứ giúp cho mình sở hữu quyền hành chân chính, hơn nữa khiến cho đám lão già tam trưởng lão Lý Tư và đại trưởng lão không còn hoài nghi về mình, cúi đầu xưng thần, tất nhiên là có quan hệ đối với việc lần trước mình uống rượu say. Nếu không, loại biến cố này, căn bản là không có cách nào giải thích. Mặc dù cực kỳ hiếu kỳ, nhưng mà, tất nhiên, Diệp Oản Oản cũng không thể đi hỏi người bên cạnh chính mình hôm đó say rượu rốt cuộc đã làm cái gì nếu như đi hỏi lung tung há chẳng phải là bại lộ rồi sao phong tỷ diệp oản oản đang cố hết sức hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra khi mình say rượu bắt đầu lại nghênh ngang đẩy cửa đi vào khuyết điểm đi vào không gõ cửa của cậu lúc nào mới sửa đổi một chút diệp oản oản bị tiếng gọi vang của bác đầu làm cho giật cả mình tất cả đầu mối đều bị mất dấu phong tỷ tỷ biết không học viện lính đánh thuê xích diễm cùng học viện lính đánh thuê tinh dương lại đánh nhau. Ngay tại phụ cận không sợ minh chúng ta, bắt đầu thật giống như hoàn toàn không nghe thấy Diệp Oản Oản nói cái gì, một bộ trạng thái như đang đắm chìm trong thế giới của riêng mình. Học viện lính đánh thuê xích diễm, học viện lính đánh thuê tinh dương, nghe bắt đầu nói xong, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đối với hai học viện lính đánh thuê này, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Bên trong độc lập châu, học viện lính đánh thuê nhiều không đếm xuể, nhưng nổi danh nhất là ba học viện lính đánh thuê, được gọi là Tam Đại Học Viện Lính Đánh Thuê. Mà Học Viện Lính Đánh Thuê Xích Diếm cùng Học Viện Lính Đánh Thuê Tinh Dương là hai trong số Tam Đại Học Viện này. Hai Đại Học Viện Lính Đánh Thuê này thường hay bất hòa, trừ các cao tầng của Học Viện ra, chính giữa các học viên với nhau, cũng thường xuyên bùng nổ mâu thuẫn. Một lần va chạm thảm thiết nhất trước đó, nghe nói là bởi vì học viên hai đại học viện lính đánh thuê bởi vì tranh đoạt một cái nhiệm vụ cấp S mà đánh nhau học viên gần đó rồi giết chạy tới, cuối cùng bùng nổ ra đại chiến giữa học viên hai đại học viện lính đánh thuê, chết hơn 10 người. Sau đó lại thăng cấp thành chiến tranh giữa các học viện. Bây giờ, Diệp Oản Oản ngồi ở trên vị trí của không sợ minh chủ, đối với thế cục của độc lập châu, tất nhiên cũng đã nắm được đại khái. Loại chuyện giống như tam đại học viện lính đánh thuê này, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là biết được. Chuyện gì xảy ra, Diệp Oản Oản nhìn về phía Bắc đầu hỏi. Học viên của Học viện Lính đánh thuê Xích Diễm cùng Học viện Lính đánh thuê Tinh Dương, làm sao lại đánh nhau ở trên địa bàn của Không Sợ Minh? Chương 1494, Thuật thôi miên sâu. Lúc này, bắt đầu đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, mở miệng nói, hình như là bởi vì sinh nhật viện trưởng Học viện Xích Diễm, nên mấy gã học viên muốn tặng một phần tâm ý, vừa vặn lại va chạm với học viên của Học viện Tinh Dương. Xích Diễm và Tinh Dương vốn là tử địch, cho nên học viên hai phe lập tức liền đánh nhau. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, bắt đầu lại nói, phong tỷ, cái gã viện trưởng của học viện xích diếm kia nghe nói giỏi lắm, có bản lĩnh thi triển thuật thôi miên sâu. Tại độc lập châu, không một ai có thể sánh bằng. Kỹ thuật thôi miên này có thể trong nháy mắt làm cho người ta lâm vào mộng cảnh, hơn nữa còn có thể khai thác ra được nỗi sợ hãi và tiềm năng của họ là cái gì, là một truyền kỳ của nơi này. Còn gã viện trưởng học viện tinh dương kia, cũng là một nhân vật đại danh đỉnh đỉnh. Đối với việc bắt đầu không ngừng lại nhảy, Diệp Oản Oản quyết định ngó lơ không thèm nhìn lấy một cái. Chỉ bất quá, mới vừa rồi bắt đầu nhắc đến khả năng của vị viện trưởng học viện lính đánh thuê xích diễm kia, quả thật là khiến cho nội tâm Diệp Oản Oản khẽ lay động. Thuật thôi miên sâu, có thể khai thác được nỗi sợ hãi và tiềm năng từ sâu trong nội tâm của người khác. Vậy còn, ký ức bị thất lạc thì sao? Nếu như, vị viện trưởng học viện xích diễm nọ thật có bản lãnh như vậy, chính mình có thể nhờ vị viện trưởng kia giúp mình hay không. Nếu như có thể đem tất cả toàn bộ các ký ức bị quên lãng của mình tìm trở về. Cùng lúc đó, Diệp Oản Oản cũng nhớ lại lúc ở trong nhà của Kỳ Hoàng, trong đầu đột nhiên thoáng qua một số mẫu ký ức. Nói không chừng, từ nơi học viện lính đánh thuê xích diếm, có thể tìm được đầu mối thân thế của nàng. Phong tỷ, học viện lính đánh thuê xích diếm và tinh dương kia vẫn còn đang đánh đấy, mấy vị trưởng lão đã đi trước, tỷ nên nhanh chân đến xem sao. Nếu như học viên của hai đại học viện lính đánh thuê này chết ở trên địa bàn của chúng ta, dường như có chút phiền phức. Bác đầu hướng về Diệp Oản Oản mở miệng. Nghe được lời của bác đầu, con người của Diệp Oản Oản khẽ chuyển một cái, lập tức đứng dậy, nói tới xem xem. Chỉ chốc lát sau, tại một bãi đất trống tại phủ cận không sợ minh, ước chừng mười mấy người nam nữ đánh nhau loạn xà ngầu, hoặc dùng đao kiếm, hoặc dùng vũ khí khác. Dừng tay, đại trưởng lão nhìn chằm chằm học viên hai đại học viện, vô cùng đau đầu. Hai phe này, ở nơi nào đánh không được, nhất định phải đến địa bàn của không sợ minh bọn họ để đánh. Đến lúc đó học viên hai phe có thương vong gì, chỉ sợ xích diễm và tinh dương lại sẽ tìm bọn họ để truy vấn. Bảo các ngươi dừng tay, tất cả các ngươi đều điếc cả rồi hay sao? Thấy mình bị ngó lơ, đại trưởng lão nhíu chặt chân mày, lạnh giọng quát một tiếng. Chỉ bất quá, lời của đại trưởng lão lại cứ như là không khí vậy, chẳng ai thèm đoái hoài tới. Cuối cùng, đại trưởng lão hướng về thành viên không sợ minh bên cạnh ra lệnh, đem bọn họ tách ra cho ta. Lúc này, không ít thành viên không sợ minh nghe lệnh, lập tức tiến lên phía trước. Chỉ bất quá, còn chưa kịp động thủ, đã bị học viên hai phe tinh dương và xích diễm đánh cho nằm hoạt ra đất. Đại trưởng lão vốn chỉ là muốn gỡ gạt chút thể diện, mắt thấy người hai phe này không biết điều như vậy, đại trưởng lão chỉ cười lạnh một tiếng không cần phải nhiều lời nữa, mặc cho bọn họ đánh nhau tới chết, tốt nhất là toàn bộ chết sạch. Ước chừng một phút đồng hồ sau, mấy người học viện lính đánh thuê xích diễm, bị học viện lính đánh thuê tinh dương đánh cho nằm dạp xuống mặt đất, mấy tên nam nữ trẻ tuổi tiến lên, đem mấy người dẫm ở dưới chân, như muốn ngay lập tức nhổ cỏ tận gốc. Thấy vậy, sắc mặt tam trưởng lão khe biến, lớn tiếng nói, dừng tay. Nghe Lý Tư nói như vậy, mấy vị học viên tinh dương xoay người lại, ánh mắt đảo qua đám người tam trưởng lão Lý Tư. Nữ nhân cầm đầu học viện lính đánh thuê tinh dương cười lạnh một tiếng, nhìn chăm chăm Lý Tư nói, ta tưởng là ai, nguyên lai là không sợ minh tiếng xấu vang rền à. Thế nào, không sợ minh các người không đi giết người phóng hỏa, chạy đến nơi này xen vào việc của người khác làm gì. Sao vậy, chẳng lẽ không sợ minh các người đổi nghề rồi sao? chương 1495, cái gì cũng không phải. Ha ha ha, sư tỷ Người ta dù sao cũng là không sợ Minh. Thời kỳ Hoàng Kim năm đó, ngay cả khi đối mặt với tứ đại thế gia cũng đều không sợ hãi. Học viên, học viện lính đánh thuê như chúng ta, có phải là nên cấp cho bọn họ chút mặt mũi hay không nhỉ? Nghe được lời nói này, khóe miệng cô gái cầm đầu hơi hơi dương lên, lạnh giọng cười nói, cái thứ gọi là mặt mũi này, không nên nói là cấp cho, mà phải dùng từ vứt tức là đặt ở dưới chân mà đạp lên. Người của không sợ Minh các ngươi nói xem có đúng hay không sắc mặt của mấy vị cao tầng không sợ minh nhất thời biến đổi nếu không phải phía sau bọn chúng có học viện lính đánh thuê tinh dương chống lưng dám nói những lời làm nhục không sợ minh như vậy nhất định cũng đủ khiến cho cả nhà bọn chúng chết sạch nhưng mà mặt mũi của tam đại học viện lính đánh thuê vẫn là phải nể mặt một phần nào huống chi việc này không hề có chút quan hệ nào với không sợ minh bọn họ chẳng qua chỉ không hy vọng có người chết ở khu vực này mà thôi Nhanh thả người ra đi, các ngươi muốn đánh nhau cũng được, nhưng đừng có mà đánh ở trên địa bàn không sợ Minh bọn ta. Một vị cao tầng không sợ Minh trong số đó không nhịn được xua xua tay. "Ồ, không sợ Minh các ngươi từ lúc nào có mặt mũi lớn như vậy chứ, bảo chúng ta đánh nhau ở đâu, chúng ta liền nghe theo tới đó đánh." Ha ha ha, không sợ Minh e là đã quá tự rát vàng lên mặt mình rồi. Nữ nhân cầm đầu mặt đầy vẻ khinh thường. Chớ nói nhảm cùng bọn họ đem mấy gã học viên của xích diễm mang tới đây. Đại trưởng lão lạnh lùng nói: vâng. vài tên thành viên không sợ minh nhanh chân đi về phía trước, định kéo mấy vị học viên của học viện xích diễm lại. ta thấy là các ngươi muốn chết. thấy vậy, hàn quang trong mắt nữ nhân cầm đầu chợt lóe lên, trong nháy mắt đánh thẳng về phía mấy gã thành viên không sợ minh. mấy gã thành viên không sợ minh thấy vậy, chỉ có thể đứng dậy phòng thủ, nhưng cũng không dám đánh lại. Nếu như lỡ đả thương hoặc là đánh chết mấy vị học viên của học viện lính đánh thuê tinh dương này, hậu quả thiết tưởng khó mà gánh chịu nổi. Thành viên không sợ mình chỉ có thể bị động phòng thủ, bất quá trong chốc lát, liền bị học viên tinh dương đá bay ra ngoài. Các ngươi đừng thấy được cấp cho thể diện mà không cần. Một vị thành viên không sợ mình sắc mặt âm trầm. Ồ, nữ nhân cầm đầu phe tinh dương cười khanh khách nói, các ngươi thật đúng là tự đem chính mình xem như đại thế lực rồi sao? Ở trong mắt chúng ta, không sợ minh cái gì cũng không phải. Nha, đúng rồi, gần đây một vài thế lực lớn có ban bố một cái nhiệm vụ ám sát không sợ minh chủ, đến lúc đó chờ chúng ta trở về, không bằng liền nhận nhiệm vụ này, lấy đi cái đầu chó của không sợ minh chủ các ngươi, khỏe ri. Còn không đợi cao tầng không sợ minh tiếp tục mở miệng, phía sau lại truyền tới một tiếng cười lạnh giá thấu xương, được nha, không bằng. Người trước tiên đem đầu của ta sách về, há chẳng phải là tiện lợi hơn sao? Trong lúc nói chuyện, Diệp Oản Oản dẫn theo bác đấu cùng thất tinh, còn có vô số thành viên không sợ minh đếm không xuể, chậm rãi đến gần. Ngươi là ai, dám nói chuyện với ta như vậy? Nữ nhân cầm đầu phe tinh dương nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, mặt đầy vẻ khinh thường. Tham kiến minh chủ. Nhìn thấy Diệp Oản Oản, tam trưởng lão Lý Tư, đại trưởng lão và một đám cao tầng không sợ minh dối giết hướng về phía Diệp Oản Oản hành lễ. Diệp Oản Oản gật đầu, coi như là đáp lại. Cô ta là không sợ Minh chủ. Thấy vậy, mấy tên học viên học viện lính đánh thuê Tinh Dương thần sắc đầy kinh ngạc. Nghe đồn, không sợ Minh chủ tuổi tác không lớn, nhưng mà, không một ai có thể ngờ, lại còn trẻ như vậy. Hừ, thật là trò cười. Không sợ Minh chủ thì như thế nào? Trong mắt ta, cái gì cũng không phải. Nữ nhân cầm đầu phe Tinh Dương cười lạnh một tiếng. Khóe miệng Diệp Oản oản hơi hơi dương lên, treo lên một nụ cười đầy tà tứ. Thật ra thì học viên hai đại học viện lính đánh thuê này, sống hay chết, không có chút quan hệ nào với nàng. Chỉ bất quá. chương 1496, cho các ngươi hai con đường. Chỉ bất quá. Vị viện trưởng của học viện lính đánh thuê xích diễm kia, nàng lại muốn quen biết một chút, xem thử có thể sử dụng thuật thôi viên sâu đặc biệt của người này, giúp cho mình tìm lại được ký ức bị thất lạc kia. Cho nên, Diệp Oản Oản dĩ nhiên là sẽ xuất thủ giúp người của học viện lính đánh thuê xích diễm một tay nếu không, viện trưởng xích diếm, dựa vào cái gì phải giúp mình. Cho các ngươi hai con đường, biến, hoặc là chết, Diệp Oản Oản hướng về các học viên tinh dương, thấp giọng cười nói. Nghe được lời này của Diệp Oản Oản, nữ nhân cầm đầu đám tinh dương mặt đầy vẻ khinh thường, nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, không sợ minh chủ, người tính toán hay nhỉ. Ta cũng không tin, người dám đụng đến một sợi lông của học viên tinh dương bọn ta. Và miệng, Diệp Oản Oản lãnh đạm thờ ơ mở miệng, Vâng, thất tinh đáp lời, nhanh chân hướng về ả nữ nhân cầm đầu tinh dương đi tới. Tìm chết. Cô gái cầm đầu phe tinh dương nhất thời vung trưởng lên, vỗ thẳng về phía thất tinh. Nhưng mà, cánh tay phải của thất tinh khẽ nhấc lên, trong nháy mắt đánh văng trưởng đao của cô gái kia ra, không cho ả ta có cơ hội phản ứng, một bà tai liền hung hăng quạt thẳng vào mồm ả. Lúc này, mọi người chỉ nghe thấy một tiếng bép, đầy thanh thúy, mang đậm tính nghệ thuật vang lên. Con ả à kia liền lảo đảo thối lui về phía sau. Thất Tinh Lườm ả à ta một cái, xoay người rời đi, đầu cũng không thèm quay lại nhìn lấy một cái. "Ngươi?" Cô gái nọ nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản cắn răng nghiến lợi, phảng phất như hận không thể đem Diệp Oản Oản lột ra rút cốt. "Giết bọn họ." Diệp Oản Oản hướng về phía mọi người không sợ Minh ở sau lưng, cánh tay phải khẽ quơ. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, đám học viên tinh dương nhất thời biến sắc, nhìn tư thế của Không Sợ Minh chủ thế này, nào giống như đang nói đùa hoặc là đang hù dọa bọn họ. Sư tỷ, chúng ta đi nhanh đi. Cái ả không sợ minh chủ này là kẻ điên. Không đi nữa, chúng ta có khả năng thật sự phải chết ở chỗ này. Một gã học viên tinh dương trong đám hướng về nữ nhân cầm đầu nói. Giờ phút này thấy đồng đảo thành viên không sợ minh nhanh chân đi tới như vậy, sắc mặt của cô ả cũng nhất thời trắng bệch. Vốn cho rằng không sợ minh căn bản không dám động đến bọn họ nhưng mà bây giờ nhìn lại cô nàng không sợ minh chủ căn bản là không hề băn khoăn chút nào rút lui gần như trong nháy mắt cô ta liền truyền đạt chỉ thị lập tức mang theo các học viên tinh dương rời đi đuổi theo giết chết bọn chúng bắt đầu làm như liền muốn dẫn người đuổi theo thấy vậy diệp oản oản đưa tay bắt lấy bả vai của bác đầu lại phong tỷ sao vậy bắt đầu nhìn về phía diệp oản oản mặt đầy ngơ ngác Phong tỷ không phải nói là muốn giết chết bọn họ sao? Cậu có từng nghe nói một câu này hay chưa, giặc cùng đường chớ đuổi." Diệp Oản Oản nói. Ồ, bắt đầu gật đầu một cái, không đuổi theo thì không đuổi vậy. Chợt, Diệp Oản Oản nhìn về phía Tam trưởng lão Lý Tư, "Lý Tư, đem mấy tên học viên của học viện Xích Diễm đưa trở về." Nghe lệnh, Lý Tư hơi sững sờ, theo bản năng nói, "Minh chủ, đưa tới chỗ nào?" "Đưa về học viện Xích Diễm." Diệp Oản Oản nói, tốt hơn là mang theo ít người, để tránh lũ oát con phe tinh dương kia lại đi ra gây chuyện. Chuyện này, Lý Tư không giải thích được, cứu bọn họ cũng đã không tệ rồi, giờ lại còn muốn hộ tống bọn họ trở về. Có vấn đề gì không? Diệp Oản Oản nói. Không có, thuộc hạ lập tức đi làm ngay. Lý Tư phất phất tay, để cho thành viên không sợ mình đem mấy tên học viên xích diễm bị thương không nhẹ đỡ lấy. Nếu như Minh Chủ đã hạ lệnh, Lý Tư tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục hỏi nhiều làm gì, làm theo là được. Chuyện bên này giải quyết xong, Diệp Oản Oản liền quay trở lại phòng làm việc. Ngày đó ở trong nhà kỳ hoàng, những ký ức về học viện lính đánh thuê xích diễm thoáng qua trong đầu quá mức mơ hồ, không cách nào tìm được đầu mối hữu dụng gì, nhưng lại rất chân thật. Nhìn dáng dấp, nàng có thể lập một kế hoạch, nghĩ biện pháp tiếp cận với học viện lính đánh thuê xích diễm. Chương 1497, giúp tôi đặt một bó hoa. Trạng vạng tối ngày hôm sau, Thu Thủy quay trở lại. "Thu Thủy, cô trở về rồi." Diệp Oản Oản cười, nhìn về phía Thu Thủy vừa gõ cửa tiến vào. Thu Thủy vội vàng khẩn trương ninh đón, kéo tay Diệp Oản Oản, nhìn nàng từ trên xuống dưới, "Tiểu Phong, cô không sao chứ? Thân thể thế nào?" Diệp Oản Oản nhún nhún vai, "Không có vấn đề gì cả, tốt vô cùng." thu thủy nghe vậy thở phào nhẹ nhóm cũng còn may là trong ba tháng này chắc là cô sẽ an toàn tiểu phong cô đừng lo lắng độc lập châu lớn như vậy nhân tài dị sĩ nhiều như vậy bằng vào năng lực không sợ minh chúng ta nhất định sẽ tìm ra được phương pháp giải kỳ hoàng bên kia cũng đang hỗ trợ huống chi bây giờ gấp gáp không chỉ riêng chúng ta mà còn có a tu la bọn họ trung quy sẽ không để mặc tu la chủ chết đi thu thủy mở miệng nói diệp oản oản cười nói Thu Thủy, tôi biết rồi. Yên tâm đi, tôi cũng không dễ dàng chết như vậy đâu. Thu Thủy sắc mặt yêu sầu gật đầu, lại nhắc nhở, đúng rồi, Tiểu Phong, mặc dù lần trước là bởi vì cô chúng cổ độc, tình thế bắt buộc, bất quá để tránh dẫn tới hiểu lầm không cần thiết, bên phía kỷ hoàng cô cũng phải làm chút gì đó tỏ vẻ đi. Chớ để sinh ra hiềm khích với anh ta. Hả, tình thế bắt buộc. Mặc dù Diệp Oản Oản cảm giác mình khi đó cũng không hề có yếu tố bắt buộc gì cả. Bất quá, Thu Thủy nói cũng có đạo lý, Kỳ Hoàng bên kia quả thật cũng cần phải giải thích một chút, vì vậy liền gật đầu nói, ok, tôi biết rồi, tôi sẽ đi dỗ. Vậy thì tốt, Thu Thủy đối với kỹ năng dỗ người của Bạch Phong vẫn là rất yên tâm, vì vậy không còn lo lắng nữa. Thu Thủy mới vừa đi không lâu, thất tinh và bắt đầu liền đến gặp nàng để bàn bạc công chuyện. Một lát sau, sau khi sắp xếp mọi thứ ổn thỏa, thất tinh và bắt đầu đang chuẩn bị đi, lại bị Diệp Oản Oản gọi lại diệp oản oản giơ tay lên một cái a à, chờ một chút bác đấu cùng thất tinh dừng bước lại bác đầu nghiêng đầu sang phong tỷ còn có việc gì sao diệp oản oản xoay xoay chiếc bút máy trong tay mặt lộ vẻ suy tư ngay sau đó mở miệng dặn dò bác đầu cậu đi đặt một bó hoa giúp tôi hiện tại đã không sai biệt lắm có thể bắt đầu kế hoạch của nàng rồi bác đầu gãi đầu một cái không hiểu vì sao đặt hoa đúng tôi muốn đặt ừm hoa hồng đi diệp oản oản mở miệng nói đầy khẳng định hả phong tỷ tỷ mua hoa hồng về làm gì tỷ từ khi nào lại thích những thứ đồ chơi lè lợt này rồi bác đầu không hiểu hỏi thăm diệp oản oản khóe môi chúng lại thờ ơ không đếm xỉa tới nói không phải là tôi thích loại đồ vật như hoa hồng này dĩ nhiên là dùng để tặng người khác bác đầu nghe vậy nhất thời mặt đầy kinh ngạc tặng người khác phong tỷ tỷ muốn tặng cho ai vậy Nói tới chỗ này, ánh mắt của bác đầu đột nhiên sáng lên một cái, ta phi. Phong tỷ, để biết rồi, sẽ không phải là tặng cho. Tu la chủ đi, phong tỷ, tỷ rốt cuộc cũng quyết định động thủ rồi. Diệp oản oản nghe vậy, thản nhiên mà hướng về cậu ta nhìn một cái, không phải. Bác đầu sừng sốt một chút, ngay sau đó vẻ mặt đầy đưa đám, phong tỷ, tỷ lại coi trọng cái tên dã nam nhân nào vậy. Không phải là cho tu la chủ, vậy thì cho ai? ánh mắt thất tinh cũng đầy vẻ tò mò. Diệp Oản Oản hướng về bác đấu và thất tinh nhìn lướt qua, lãnh đạm mở miệng kỳ tu nhiễm. Bác đầu, thất tinh, bác đầu sợ đến đờ đẫn thật lâu mới hồi phục lại tinh thần. Cuối cùng, quả thật là muốn khóc đến nơi, đẹp. Kỳ, kỳ hoàng, phong tỷ, tỷ giết đệ đi, coi như đệ van tỷ, độc lập châu nhiều người như vậy, tỷ có thể tìm một người có độ khó thấp thấp hơn một chút để theo đuổi hay không. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm cậu ta, cậu đã thấy tôi làm qua chuyện không hề có khó khăn thử thách khi nào. Trường 1498, 999 đóa hoa hồng trắng. Diệp Oản Oản, đừng nói nhảm nữa, bảo cậu đi thì đi ngay đi. À, đúng rồi, tôi muốn hoa hồng màu trắng. Hoa hồng trắng hẳn là sẽ thích hợp với kỳ tu nhiễm. Bác đầu quả thật là muốn tan vỡ, phong tỷ, đây là trọng điểm sao? Tỷ rốt cuộc có đang nghe đệ nói chuyện hay không vậy? còn nữa, tỷ tặng cho một đại nam nhân hoa hồng trắng có phải là hơi quá lố rồi không? người ta sẽ cảm thấy đây là một sự nhục nhã đấy có được không? tỷ mới vừa làm một gã tu la chủ phát bực còn không đủ, lỡ như lại làm thêm một gã kỳ hoàng phát bực, vậy không sợ minh chúng ta liền sẽ bị diệt thành cặn bã rồi? còn nữa, mạng của tỷ còn ở trong tay tu la chủ đấy, tỷ có thể trước tiên giữ lại được mạng nhỏ rồi lại nói hay không? tỷ coi như là muốn theo đuổi. Vậy tỷ nên đi theo đuổi Tu La chủ đi nha. Diệp Oản Oản nhíu mày, cậu cảm thấy Tu La chủ sẽ yêu tôi sao? Bác Đầu không chút do dự lắc đầu, sẽ không. Diệp Oản Oản đối với câu trả lời như chém đinh chặt sắt của Bác Đầu, khóe miệng hơi rúm lại, cho nên, ngược lại đều là chết, tôi tặng hoa cho ai, khác nhau ở chỗ nào sao? Bác Đầu đã nhanh muốn phát khóc, Phong tỷ, tỷ đây là đang ngụy biện. Diệp Oản Oản không nhịn được xua xua tay nói thẳng, được rồi, được rồi, 999 đóa hoa hồng trắng nha. Một đóa cũng không được thiếu, mà phải là loại tươi và đẹp nhất. Bắt đầu, phong tỷ, để có thể cự tuyệt hay không? Diệp Oản Oản cũng không nói chuyện nữa, chẳng qua chỉ cười híp mắt nhìn cậu ta một cái. Sống lưng bắt đầu run lên, nhất thời nhớ lại một màn minh chủ nhà mình máu ngược lăng hoắc, chỉ có thể đầy thảm thiết đến mức nói lắp bắp, mua. Mua mua mua, để lập tức đi mua ngay, được chưa? Thất Tinh đứng tại chỗ, sắc mặt phức tạp hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn một cái. Thấy Thất Tinh muốn nói lại thôi, Diệp Oản Oản mở miệng, "Sao vậy, muốn nói cái gì?" Thất Tinh mở miệng, "Không có. Phong tỷ nếu đã làm như thế, tự nhiên có dụng ý của tỷ." Diệp Oản Oản hài lòng gật đầu, "Vẫn là Thất Tinh hiểu tôi, mỗi lần kỳ hoàng đều xuất thủ giúp đỡ, tôi chẳng qua chỉ là muốn tặng một bó hoa, bày tỏ một chút lòng biết ơn mà thôi." Chuyện này chẳng lẽ có vấn đề gì hay sao? bắt đầu nghe Diệp Oản Oản nghiêm trang giải thích, lầu bầu ói hỏng bét, chém gió, lại chém gió rồi. Không có cách nào cả, Diệp Oản Oản phân phó, bắt đầu cũng không dám không nghe theo, t r u i e n f u l l VN chỉ có thể nhanh đi đến tiệm bán hoa để đặt hoa. Dựa theo yêu cầu của Diệp Oản Oản mua 999 đóa, một đóa cũng không dám thiếu. Sau khi đặt hoa xong, bắt đầu đầy bi thảm đưa qua cho Diệp Oản Oản, để cho nàng xem qua. Phong tỷ, hoa đều đã chuẩn bị xong, tỷ xem một chút đi. Diệp Oản Oản nhìn hoa hồng, gật đầu một cái, được, đem xe của tôi lái tới, sau đó đem tất cả hoa đều thả vào trong cốp xe sau. Ồ, rất nhanh, bắt đầu lái một chiếc Ferrari bản Limited màu đỏ thấm của Bạch Phong tới, lại cùng với thất tinh bận biểu đem tất cả số hoa hồng này đều cẩn thận bỏ vào trong cốp xe phía sau. Diệp Oản Oản hài lòng gật gật đầu, đã xong, đi thôi bắt đầu nhìn một buồng xe đầy hoa hồng kia một chút, lại nhìn chiếc xe Ferrari màu đỏ thẫm đầy bắt mắt một chút, mặt đầy kinh sợ, phong tỷ, tỷ sẽ không phải là chuẩn bị cứ như vậy đưa qua chứ. Diệp Oản Oản, làm sao? Có vấn đề sao? Phong tỷ, tỷ điên rồi, coi như tỷ muốn tặng, dầu gì tỷ cũng nên len lén đưa chứ. Thế này con miệng nó cũng quá rêu rao rồi, chẳng phải là muốn huyên náo cho mọi người đều biết, trực tiếp làm cho kỳ hoàng khó chịu. Kỳ Hoàng nhìn có vẻ dễ nói chuyện, nhưng tuyệt đối không phải là loại hiền lành gì. Tỷ đem tặng hoa hồng cho một người đàn ông như anh ta, việc này cùng với khiêu khích có gì khác nhau. Bắt đầu hoảng sợ mở miệng. Huyên náo, mọi người đều biết, Diệp Oản Oản lẩm bẩm Nàng đây chính là muốn huyên náo, muốn để cho mọi người đều biết đấy. Sợ nhất chính là, người nào đó, không biết. Trường 1499, lòng giả dạ tư mã chiêu. Cuối cùng, Diệp Oản Oản trực tiếp lái xe đến khu vực thuộc thế lực của Kỳ Hoàng. Bác Đấu và Thất Tinh không yên tâm, cũng đi cùng nàng. Dọc theo đường đi Bác đầu đều luôn tận tình khuyên nhủ, còn Diệp Oản Oản lại bình chân như vậy, không nhúc nhích chút nào. Trong khi nói chuyện, chiếc Ferrari màu đỏ sẫm kia cứ bon bon trên đường, lái đến trước một công trình kiến trúc theo phong cách kiểu châu Âu phục cổ. Xuyên qua ngoài cửa xe có thể nhìn thấy, một đoàn người đang từ trong cao ốc đi ra, người đàn ông cầm đầu khí chất cao quý yêu nhã ôn nhuận như ngọc chính là kỳ hoàng phía sau kỳ hoàng là mấy vị cao tầng thuộc thế lực của anh ta đi theo cũng không thiếu thủ lĩnh của các tổ chức khác tất cả đều là nhân vật quan trọng tại độc lập châu đoán chừng là vừa đúng dịp đang thương nghị chuyện gì đó hôm nay kỳ hoàng chẳng biết có thể nể mặt hay không đợi lát nữa ăn chung bữa cơm nhạt khách sạn tôi đã đặt xong mấy gã đại lão đồng loạt mời trong cửa sổ xe Bắt đầu nhìn thấy bên ngoài có nhiều người như vậy, càng muốn khóc rồi. Nhiều đại lão tai to mặt lớn như vậy đều ở đây, dưới con mắt mọi người, Phong tỷ nếu quả thật làm như thế, hình ảnh này cậu ta quả thật là không dám tưởng tượng ra. Cái gì mà cảm ơn với biết ơn, Phong tỷ à, tỷ đây không phải là cảm ơn, tỷ đây hoàn toàn là dấu đầu hở đuôi, tự lừa dối mình, lòng giả tư mã chiêu sao? Người ngoài đường ai cũng thấy được sao lòng giả tư mã chiêu, ý đồ lộ rõ không thể che giấu được. Có thể Google để xem thêm thông tin về nhân vật này, thời hậu Tam Quốc. Diệp Oản Oản xoa xoa đầu chó của bắt đầu, sau đó trực tiếp mở cửa xe đi xuống. Bên kia, kỳ tu nhiễm đang muốn mở miệng, ánh mắt lại đột nhiên nhìn về phía trước cách đó không xa. Vì vậy, những người khác ở bên cạnh cũng theo bản năng mà thuận theo ánh mắt của kỳ tu nhiễm nhìn sang. Mọi người chỉ thấy, một chiếc ferrari màu đỏ sậm rú ga rồi từ từ ngừng lại ở trước cửa một lát sau cửa xe mở ra một thiếu nữ ăn mặc trang phục màu đen cột tóc thắt bím đuôi ngựa tư thế hiên ngang từ trong xe đi xuống làm cho người ta hai mắt tỏa sáng cô gái kia là ai một người thủ lĩnh trong đám lẩm bẩm khoảng thời gian này diệp oản oản làm việc rất là lớn lối cho nên ở đây rất nhanh liền có người nhận ra thân phận của nàng trong đám người vang lên một loạt thanh âm sợ hãi bạch bạch phong đây không phải là bạch phong sao bạch phong bạch phong nào độc lập châu còn có thể có mấy bạch phong dĩ nhiên là minh chủ không sợ minh tóc húi cua ca cái gì tóc húi cua ca vừa nghe đến mấy chữ không sợ minh và tóc húi cua ca sắc mặt của mọi người đều biến đổi không hổ là không sợ minh thế lực tiếng xấu rền vang nhất danh hào này đủ vang dội như sấm đánh ngang tai anh có phải là nhận lầm rồi hay không tóc húi cua ca lại là một cô gái có vẻ nhu nhược như vậy. Có người mặt đầy vẻ không tin hỏi lại. Một người khác mở miệng nói, nhu nhược, cậu đang nói đùa sao? Đoạn thời gian trước lăng hoác của thiết đầu bang đến tận cửa quấy rối, kết quả bị tóc húi cua ca một thân một mình máu ngược. Mọi người nghe nói như vậy, nhất thời mặt đầy kinh sợ, không ít người đều theo bản năng mà lui về phía sau. Lăng hoác tại độc lập châu cũng là một nhân vật đại hung đại ác, nghe nói năm đó bị không sợ minh tiêu diệt cướp đoạt địa bàn. Không nghĩ tới, mấy năm sau kéo nhau trở lại tính sổ, lại bị máu ngược một trận. Không sợ Minh từ sau khi Minh chủ mất thích, thế lực đã sớm không còn lớn bằng lúc trước. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, lại có vẻ muốn khôi phục. Tóc húi của ca hôm nay tới nơi này là muốn làm cái gì? Sẽ không phải là lại muốn tìm phiền toái đi. Cái đám không sợ Minh này, quả thật là cuồng vọng. Nơi này chính là địa bàn của Kỷ Hoàng, bọn họ dám càn rỡ? ho khan, đây chính là không sợ minh đó nha, có cái gì mà bọn họ không dám, mấy năm trước không phải đã diệt đi mấy thế lực chi nhánh của kỳ hoàng sao. Loại lựu đạn này nên sớm bị bóp chết tại độc lập châu. Không sai, mọi người mặc dù tất cả đều đang to mồm kêu gào chém giết, bất quá, ai cũng không dám tiến lên trước một bước. Trường 1500, lại muốn gây chuyện. Ai sẽ nguyện ý đi đắc tội loại thế lực như không sợ minh này? không phải là tự chuốc lấy phiền toái sao. Lúc trước tóc húi cua ca mất tích không có mặt cũng còn khá, hiện tại tóc húi cua ca trở lại rồi, không sợ minh, sợ là lại sẽ quay trở lại thời kỳ đỉnh phong, càng không một ai dám trêu chọc rồi. Cùng lúc đó, sự chú ý của tất cả đều ở trên người Bạch Phong, mọi người không hề để ý rằng, đường xe chạy phía đối diện, một chiếc xe màu đen không có bảng số, đang chậm rãi chạy về hướng bên này. Ôi chào ta Phi Y, đây là tình huống gì? lâm khuyết tinh mắt mà chú ý tới tình huống cách đó không xa vì vậy vội vàng xử lý tay lái tấp vào lề cửu ca cửu ca anh mau nhìn mau nhìn xem đây không phải là nhà đầu diệp oản oản kia sao chỗ ngồi phía sau người đàn ông vẫn luôn một mực nhắm mắt dưỡng thần lúc này mới chậm rãi mở mắt ra một đôi mắt lạnh lẽo chậm rãi hướng về phía đối diện cách đó không xa nhìn lại sau đó liền nhìn thấy cô gái đang dẫn theo người đứng ở dối diện kỳ hoàng và một đám thủ lĩnh các thế lực bởi vì khoảng cách không tính là quá xa, cho nên mơ hồ có thể nghe được giọng nói bên kia. Mẹ nó, chuyện gì xảy ra thế này? Nhà đầu kia chạy đến cao ốc trụ sở chính của kỳ hoàng để làm cái gì? Mặt của lâm khuyết đều đã sắp áp vào trên cửa sổ xe rồi. Hôm nay bọn họ ra ngoài làm việc, vốn là không cần đi ngang qua nơi này. Nhưng mà, hiện tại đã mấy ngày trôi qua, nhà đầu diệp oản oản kia chúng phải tìm cổ, mà một chút phản ứng cũng không có, cũng không tìm tới anh ta thật sự là không nhịn được, cho nên vẫn chọn đường vòng đi sang bên này. Không nghĩ tới, xe còn chưa kịp lái đến không sợ minh bên đó, khi đi ngang qua trụ sở chính của kỳ hoàng liền gặp phải nàng. Chỉ thấy, trước con mắt đầy kiêng kỵ của cả đám, Diệp Oản Oản mỉm cười giơ tay lên tiếng chào mọi người, hi, các vị, vẫn khỏe chứ? Hừ, tất cả mọi người đều là bộ dáng vô cùng ghét bỏ. Bạch Phong, người muốn làm cái gì? Có người nghiêm nghị trách mắng. Diệp Oản Oản cười híp mắt nói, "Chớ khẩn trương mà, chẳng qua chỉ là đến tìm Kỳ Hoàng nói mấy câu mà thôi." "Đến tìm Kỳ Hoàng?" Mọi người nhất thời chố mắt nhìn nhau, đồng thời ánh mắt cũng càng thêm kiêng kỵ rồi. Cái tên tóc húi cua ca này, chẳng lẽ lại muốn gây chuyện? Trên mặt của Kỳ Tu nhiễm treo một nụ cười như gió xuân, thần sắc ôn nhu nhìn về phía cô gái, không biết Bạch Minh chủ tìm tôi có chuyện gì. "A, à, là có chút chuyện." Diệp Oản Oản nghiêng đầu sang hướng về phía bác đấu và thất tinh ở sau lưng mở miệng ngứa ra đó làm cái gì còn không đem cốp sau mở ra bắt đầu đệ đã khóa cứng rồi rồi diệp oản oản lường cậu ta một cái có tin là tôi khóa cứng cái miệng cậu lại luôn hay không bắt đầu không có cách nào bắt đầu chỉ có thể nén đau thương nhấn nút điều khiển từ xa đem cốp sau mở ra không ổn mọi người cẩn thận lui về phía sau tất cả đều lui về phía sau kỳ hoàng cẩn thận Mọi người thấy Diệp Oản Oản đột nhiên để cho bác đầu mở cốp sau xe, còn tưởng rằng bên trong cốp sau có bẫy dập gì đó, tất cả đều kinh hãi đến biến sắc. Chỉ có Kỳ Hoàng vẫn như cú phong khinh vân đạm đứng tại chỗ, ánh mắt rơi ở trên người cô gái, thần sắc trên mặt không hề thay đổi chút nào. Bên trong xe màu đen, Lâm khuyết trợn to hai mắt, trong cốp sau sẽ không phải là chứa thuốc nổ đấy chứ. Chỗ ngồi phía sau, chàng trai không nói một lời, con dã thú mới vừa thức tỉnh lặng lặng ngồi im ở nơi đó dưới mệnh lệnh đầy cưỡng chế của Diệp Oản Oản, bắt đầu chỉ có thể nhắm mắt, cắn răng, dùng sức ấn xuống điều khiển từ xa, mở nắp cốp xe phía sau ra. Một giây kế tiếp, nắp xe chậm rãi nâng lên. Dưới ánh mắt đầy hoảng sợ của tất cả mọi người, nắp xe rốt cuộc hoàn toàn mở ra. Sau đó, lộ ra bên trong, tràn đầy một buồng xe là hoa hồng. Audio điện tử võ tấn bền. Chương 1501, tôi rất thích không phải là bẫy dập không phải là thuốc nổ mà là một buồng đầy hoa hồng trắng tươi non xinh đẹp còn sương mai động lại tràn đầy kiều diễm mà ướt át sau mấy giây yên lặng biểu cảm của mọi người đều có chút mộng bức hoặc à, lại là hoa hoa hồng cái chuyện gì đây vậy trời biểu cảm của tất cả mọi người đều không hiểu vì sao diệp oản oản nhìn về phía kỷ hoàng không nhanh không chậm mở miệng nói một chút lễ vật nhỏ không lột tả được hết kinh ý, kỳ hoàng có thích không? Trong nháy mắt khi Diệp Oản Oản dứt tiếng, không biết một thanh cương đao trong tay người nào đó rớt xuống, phát ra một tiếng vang, loảng xoảng thật lớn, sau đó là âm thanh đồng loạt hít khí lạnh. Tất cả mọi người nhìn Diệp Oản Oản cứ y như là gặp phải quỷ thần. Trời má, đệt đệt đệt, bọn họ thấy được cái gì? Cái cô nàng Bạch Phong này, lại có thể, lại có thể tặng hoa hồng cho kỳ hoàng. Mẹ nó, Bạch Phong này có phải là điên rồi hay không? Xưa nay có nghe qua không sợ minh chủ Bạch Phong phong lưu đa tình, xem ra là sự thật. Nhưng mà, ngay cả kỳ hoàng cũng dám trêu ghẹo, lá gan có phần cũng lớn quá rồi đó. Tôi thấy là cô ta muốn chết, kỳ hoàng làm sao có thể tha cho sự càn rỡ của cô ta? Đừng nói những người khác, ngay cả bác đầu cũng có cảm giác mình chết chắc, thất tinh cũng là mặt đầy cảnh giác, tùy thời chuẩn bị đối phó với những tình huống có thể phát sinh. Ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người, kỳ tu nhiễm tiến lên một bước, chậm rãi đi tới phía trước buồng xe đầy hoa hồng kia. Chỉ thấy nơi khóe miệng chàng trai là một nụ cười khẽ, đưa ngón tay thon dài ra, chậm rãi từ bên trong buồng xe rút ra một đóa hoa hồng trắng, nhẹ nhàng đưa lên chóp mũi người. Sau đó, nam nhân đột nhiên nhoẻn miệng cười, nhìn nụ cười kia, Diệp Oản Oản nháy mắt một cái, bỗng nhiên bị nụ cười này thoáng làm cho hoa mắt. Giờ phút này, người đàn ông trước mặt này, quả thật là so với một xe hoa hồng trắng còn đẹp hơn vạn phần, đẹp không thể tả. Cùng lúc đó, trong đầu của Diệp Oản Oản đột nhiên truyền tới một cảm giác đau đớn đầy sắc bén. Chuyện gì xảy ra? Diệp Oản Oản hơi nhíu mày lại, bất quá cái cảm giác khác thường kia chẳng qua chỉ trong một cái chớp mắt, nàng còn chưa kịp cảm nhận cũng đã biến mất. Trong tay kỳ tu nhiễm vẫn khư khư giữ đóa hoa hồng trắng kia, sau đó, ánh mắt cương chiều mà ôn nhu hướng về phía cô gái nhìn lại, cảm ơn bạch minh chủ, tôi rất thích. Kỳ Hoàng vừa mới dứt lời, con người một đám người vây xem đều đã sắp khiếp sợ đến rơi cả ra ngoài. Đệt, Kỳ Hoàng lại có thể không hề truy cứu. Nữ nhân này, gặp vận cứt chó gì? Hừ, cũng may là Kỳ Hoàng tính khí tốt, nếu như đổi lại một vị kia. Cô ta sợ là đã sớm chết không có chỗ chôn. Một vị kia, trừ phi cô ta thật sự không muốn sống. Vào giờ phút này, một vị kia trong miệng mọi người đang ở trong chiếc xe màu đen phía đối diện lâm khuyết cảm thấy trong nháy mắt khi một buồng xe đầy hoa hồng kia mở ra không gian chật hẹp này đều nhanh muốn bị khí áp của người nào đó làm cho vỡ vụn cả rồi trời má còn không bằng là một xe chứa bom đấy đây quả thực so với một quả bom còn đáng sợ hơn nguyên bản hắn chẳng qua là thấy tâm tình cửu ca mấy ngày nay quá đáng sợ cho nên mới nảy ra ý tưởng đi vòng qua đó hỏi dò tình hình của nha đầu kia Đánh chết hắn cũng không nghĩ ra, lại có thể sẽ đụng phải một màn này. Đây quả thực là ngay tận thế. Bên kia, bắt Đấu cùng Thất Tinh đều thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu sợ đến thiếu chút nữa mệt lả. Cũng còn may, cũng còn may. Cũng còn may là Kỳ Hoàng tính khí tốt. Cũng còn may là đối tượng tặng hoa của Minh chủ ngay trước mặt mọi người không phải là Tu La chủ. Bên cạnh Kỳ Hoàng, Khô Cốt ho nhẹ một tiếng, mặt đầy lúng túng. Tính tình vị không sợ Minh chủ này thật đúng là trước sau như một, thậm chí ngay cả chuyện tặng hoa cho kỳ hoàng ở trước mặt mọi người cũng đều làm được. Bất quá, khô cốt lặng lẽ hướng về ông chủ nhà mình nhìn một cái. Bất quá, nhìn bộ dạng kỳ hoàng, hẳn là tâm tình không tệ. chương 1502, sẽ không làm gì kỳ hoàng đấy chứ. Trước ánh mắt của rất nhiều người vây xem, Diệp Oản Oản vốn định là tặng xong liền rời đi, cũng không biết là phát giác cái gì, ánh mắt liếc xéo qua, chú ý tới chiếc xe màu đen cách đó không xa. Chiếc xe kia, nàng từng thấy qua bên trong trang viên của Atula. Vì vậy, Diệp Oản Oản sau khi hơi suy nghĩ một chút, liền nhất thời chơi trò vòng vo, mở miệng nói, thích là tốt rồi, vậy. Không biết kỳ hoàng tối nay có rảnh hay không, ăn chung bữa cơm nhạt. Đầu tiên là tặng hoa. Hiện tại lại trực tiếp hẹn hò. Kỳ tu nhiễm hướng về gã thủ lĩnh ở bên cạnh mới vừa mời anh ta ăn cơm nhìn một cái, mở miệng nói xin lỗi các vị tôi đêm nay đã có hẹn ngày khác đi đã có hẹn cho nên kỳ hoàng lại có thể đồng ý lời mời của tóc húi cua ca này xin mời đối với cái kết quả này diệp oản oản cực kỳ hài lòng đầy đủ ân cần kéo cửa chiếc xe ferrari màu đỏ thấm ra nàng tặng hoa cho kỳ hoàng là vì muốn duy trì tạo hình của bạch phong không để kỳ hoàng nảy sinh nghi ngờ còn mục đích khác thì sao dĩ nhiên chính là vì muốn kích thích người nào đó rồi cứ như vậy ở bên dưới ánh mắt của tất cả mọi người kỳ tu nhiễm cất bước lên xe sau đó liền nhìn thấy chiếc ferrari phách lối kia nhanh chóng rời đi bên trong chiếc xe màu đen lâm khuyết cứng nở xoay cổ lại nhìn người đàn ông phía sau mình cửu cửu ca có cần đi theo xem một chút hay không trở về nam nhân lần nữa nhắm hai mắt lại nhìn thấy biểu cảm của tư giả hàn bình tĩnh như vậy lâm khuyết ngược lại càng thêm kinh sợ rồi đây hoàn toàn là sự bình tĩnh trước cơn bão táp a bên trong một nhà hàng ăn phong cách tây nào đó tại độc lập châu bác đầu liều chết vi phạm mệnh lệnh của phong tỷ nhà mình không đi đặt phòng ăn riêng lãng mạn cho tình nhân mà lại đặt một phòng ăn thương gia cao cấp chờ sau khi hai người đi vào thất tinh bác đầu liền cùng nhau đứng ở ngoài cửa canh gác bác đầu chắp hai tay làm một tư thế bái phật a di đà phật May là Kỳ Hoàng không nổi giận. Thất Tinh không hề mở miệng đối với cái kết quả này, cậu ta ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Với tâm tính của Kỳ Hoàng, không có khả năng sẽ đem tâm tình lộ ra ở trên mặt. Hiện tại Kỳ Hoàng cũng không định động tới Không Sợ Minh, cho nên cũng sẽ không dễ dàng bởi vì loại chuyện nhỏ này mà gây khó dễ. Tôi hiện tại đột nhiên có chút vui mừng vì việc Phong tỷ vừa ý Kỳ Hoàng rồi. Nếu như tỷ ấy vẫn không sợ chết, cứ nhớ thương tu La chủ đó mới thật sự là tai nạn đấy. Bác đầu trong lòng vẫn còn sợ hãi lầm bẩm Bác đầu mới vừa thở vào nhẹ nhõm, không biết nghĩ đến cái gì, nhất thời kinh hãi đến biến sắc, mắt liếc xéo qua, xong rồi, xong rồi. Cô nam quả nữ, ở chung một phòng, phong tỷ chẳng lẽ lại kiềm chế không nổi, định làm ra chuyện gì đấy chứ? Thất tinh hướng về phía bác đầu nhìn một cái, hơi nhíu mày, không đến nỗi. Bác đầu kích động nói, cái gì mà không đến nỗi chứ, thì ấy là người mà ngay cả tu la chủ cũng dám cưỡng hôn đấy. Mạnh mẽ đè kỳ hoàng, loại chuyện này, thì ấy tuyệt đối có thể làm được, có được hay không? Giờ phút này, bên trong căn phòng, thật ra thì bầu không khí rất hài hòa. Diệp Oản Oản bưng ly rượu lên, kính nam nhân đối diện một ly, chuyện lần trước, tôi hoàn toàn không hề mất khống chế, anh sẽ không để tâm chứ. Thật ra thì nàng hoàn toàn không cảm thấy kỳ hoàng có cái gì phải ngại lần trước đi qua kỳ gia nàng mới biết được, kỳ hoàng nguyên lai like đã có vị hôn thê rồi, hơn nữa còn được kỳ gia thừa nhận. Quan hệ của anh ta với Bạch Phong, chỉ sợ chẳng qua cũng là tình nhân qua đường mà thôi. Kỳ hoàng nghe vậy cười một tiếng, từ chối cho ý kiến, chuyện cổ độc, tôi sẽ giúp cô nghĩ biện pháp. Cảm ơn, cảm ơn, anh yên tâm đi, tôi thả chết chứ không chịu khuất phục đâu. Diệp Oản Oản đầy chính nghĩa mở miệng, tỏ vẻ tuyệt đối không hề có bất kỳ hứng thú gì với Tu La Chủ chương 1503, tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy. Dù sao cũng là đàn ông mà, đối với loại chuyện này khẳng định là sẽ ngại, Diệp Oản Oản vội vàng nói lảng sang chuyện khác. Ngày hôm qua mấy tên học viên thuộc học viện lính đánh thuê xích diễm và tinh dương đánh nhau ở tại địa bàn không sợ minh. Kỳ tu nhiễm, thật sao? Sau đó thì sao? Kéo ra thôi, nếu như ở tại địa bàn của tôi đánh nhau gây chuyện, vậy còn ai coi ra gì? Đúng rồi, tôi nghe nói, viện trưởng của học viện lính đánh thuê xích diễm tinh thông thuật thôi miên. Diệp Oản Oản thử hỏi dò. Kỳ Hoàng nghe vậy, ánh mắt lấp lóe, thả cái ly trong tay xuống, nhìn về phía cô gái, mở miệng nói, không sai, lão viện trưởng là chuyên gia về lĩnh vực này. Bất quá, mấy năm nay ông ta như thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Có thể liên lạc với ông ta, chỉ có mấy vị học viên sát thủ cấp SSS của học viện xích diễm. Học viên cấp SSS, Diệp Oản Oản nghe vậy, nhất thời có chút thất vọng tài nghệ này của nàng liền cấp ép cũng không nhất định có thể đạt đến lại còn đòi sss đây chẳng phải là nói không có biện pháp nào để gặp được lão viện trưởng kia rồi hay sao làm sao lại đột nhiên cảm thấy hứng thú đối với chuyện này kỳ tu nhiễm hỏi ồ cũng không có gì buồn chán mà thôi tùy tiện hỏi một chút diệp oản oản thuận miệng nói ăn xong cơm tối diệp oản oản liếc nhìn thời gian cảm thấy không sai biệt lắm, liền tính tiền rời đi. Trong khi bác đầu vẫn còn đang bồn chồn chờ đợi, hai người rốt cuộc đã cơm nước xong xuôi, đi ra rồi. Hai người mới vừa xuất hiện, bác đầu lập tức hạ thấp giọng tiến tới trước mặt Diệp Oản Oản hỏi thăm, phong tỷ, tỷ không có làm cái gì đấy chứ. Ăn cơm mà thôi, còn có thể làm cái gì. Diệp Oản Oản không khỏi nhìn cậu ta thêm một cái. Bác đầu, hắn lặng lẽ đẩy ám muội hướng về phía kỷ hoàng nhìn một phen sau khi xác nhận anh ta quần áo chỉnh tề, thần sắc cũng như thường, lúc này mới yên lòng. Cửa nhà hàng. Để tôi đưa anh trở về đi thôi. Diệp Oản Oản mở miệng. Một người đàn ông như kỳ hoàng để cho một cô gái đưa về nhà là náo đến giường nào cơ chứ? Phong tỷ à, đây hoàn toàn là chiêu trò tán trai rẻ tiền, có được hay không? Bắt đầu mới vừa muốn ngăn cản, Diệp Oản Oản đã nói ra khỏi miệng. Kỳ hoàng khẽ cười một tiếng, được. Bắt đầu là ảo giác của cậu ta sao tại sao luôn cảm thấy thời điểm kỳ hoàng đối đãi với phong tỷ có vẻ dung túng quá mức diệp oản oản cứ thẳng một đường trên chiếc ferrari kia tiến kỳ hoàng trở về nhà sau khi kỳ hoàng rời đi bắt đầu vỗ vỗ ngực đột nhiên thở phào nhẹ nhõm vừa lái xe ở phía trước vừa lên tiếng nói phong tỷ một ngày nay làm đệ sợ muốn chết cũng còn may là không có việc gì xảy ra rốt cuộc có thể trở về nhà ở trên ghế phía sau Diệp Oản Oản nghiêng đầu, ngón tay nhẹ nhàng day day chán, hờ hững mở miệng nói, bắt đầu. Phong tỷ, sao vậy? Bắt đầu ngoái đầu lại nhìn nàng một cái. Diệp Oản Oản, trước tiên chưa quay về. Bắt đầu, hả, chưa quay về, vậy đi nơi nào vậy? Đều đã trễ thế này. Diệp Oản Oản, đi trang viên Atula. Một tiếng, két, chói tai vang lên, bắt đầu trực tiếp thắng gấp, vẽ nên một đường cong hình chữ S trên đường cái sau đó chính là tiếng gào thét đầy tan vỡ của bác đầu mẹ nó cuối cùng vẫn là thất tinh đỡ lấy tay lái mới đem chiếc xe ổn định lại biểu cảm của hai người đều là chưa tình hồn thất tinh hiển nhiên cũng không ngờ tới diệp oản oản mới vừa đưa Kỳ hoàng về nhà xong vào lúc này lại muốn đi đến a tu la phong tỷ tỷ có lầm hay không tỷ ban ngày vừa mới trêu đùa với Kỳ hoàng xong buổi tối lại muốn đi tìm tu la chủ tỷ muốn lên trời sao Bác Đầu mặt đầy tan vỡ. Diệp Oản Oản lườm cậu ta, bảo cậu đi liền đi, nói nhảm gì đó. Bác Đầu đầy thành ý nhìn nàng, "Phong tỷ, tỷ đây là biết ngày còn lại của mình không nhiều. Cho nên muốn ăn chơi bay nhảy tới bến sao?" "Diệp Oản Oản, tôi một mực đều luôn bay nhảy như vậy, cảm ơn." Bác Đầu, được rồi, lời này dường như không có cách nào phản bác." Chương 1504: Đêm khuya ghé thăm. Nhưng mà Phong tỷ, nửa đêm như vậy, tỷ đi Atula, rốt cuộc là muốn làm gì vậy? Bác đầu yếu ớt hỏi. Diệp Oản Oản nâng cầm lên, cậu đoán xem. Dĩ nhiên là đi kiểm tra thành quả rồi. Bác đầu, biết ngay là vậy mà, hắn cũng không muốn nói ra. Bác đầu không nguyện ý lái xe, cuối cùng, Diệp Oản Oản đem cậu ta sốc lên ném về phía sau, chính mình tự phóng xe như đang đua công thức một. Phong tỷ, phong tỷ nghĩ lại đi tỷ muốn tuyết đàn ông như thế nào mà không có chứ, để đi tìm cho tỷ. Tì. Tỷ muốn dạng gì đệ đây đều đi tìm giúp tỷ. Tì. Phong tỷ hãy mau thanh tỉnh lại một chút đi mà. Bắt đầu ôm lấy bắp đùi diệp oản oản. Ban đêm xông vào trang viên Atula, đây quả thực là không muốn sống nữa. Phong tỷ, chuyện này quả thật không ổn. Thất tinh cũng mở miệng nói. Diệp oản oản đảo mắt qua nhìn hai người. Được rồi, được rồi, đành nói cho các cậu biết vậy. Người trong lòng của tôi chính là Tu La Chủ cho nên để giải loại cổ độc này chỉ cần tu la chủ yêu tôi là được rồi tôi đây không phải là vì bảo vệ tính mạng sao bác đầu lập tức nói phong tỷ tỷ đừng quậy nữa mà tỷ vào ban ngày hết tặng hoa cho kỷ hoàng lại hẹn người ta cùng đi ăn tối đến buổi tối liền nói người trong lòng của tỷ là tu la chủ tỷ rốt cuộc là có mấy người trong lòng khóe miệng diệp oản oản hơi rúm lại làm sao thật vất vả mới nói thật được một lần mà không có một ai tin vậy hả Diệp Oản Oản nửa ngày mới thoát khỏi hai người bắt đấu cùng thất tinh, sau đó leo tường tiến vào trong sân. Thời điểm tới lần trước, nàng đã thăm dò địa hình, cho nên, lần này rất thuận lợi liền tìm được phòng ngủ của Tu La Chủ. Diệp Oản Oản lặng yên không một tiếng động đẩy cửa sổ phòng ngủ ra, sau đó lăn vào trong. Căn phòng cũng không có gì đặc biệt, có phong cách ghi như trang viên bên ngoài, nội thất cũng rất đơn giản, đầu giường để mấy tập giấy tờ. Tại sao lại không có ai? Diệp Oản Oản lầm bẩm Thời gian này, chắc là thời gian chuẩn bị chìm vào giấc ngủ mới đúng, hơn nữa đèn trong nhà cũng mở cơ mà. Diệp Oản Oản đang cảm thấy kỳ quái, từ hướng phòng tắm phía sau lưng bỗng chuyển tới tiếng mở cửa. Diệp Oản Oản theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang, sau đó liền thấy, một người đàn ông hoàn toàn khỏa thân, à, chỉ trừ phần dưới người có một chiếc khăn tắm ngắn ngủn, vừa đủ che chỗ cần che. Trong nháy mắt khi nhìn thấy nàng, con người tròn xe của anh ta có giúp lại một chút phần tóc của chàng trai hơi ướt những giọt nước rơi trên tấm thân trần săn chắc tình huống bất ngờ đập thẳng vào thị giác khiến cho diệp oản oản ngẩn người tại chỗ a à, nàng thật là biết chọn thời điểm quá đi mà lại có thể vừa vặn canh đúng lúc trai đẹp đi tắm ho khan tu la chủ đại nhân lại gặp mặt diệp oản oản cười khan lên tiếng chào hỏi hoàn toàn không hề có chút cảm giác như ăn trộm leo tường tiến vào bị bắt quả tang tu la chủ không hổ là tu la chủ chỉ kinh ngạc trong chớp mắt, thần sắc liền khôi phục lại như thường. Bạch Minh chủ đêm khuya ghé thăm, không biết là có chuyện gì. Chàng trai lãnh đạm mở miệng. Diệp Oản Oản có chút tiếc nuối nhìn lướt qua thân thể của chàng trai. Đáng tiếc, trên người của tư dạ hàn không hề có thai ký hay bất kỳ đặc điểm nhận dạng nào đặc biệt, nếu không đây cũng là một cơ hội tốt. Nhận ra được ánh mắt của cô gái cứ nhìn chằm chặp vào cơ thể trần trụi của mình, ánh mắt của chàng trai càng ngày càng mờ mịt. Diệp oản oản phản ứng lại, vô cùng tự nhiên đặt mông ngồi xuống chiếc ghế ở bên cạnh, ngay sau đó rót cho mình ly trà, nâng cầm lên mở miệng nói, dĩ nhiên là vì chuyện giải cổ độc rồi, không biết tu la chủ đại nhân cân nhắc thế nào. Giờ phút này, con người của chàng trai so với bóng đêm bên ngoài cửa sổ còn muốn tối hơn, dường như đang giam cầm thứ gì đó cực kỳ đáng sợ. Một hồi lâu sau, người đàn ông lạnh như băng mở miệng, xem ra, cảm tình của bạch minh chủ đối với kỷ hoàng, dường như cũng không gì hơn cái này. chương 1505, xin tự trọng. Một đôi con người thâm thúy của người đàn ông, hướng về Diệp Oản Oản nhìn lại, xem ra, cảm tình của Bạch Minh chủ đối với kỷ Hoàng, dường như cũng không gì hơn cái này. Tu la chủ đại nhân muốn nói cái gì? Diệp Oản Oản cười khanh khách nói. Bạch Minh chủ nửa đêm lẻn vào trong phòng của ta, không biết là có ý gì. Nam nhân lãnh đạm hỏi. Nghe tiếng, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi dương lên, chậm rãi đi tới bên người chàng trai, nhẹ nhàng kê vào lỗ tai của anh ta sao? Yêu Giang Sơn hay yêu Mỹ nhân hơn, chẳng lẽ Tu La Chủ Đại Nhân đối với ta không hiểu rõ chút nào sao? Giờ phút này, khoảng cách giữa Diệp Oản Oản và chàng trai không quá nửa tấc, gần như thân thể dán vào nhau, thậm chí anh có thể ngửi được mùi thơm dịu dịu từ cơ thể của cô gái bên cạnh mình trong cơ thể của anh dường như có bản năng của một con dã thú đang muốn phá lồng mà ra. Bạch Minh Chủ xin tự trọng, chàng trai cố nén ngọn lửa dục đang thiêu đốt kia, lãnh đạm nhìn Diệp Oản Oản. Nhìn cô gái trước mặt mình, một bộ dáng tùy vua ngắt lấy, người đàn ông cố hết sức kìm chế lại tâm tình sao động của mình. Tự trọng, không biết tự trọng mà Tu La Chủ Đại Nhân nói tới là loại tự trọng nào. Diệp Oản Oản đem hai con người híp lại thành hình trăng khuyết, hai người bốn mắt đối nhau lúc này bàn tay phải của diệp oản oản khẽ nhắc lên liền muốn bắt lấy người đàn ông trước mặt mình thấy vậy nam nhân hơi nhíu mày cũng chưa kịp nhìn dùng động tác như thế nào đã tránh khỏi bàn tay của diệp oản oản diệp oản oản ý cười đầy mặt chậm rãi đi tới gần chàng trai chàng trai một lời cũng không nói quay trở lại phòng tắm cầm lấy quần áo ngủ treo trên kệ đang chuẩn bị mặc quần áo vào nhưng diệp oản oản lại đi theo như hình với bóng trong nháy mắt đã tiếp cận bạch minh chủ là muốn nhìn ta thay đồ sao ánh mắt của chàng trai rơi vào trên người diệp oản oản ừm diệp oản oản gật đầu cười một tiếng còn không đợi chàng trai mở miệng diệp oản oản đã bước tới một bước đến bên cạnh anh nhẹ giọng cười nói không bằng ta đến giúp tu la chủ đại nhân mặc quần áo như thế nào không cần đâu tư giả hàn lạnh giọng mở miệng có thật không diệp oản oản đến sát bên cạnh chàng trai hơi nóng bên trong phòng tắm khiến cho hai người hơi bị thấm ướt. Mắt thấy Diệp Oản Oản giơ tay lên định chộp lấy mình, chàng trai khẽ nhấc tay phải lên. Diệp Oản Oản bắt lấy bàn tay phải của anh, trên mặt lại ý cười khanh khách, vừa ngây thơ lại mê người. Cơ hồ theo bản năng, bàn tay của chàng trai đẩy đưa về phía trước. Dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, cộng thêm sàn nhà ẩm ướt, Diệp Oản Oản trượt chân một cái, dường như sắp ngã sang một bên. Thấy vậy, chàng trai hơi nhíu mày đưa tay liền đỡ lấy Diệp Oản Oản. Chỉ bất quá, do lực quán tính, Diệp Oản Oản ôm lấy Tư Dạ Hàn, hai người cùng ngã vào bên trong bồn tắm tràn đầy nước ấm. Trong phút chốc, cả người Diệp Oản Oản bị nước ấm thấm ướt, mỗi một tấc da thịt trên người như ẩn như hiện. Người đàn ông ép ở trên người Diệp Oản Oản, khăn tắm cũng xốc xếch đi một phần. Bên trong phòng tắm là từng trận rung động đầy dạo dực. Tu la chủ đại nhân, anh, muốn làm cái gì? cảm nhận được sự nóng bỏng trên người chàng trai, cùng với sự thay đổi bất thường của cái đó, Diệp Oản Oản tựa như cười mà không phải cười, nhìn mình chầm chầm cơ thể của anh. Vào giờ phút này, dục vọng trong mắt chàng trai cũng không còn cách nào ức chế được, phảng phất như mãnh thú nguyên thủy bị nhốt trong cơ thể xé rách nhà tù lao ra, thúc dục anh đem nữ nhân bên dưới người mình ăn sạch toàn bộ, ngay cả xương cũng không trừ lại. Nhưng mà, còn không đợi chàng trai có bất kỳ động tác gì, lại nghe, huynh, một tiếng vang thật lớn, cửa phòng bị người nào đó đá văng. Một giây kế tiếp, mái tóc màu đỏ của Khương Viêm trong nháy mắt lao vào bên trong phòng tắm. Bên trong phòng tắm có tiếng, ầm ầm vang lên, khiến cho Khương Viêm cho rằng có thích khách, cho nên, lúc này mới đạp mở cửa phòng. Nhưng mà, sau khi vào phòng tắm lại, nhìn thấy Tu La chủ trùm khăn tắm, ép lên trên người Bạch Phong. chương 1506, nghỉ ngơi cho khỏe bổ sung thể lực. Nhất thời, Khương Viêm còn cho là mình nhìn lầm rồi. Tu La chủ, cùng, Bạch Phong, xin, xin lỗi. Khương Viêm sau khi xứng sờ một lát, lập tức lui ra ngoài. Bởi vì Khương Viêm xuất hiện, dục vọng của chàng trai nhanh chóng rút đi, khôi phục lại lý trí. Lúc này, anh ta chậm rãi tách khỏi người cô gái, đem chiếc khăn tắm đã ướt nhẹp che lại chỗ cần che. Bạch Minh chủ, cô đã kinh động đến người bên ngoài. Nếu như Bạch Minh chủ không đi nữa, chuyện này chỉ sợ không cần mấy giờ sẽ truyền tới tai Kỳ hoàng." Nam nhân chậm rãi mở miệng nói. "A, à, Diệp Oản Oản đi ra khỏi bồn tắm, nhìn chằm chằm Tu La chủ, Tu La chủ đại nhân. Anh thật đúng là quan tâm đến tôi đấy." Chàng trai nhìn cô gái, cũng không đáp lại. Trong phòng có quần áo. Chàng trai nói xong, xoay người rời khỏi phòng tắm. Sau khi Diệp Oản Oản thay xong y phục của đàn ông, đi ra khỏi phòng tắm phát hiện ra chàng trai đã biến mất, còn sót lại có một mình nàng. Chạy! Diệp oản oản như có điều gì suy nghĩ. Không biết anh ta đã đi nơi nào, chỉ sợ tối nay sẽ không quay trở lại. Sau khi sửa sang lại một phen, Diệp oản oản rời khỏi trang viên. Sau này cơ hội còn rất nhiều, đồng thời dần dần kích thích, nàng cũng không tin. Sau khi trở lại không sợ minh, bắt đầu khó tin nhìn chằm chằm Diệp oản oản con bà nó. Phong tỷ, tỷ làm sao lại mặc quần áo đàn ông quay trở lại vậy? À mà, y phục này, đệ thật giống như đã gặp qua ở nơi nào. Bắt đầu nhìn chầm chầm quần áo trên người Diệp Oản Oản, lâm vào trầm tư. Thất tinh liếc mắt nhìn bắt đầu một cái, bộ mà tu la chủ mặc lần trước. Cái gì, nghe tiếng, bắt đầu suýt nữa nhảy cỡn lên, khó tin nhìn về phía Diệp Oản Oản, con bà nó. Trời à, ta phi, phong tỷ, tỷ thật sự đem tu la chủ cưỡng bức sao. Châu bò nha. Phong tỷ, cái độc lập châu này quả thật là chính là hậu cung của tỷ nha. Tỷ muốn đè lên ai liền đè lên người đó. Bắt đầu mặt đầy rung động giơ ngón tay cái lên tặng cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản. Phong tỷ hiện tại nhất định rất mệt mỏi. Chúng ta đi thôi, để cho Phong tỷ nghỉ ngơi cho khỏe, bổ sung thể lực. Thất tinh suy nghĩ một chút, mở miệng nói. Nghe tiếng, bắt đầu sửng sốt một chút, mệt không phải là. Tu la chủ sao? nói nhảm gì đó, Diệp Oản Oản lần lượt lường bắt đấu và thất tinh một cái, không có làm gì cả, chẳng qua chỉ đơn giản là gặp mặt một lần, tán gẫu một chút. Nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, bắt đấu và thất tinh nhìn chằm chằm y phục đàn ông trên người của Diệp Oản Oản. Ai mà tin cơ chứ? Cái gì cũng đều không có làm, y phục của mình đâu. Sao lại mặc quần áo của tu la chủ trở lại? Phong tỷ, cổ độc trên người tỷ, hẳn là giải rồi đi. Thất tinh có thâm ý khác hỏi không phải đã nói rồi sao, chẳng qua chỉ là đơn giản tán gẫu một chút, cổ độc còn chưa giải. Diệp Oản Oản nói, thất tinh gật đầu một cái, nếu phong tỷ đã nói là không có làm cái gì, vậy chắc là như thế. Cậu thấy chưa, tôi đã nói rồi mà, phong tỷ làm sao có thể sẽ đè được tu la chủ. Phong tỷ à, không phải là đệ đã nói với tỷ sao, loại tồn tại như tu la chủ và kỳ hoàng, phong tỷ xin đừng mơ tưởng đến nữa. Tự chuốc nhục nhã, bắt đầu cười nói lại nói, nếu quả như thật là, đè, được rồi, tu la chủ lại không hề yêu thích phong tỷ, vậy còn chẳng phải cho dù có đè thành công cũng chết hay sao? Diệp oản oản lười tiếp tục cùng bắt đầu nói nhảm, sau khi để cho hai người cút đi, lại quay sang mần đại bạch cùng virus. Nhìn đại bạch, Diệp oản oản động linh cơ một cái. Chính mình lần sau, hoàn toàn có thể mang theo đại bạch để đi dò xét tu la chủ. Sáng sớm hôm sau, bên trong phòng làm việc không sợ minh, điện thoại di động của Diệp Oản Oản bỗng nhiên vang lên. Hữu danh muội muội, tôi đang ở chỗ cũ, cô mau tới đây, tôi dẫn cô về nhà. Âm thanh của nhiếp vô danh truyền ra. chương 1507, một loại gợi tình. Ok, tôi lát nữa sẽ đến ngay. Diệp Oản Oản cúp điện thoại xong, để cho thất tinh chuẩn bị một ít quà tặng, bao gồm cả phần quà cho đường đường bảo bối. Sau khi đi đến điểm hẹn, Diệp Oản Oản lên xe của nhiếp vô danh hữu danh lão bản, dẫn cô đi cho biết nhà, cô xem cô còn mua nhiều đồ như vậy, quá khách khí. Nhiếp vô danh nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản sách theo túi lớn túi nhỏ trong tay, ý cười đầy mặt. Lúc này, nhiếp vô danh cầm lấy một phần quà. Đó là dành cho đường đường. Diệp Oản Oản cao mày nói, con hàng nhiếp vô danh này, một chút tiền đồ cũng không có. Cái kia thì sao, nhiếp vô danh chỉ chỉ vào phần quà còn lại. Đây là cho nhiếp phu nhân, Diệp Oản Oản nói. Nghe tiếng, nhiếp vô danh gật đầu một cái, trợt mặt đầy mong đợi nhìn Diệp Oản Oản, vậy. Của tôi đâu? Diệp Oản Oản. Nhìn thấy bộ dáng tràn đầy chờ mong của nhiếp vô danh, Diệp Oản Oản thở dài, chợt từ trong túi áo lấy ra một tờ giấy bạc 500 tệ, chuyển vào trong tay của nhiếp vô danh, thứ này được không? Được được được, thích, hữu danh muội muội thế này là cô không đúng rồi. t l e n f l l VN tình cảm của chúng ta thân thiết như thế, cô còn tặng quà cho tôi. Quá khách khí, đây không phải là coi thường mặt mũi của nhiếp vô danh tôi sao? Lần sau tuyệt đối đừng như vậy nữa nha. Sau khi nhiếp vô danh đem tờ giấy bạc 500 tệ bỏ vào trong túi mình xong, mới hướng về Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản, anh con miệng nó còn có thể không biết xấu hổ như vậy hay sao? Không cho Diệp Oản Oản có cơ hội mở miệng, nhiếp vô danh trong nháy mắt đạp chân ga, chiếc xe bon bon chạy thẳng về phía trước ước chừng mãi tận buổi trưa diệp oản oản lúc này mới tới được nhiếp khu nhiếp gia nằm ở khu vực trung tâm của nhiếp khu phủ đệ cũng tương đương với kỷ gia đều vô cùng hào hoa chắc chắn là loại trong nhà có núi tiền nếu như không biết rõ tình hình diệp oản oản tuyệt đối sẽ không tin tưởng nhiếp vô danh lại có thể là nhiếp gia đại công tử đại công tử đi vào phủ đệ nhiếp gia không ít cường giả nhiếp gia hướng về nhiếp vô danh cung kính bắt chuyện nhiếp vô danh cũng không để ý tới, dẫn theo Diệp Oản Oản đi vào khu vực trung ương của nhiếp gia. Đội trưởng, chỉ chốc lát sau, đám người ngoại quốc rời gạch cùng nhất chi hoa từ bên trong hậu hoa viên nhiếp gia đi ra. Ha ha, hữu danh lão bản, cô tới rồi. Thần hư đạo nhân nhìn chầm chầm Diệp Oản Oản, ha ha cười một tiếng, bất quá mặt lại đầy trầm tư. Băng sơn Mỹ Nam cóng lấy quan tài sau lưng, mặt không cảm xúc, bất ngờ len lén quan sát Diệp Oản Oản mấy lần nhìn thấy nguyên đám thần hư đạo nhân, Diệp Oản Oản liền tức khí không thôi. Nếu không phải là do bọn họ, mình tại sao lại bị chúng tình cổ? Hữu danh muội muội cổ độc trong người cô, sao rồi? Ngoại quốc rời gạch hướng về Diệp Oản Oản quan sát chốc lát, chợt hỏi. Ngoại quốc rời gạch vừa dứt tiếng, đám người nhiếp vô danh toàn bộ đều hung ác trợn mắt lườm hắn ta. Con nghĩa nó thật đúng là tự vạch áo cho người xem lưng, cái thứ ngực to mà không có não. Nhờ phúc của các anh, còn chưa có giải diệp oản oản nói vậy cũng nguy rồi ngoại quốc rời gạch mặt đầy lo âu hữu danh muội muội tình cổ nhất định phải tìm ra một người tình đầu ý hợp mới được cô ước chừng phải nhanh một chút nếu không đến lúc đó thất khiếu chảy máu miệng lưỡi lở loét chết cũng không biết chết thế nào cậu lăn ngay cho tôi lúc này thần hư đạo nhân đẩy ngoại quốc rời gạch một cái cái loại cậu độc thân mấy chục năm như cậu biết cái gì mà tình cổ với không tình cổ cậu ngay cả tình là gì cũng không biết lại còn nói tình cổ. Hữu danh lão bản xinh đẹp như vậy, quả thật chính là thất tiên nữ hạ phàm, muốn bao nhiêu nghiêu lang có bấy nhiêu. Tình cổ này hoàn toàn chính là một loại gợi tình, hiểu không? Diệp Oản Oản, ta phỉ nhổ nghiêu lang của ngươi. chương 1508, bị quảng sang một bên. Đúng, nhìn gương mặt này của hữu danh muội muội chúng ta mà xem, khuôn mặt mịn màng này chắc chắn là được chăm sóc hàng ngày bằng protein đấy quả thật là chính là thất tiên nữ hạ phàm không sai. Nhiếp vô danh luôn miệng nói. Nhất chi hoa, đội trưởng, à, không phải là protein, là collagen sao? Sao collagen, một chất chăm sóc làm đẹp da của phụ nữ? Băng sơn Mỹ Nam, Diệp oản oản nhìn đám ngốc nghếch trước mặt mình này, nhất thời tâm lực quá mệt mỏi. Đường đường bảo bối ở nơi nào, nàng cần được chữa thương. Hữu danh lão bản, ngàn vạn lần chứa sợ, yên tâm đi, trai đẹp khó tìm chứ tìm đại trai xấu để dùng tạm còn khó hay sao nếu như hữu danh muội muội không có kinh nghiệm tôi sẽ tới dạy cô nhất chi hoa hướng về diệp oản oản cười nói diệp oản oản không cần đâu cảm ơn tên chết bầm cút sang một bên đi thật ác tâm ngoại quốc rời gạch lườm nhất chi hoa một cái cậu con miệng nó đây là kỳ thị giới tính của lão nương nhất chi hoa chỉ thẳng vào ngoại quốc rời gạch mắng Diệp Oản Oản lười đến tiếp tục phản ứng lại đám người nhất chi hoa, hướng về Nhiếp Vô Danh hỏi, "Đường đường đâu?" "Đừng nóng mà, đường đường vẫn còn chưa trở lại đây, tôi trước dẫn cô tùy ý đi dạo một vòng, nhà tôi lớn lắm đấy." "Cô đi theo tôi, coi chứ lạc đường." Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản cười nói. "Diệp Oản Oản, có cần phải khoe khoang như vậy không?" "Bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản chỉ có thể đi theo sau Nhiếp Vô Danh, đi lang thang khắp cái phủ đệ rộng lớn này." mà nguyên một đám nhất chi hoa cùng thần hư đạo nhân, bị quẳng lại một bên. Mà thân là đội trưởng, nhiếp vô danh chẳng qua chỉ ném lại một câu như thế này, lượn đi. Chỉ chốc lát sau, Diệp Oản Oản đi theo nhiếp vô danh vào một căn phòng khách ở phụ cận. Mẹ, mẹ ở đâu rồi? Nhiếp vô danh đi vào phòng khách, mở miệng gọi. Con mất hồn sao? Rất nhanh, từ bên trong đại sảnh gần đó, một vị phu nhân duyên dáng sang trọng đi ra. Phu nhân này chính là chủ mẫu Nhiếp gia, mẹ của Nhiếp Vô Danh. Tướng mạo của Nhiếp gia chủ mẫu, thoạt nhìn giống như chỉ ngoài 30, cực kỳ không hợp với số tuổi thực, nhan sắc được bảo dưỡng cực tốt. Nhiếp gia chủ mẫu đầu tiên là nhìn Nhiếp Vô Danh một cái, chợt, ánh mắt lại rơi vào trên người của Diệp Oản Oản. Chỉ một cái liếc mắt, lại khiến cho thân thể Nhiếp gia chủ mẫu khẽ run lên. Chẳng biết tại sao, tướng mạo cô gái này có chút quen thuộc khiến cho bà có một loại cảm giác thân thiết khó mà giải thích được vị này là nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía diệp oản oản mẹ cô ấy gọi là diệp oản oản chính là người ban đầu ở hoa quốc đã chăm sóc cho đường đường đấy nhiếp vô danh giải thích nghe vậy nhiếp gia chủ mẫu hơi sững sờ khó trách mới vừa rồi nhìn cô bé này có chút quen mắt thì ra là trước đó đã từng gặp qua trong cuộc gọi video chẳng qua là sau khi nhìn thấy chân diện của diệp oản oản xong sự chán ghét của ngày trước bỗng nhất thời tan thành mây khói càng nhìn cô bé này chẳng biết tại sao trong lòng bà lại càng cảm thấy ưa thích chào a di lần đầu tới nhà đây là một chút tâm ý của con diệp oản oản liền vội vàng tiến lên đem món quà mà thất tinh chuẩn bị tặng cho nhiếp gia chủ mẫu được có lòng là tốt rồi nhiếp gia chủ mẫu mặt lộ ra một nụ cười hướng về diệp oản oản gật đầu mẹ nhìn xem một chút là vật gì nhiếp vô danh vội vàng nói nghe nhiếp vô danh nói như vậy nhiếp gia chủ mẫu hơi nhíu mày đó giờ làm gì có chuyện trước mặt khách mà lại đi khui quà bao giờ không cho nhiếp gia chủ mẫu có cơ hội mở miệng nhiếp vô danh liền cầm lấy món quà sang một bên sau đó ở ngay trước mặt diệp oản oản mở ra thời điểm nhìn thấy bên trong hộp quà là vàng bạc châu báu sáng trói cùng đồ trang sức đắt tiền đừng nói là nhiếp vô danh chính ngay cả diệp oản oản cũng vì vậy mà sửng sốt một chút trước đó tới vội vàng, nên để cho thất tinh chuẩn bị lễ vật, cũng không kịp xem qua một chút. chương 1509 cũng không còn nhỏ nữa. Cái gã thất tinh này, lại đem chuẩn bị vàng bạc châu báu cùng đồ trang sức đắt tiền như vậy. Thời khắc này, lòng Diệp Oản Oản đang dỉ máu. Nhiếp vô danh yên lặng đem hộp quà tặng đóng lại, hai tay gắt gao ôm lấy, cũng không nguyện ý nhả ra. Oản Oản, vào đây ngồi đi. Nhiếp gia chủ mẫu nắm lấy bàn tay nhỏ của Diệp Oản Oản, mang theo Diệp Oản Oản đi vào bên trong đại sảnh. Cảm nhận được sự yêu thích của Nhiếp gia chủ mẫu đối với mình, trong lòng Diệp Oản Oản tràn đầy kinh ngạc. Vốn cho là làm không tốt chính mình sẽ bị đuổi ra ngoài. Thế này là sao, sao cứ thấy có gì đó sai sai. Sau khi tiến vào phòng khách, Diệp Oản Oản lại phát hiện, Nhiếp gia chủ mẫu đang ý cười đầy mặt đánh giá mình. Oản Oản, mẹ của con thật là biết sinh nha nhiếp gia chủ mẫu nhìn tướng mạo khí chất đẹp mắt của cô gái nắm tay diệp oản oản nhẹ giọng cười khen cảm ơn a di diệp oản oản lễ phép nói chuyện lần trước a di có thể có chút hiểu lầm con không nên để bụng nhiếp gia chủ mẫu mở miệng con không đợi diệp oản oản nói gì nhiếp gia chủ mẫu lại tiếp lời oản oản con không phải là ở hoa quốc sao làm sao lại đến độc lập châu mẹ mẹ hỏi người ta nhiều như thế để làm cái gì cô ấy cũng không phải là con gái của mẹ, sao mẹ quản rộng quá vậy? Nhiếp vô danh từ bên ngoài đi vào phòng khách, bất mãn mở miệng nói. Nghe tiếng, nhiếp gia chủ mẫu trợn mắt lườm nhiếp vô danh một cái, đừng có thất lễ, cũng không còn nhỏ nữa đâu. Con mới có 29, nhiếp vô danh vội vàng nói. Nhiếp vô danh vừa dứt tiếng, nhiếp gia chủ mẫu cùng Diệp Oản Oản đồng thời hướng về nhiếp vô danh nhìn lại, mà ánh mắt nhìn nhiếp vô danh đều có chút không biết nói gì. Sao vậy? Nhiếp vô danh hỏi. Nhiếp gia chủ mẫu lại lườm nhiếp vô danh một cái, cũng không mở miệng nói chuyện, mà lại chuyển ánh mắt sang trên người Diệp Oản Oản. Cô bé này, nhiếp gia chủ mẫu càng quan sát, trong lòng lại càng thấy yêu thích, có một cảm giác vô hình muốn thân cận với cô bé. Oản Oản, thời điểm trước đây tại Hoa Quốc, đường đường hẳn là rất khó chăm sóc đi. Bỗng nhiên, nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Nghe nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy, diệp oản oản liền vội vàng lắc đầu không có đường đường rất nghe lời ồ nhiếp gia chủ mẫu hơi có chút kinh ngạc đường đường lại nghe lời việc này đúng thật là chuyện ly kỳ mẹ con đều đã nói với mẹ rồi mà vỏ quyết dày có móng tay nhọn tiểu ma vương kia ở trước mặt oản oản so với chó còn biết điều hơn nhiếp vô danh liền vội vàng lên tiếng nhiếp vô danh vừa dứt tiếng diệp oản oản cùng nhiếp gia chủ mẫu lại hung ác trận mắt lườm nhiếp vô danh thêm một cái nữa Ngươi nếu không biết nói chuyện, thì đừng có mà lên tiếng. Nhiếp gia chủ mẫu tức giận nhìn nhiếp vô danh, hơi nhíu mày, đổi giọng. Đứa con trai này của bà, giống như là một đứa thiểu năng vậy, bà làm sao lại sinh ra một thứ như vậy hả trời? Con thì thế nào, nhiếp vô danh ngơ ngác. Ngươi nhìn em gái ngươi vô yêu cùng linh lung một chút mà xem, rồi nhìn lại chính mình. Làm huynh trưởng ngươi cũng không làm được, làm cậu ngươi cũng làm không xong. Tuổi tác lớn như vậy rồi, ngay cả bạn gái cũng không có người có thấy mất mặt hay không nhiếp gia chủ mẫu lạnh lùng nói khóe miệng nhiếp vô danh hơi hơi co giật tựa như muốn nói gì nhưng cuối cùng một chữ cũng không nói ra khỏi miệng mẹ bỗng nhiên một bóng người thoáng qua là một cô gái ăn mặc quần áo đắt tiền chậm rãi tiến vào phòng khách vô yêu con tới rồi nhìn thấy cô gái này nhiếp gia chủ mẫu khẽ mỉm cười để cho cô ta ngồi ở bên cạnh mình nhìn thấy cô gái bên cạnh nhiếp gia chủ mẫu, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên quan sát. Cô gái này, chính là nhiếp gia nhị tiểu thư, muội muội của nhiếp vô danh, cũng là mẹ đẻ của đường đường. Ban đầu, thời điểm ở trong nhà dịch thủy hàn, dịch thủy hàn từng nói với mình, đường đường là tiểu đồ đệ của anh ta, hơn nữa còn nhờ cậy chính mình đi điều tra một chút người gọi là nhiếp vô yêu, này, có phải thật sự là mẹ của đường đường hay không? Trường 1510, Máu ngủ tình thâm chỉ bất quá diệp oản oản lại lâm vào khó khăn chuyện này biết điều tra kiểu gì bây giờ mẹ vị này là ánh mắt của cô gái rơi vào trên người diệp oản oản chợt hướng về nhiếp gia chủ mẫu hỏi vô yêu cô ấy tên là diệp oản oản là bạn tốt của anh con trước đây tại hoa quốc đường đường chính là do anh con làm phiền oản oản chăm sóc nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói nghe nhiếp gia chủ mẫu nói như vậy cô gái hơi sững sờ chợt hướng về Diệp Oản Oản quan sát tỉ mỉ, trong mắt hiện ra một vẻ chán ghét khó có thể phát hiện ra. Ha ha, nguyên lai là Oản Oản tiểu thư, cô gái thu liếm thần sắc chán ghét lại, hướng về Diệp Oản Oản cười một tiếng, lại nói Oản Oản tiểu thư không phải là người nước hoa sao, làm sao lại đến loại địa phương như độc lập châu này. Có quan hệ gì tới ngươi, ngươi chất vấn ai đấy? Nhiếp vô danh lườm cô gái một cái. Ca, Oản Oản tiểu thư là bạn của anh, em là em gái của anh bằng hữu của anh đi tới nhiếp ra, em quan tâm một chút không phải là rất bình thường sao? Cô gái nhíu chặt lông mày. Còn không đợi nhiếp vô danh mở miệng, cô ả à mặt đầy ủy khuất nhìn về phía nhiếp ra chủ mẫu, mẹ. Ca ca có phải là có thành kiến gì đối với con hay không? Nghe tiếng, nhiếp ra chủ mẫu hung tợn trợn mắt lườm nhiếp vô danh một cái. Không cho nhiếp vô danh có cơ hội mở miệng, cô gái lại hướng về Diệp Oản Oản nói, Oản Oản tiểu thư, cô là bằng hữu của anh tôi, tự nhiên cũng là bằng hữu của nhiếp gia chúng tôi một đoạn thời gian trước tại hoa quốc cũng vô cùng cảm ơn oản oản tiểu thư có thể hỗ trợ chăm sóc đường đường đứa bé kia vô cùng khó sống chung cũng không tiện chăm tôi coi như là mẹ của đường đường cũng không hoàn thành trách nhiệm còn để cho oản oản tiểu thư phí tâm phí sức thật là ái náy nghe tiếng diệp oản oản thấp giọng nói không sao tôi và đường đường sống chung rất tốt đúng vậy nữ nhân gật đầu đường đường sau khi về nhà đối với oản oản tiểu thư nhung nhớ không quên. Chỉ bất quá, dù sao tôi cũng là mẹ của đường đường, máu mủ tình thâm. Sau đó, đường đường cũng hiểu đạo lý này, biết cái gì mới là trí thân huyết mạch. Người ngoài dù sao cũng là người ngoài, không cách nào so được với mẹ ruột của mình. Hiện tại đường đường và tôi sống chung cũng rất tốt. Nghe cô ta nói như vậy, chân mày Diệp Oản Oản lặng lẽ nhíu chặt lại. Lời cô ả, à, nhiếp vô ưu này nói, mặc dù có chút mập mờ, nhưng Diệp Oản Oản cũng có thể nghe hiểu. Ha ha, Oản Oản tiểu thư nếu như thích trẻ con, có thể tự mình sinh mấy đứa. Con của người khác, dù cho thương yêu như thế nào, cũng đều là vô dụng, đúng không? Cô gái nói đầy thâm ý. Nhưng mà, Diệp Oản Oản cũng không hề mở miệng đáp lại. Nếu như cô gái này thật sự là mẹ ruột của Đường Đường, mình tuyệt đối sẽ không quấy rầy cô ta và Đường Đường. Chỉ bất quá, lần trước Dịch Thủy Hàn lại nói hoài nghi thân phận của cô gái này. Có lẽ, cô ta chưa chắc là mẹ của đường đường, mà là giả mạo. Diệp Oản Oản cũng có nghi ngờ trong lòng, làm sao có loại mẹ nào lại không nhận ra con gái mình. Nhiếp gia chủ mẫu này chẳng lẽ không nhận ra nhiếp vô ưu là giả mạo sao? Nếu như nói là nhiếp vô danh không nhận ra em gái ruột của mình, vậy còn có thể cảm thấy là bình thường được. Chỉ bất quá, đối với dịch thủy hàn, Diệp Oản Oản không khỏi có chút tín nhiệm. Chuyện có liên quan đến tương lai của Đường Đường lại cộng thêm quan hệ vào sinh ra tử giữa mình và Nhiếp vô danh, nếu như không đem sự tình điều tra rõ. Tự nhiên, nếu như có thể chứng minh cô gái này chính là Nhiếp vô ưu, vậy thì tất cả đều vui vẻ. Vô ưu tiểu thư nói có lý, chỉ bất quá, trước đó tôi đã đáp ứng với Đường Đường, nhất định sẽ tới Độc Lập Châu thăm cậu bé. Diệp oản oản nói, còn không đợi cô gái mở miệng, Nhiếp vô danh lại nói, ta mang bằng hữu của ta tới nhà làm khách người còn có ý kiến ý còn là thế nào? Nghe tiếng, cô gái nhìn nhiếp vô danh một cái, làm khách thì không thành vấn đề, nhưng đại ca, anh cũng cần phân rõ trắng đen. Nếu như là người khác, em tự nhiên là vô cùng hoan nghênh, nhưng mà quan hệ giữa hoản hoản tiểu thư và đường đường có chút đặc thù. Hơn nữa, đường đường cũng không muốn nhìn thấy vị hoản hoản tiểu thư này. Trường 1511, hận trời hận đất hận không khí. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn cô ta một cái, thấp giọng nói, vô yêu, oản oản tiểu thư là khách, càng là bằng hữu đại ca con. Mẹ, con cũng không phải là nhầm vào vị oản oản tiểu thư này, chỉ bất quá, tình huống vốn có chút đặc thù. Con nghĩ, đường đường cũng cũng không muốn gặp lại cô ta. Cô gái hướng về nhiếp gia chủ mẫu mở miệng nói. Được rồi, vô yêu, đừng không hiểu chuyện như vậy. Nhiếp gia chủ mẫu nhìn cô gái, hơi nhíu mày lại. Thấy nhiếp gia chủ mẫu đều đã nói như vậy, cô ta chỉ có thể gật đầu một cái, thấp giọng nói, mẹ, con cũng không có ý tứ gì khác. Giờ phút này, trong mắt cô ả à hiện ra một vẻ chán ghét không hề che giấu chút nào. Nhớ lần trước thời điểm gọi video, nhiếp gia chủ mẫu còn vô cùng ghét nữ nhân này, làm sao hôm nay lại thay đổi thái độ như vậy? Còn nữa, nữ nhân này không phải là đang ở tại Hoa Quốc sao, làm sao lại bỗng nhiên chạy đến độc lập châu rồi? Hơn nữa còn xuất hiện tại nhiếp gia. Hoàn hoàn, vội yêu cũng không phải cố ý nhầm vào con, đừng để trong lòng. Nhiếp gia chủ mẫu hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản mỉm cười gật đầu, a di, không sao ạ, à, con có thể hiểu được mà. Nhiếp vô danh đứng ở một bên, không khỏi lắc đầu. Nhìn một chút mà xem, nhiếp vô yêu và hữu danh lão bản người ta, tranh lệch cũng quá lớn rồi. Còn không đợi nhiếp gia chủ mẫu tiếp tục mở miệng, nhiếp linh lung chậm rãi đi vào phòng khách, đi theo phía sau là hai thanh niên, một nam một nữ tham kiến nhiếp phu nhân hai người trẻ tuổi nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu đồng thời mở miệng nói nghe tiếng nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái nhìn về phía nhiếp linh lung linh lung hai vị này là mẹ hai vị này là học viên học viện lính đánh thuê xích diếm cũng coi như là sư đệ sư muội của con hôm nay đi ngang qua nhiếp khu vừa vặn tới thăm một chút nhiếp linh lung mở miệng cười nói nhiếp gia chủ mẫu gật đầu một cái nhiếp vô ưu và nhiếp linh lung vốn đều là học viên truyền kỳ của học viện lính đánh thuê xích diếm có học viên khác tới thăm cũng là bình thường cô nhất định chính là nhiếp vô ưu sư tỷ nữ học viên đứng ở sau lưng nhiếp linh lung nhìn nhiếp vô ưu mở miệng cười nói nhiếp vô ưu gật đầu một cái cười nói đúng vậy vô ưu sư tỷ là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê xích diếm chúng ta từng tạo ra rất nhiều kỷ lục tại học viện xích diếm hôm nay có thể gặp được vô ưu sư tỷ thật là vinh hạnh lớn lao nữ học viên mở miệng lúc này nhiếp vô ưu lại lắc đầu một cái làm gì có kỷ lục do tôi tạo ra đều bị muội muội linh lung phá rồi phải nói là truyền kỳ của học viện lính đánh thuê xích diễm linh lung muội muội mới là danh xứng với thực tôi so với linh lung kém quá nhiều đối với việc nhiếp linh lung phá vỡ kỷ lục của nhiếp vô ưu chuyện này học viên của học viện lính đánh thuê xích diễm đương nhiên là biết được cũng đúng như nhiếp vô ưu nói cô và nhiếp linh lung so sánh với nhau đích xác có chút cách biệt yo không nhìn ra nha người trường nào lại thay đổi biết khiêm tốn khiêm nhường như vậy rồi hả nhiếp vô danh lường cô ta một cái tuy nói số lần nhiếp vô ưu trở lại nhiếp ra có thể đếm được trên đầu ngón tay nhưng đối với tính cách của nhiếp vô ưu nhiếp vô danh lại không thể nào quên cô nàng kia thật là hận trời hận đất hận không khí chỉ có thể là nàng mạnh hơn người khác người khác tuyệt đối không thể mạnh mẽ hơn so với nàng. Năm đó, nhiếp vô yêu trở lại nhiếp ra, đúng lúc gặp được nhiếp vô danh, nhất định đòi phải cùng với nhiếp vô danh luận bàn tỉ thí. Vẹn vẹn ba chiêu, nhiếp vô yêu liền bị nhiếp vô danh đánh bại. Nhưng mà, nhiếp vô yêu lại không phục, nhiều lần khiêu chiến, tuy chưa bao giờ giữ vững quá ba chiêu. Cuối cùng, thừa dịp nhiếp vô danh đi ngủ, nhiếp vô yêu lẻn vào phòng ngủ của nhiếp vô danh, dùng sợi dây trói gô cổ nhiếp vô danh lại, bắt nhiếp vô danh nhận thua, nếu không sẽ không thả hắn ta ra. chương 1512, vĩnh viễn bị người khác thay thế. Bất đắc dĩ, nhiếp vô danh chỉ có thể đầu hàng nhận thua, lúc này mới lấy lại được tự do. Với tính cách của nhiếp vô yêu, lại có thể thừa nhận mình không bằng nhiếp linh lung, chuyện này đúng thật là đổi tính. Nhiếp vô yêu, láo lên nhìn nhiếp vô danh một cái, chợt hờ hững nói, đại ca, vốn chính là người một nhà, linh lung muội muội mạnh hơn em, chính là mạnh hơn, vì sao em nhất định phải tranh cao thấp? Lại nói, mạnh hơn em chính là sự thật, em so với linh lung muội muội kém hơn rất nhiều. Coi như là không thừa nhận, lại cũng không có cách nào. Đối với việc này, nhiếp vô danh cũng lười nhiều lời. Hai người này ai mạnh ai yếu, cũng chẳng hề có chút quan hệ gì với hắn. Nhiếp linh lung ý cười đầy mặt, khóe mắt liếc qua, bỗng nhiên đảo qua diệp oản oản, lúc này sướng sờ. Nữ nhân này, tại sao lại có mặt ở nhiếp gia? Cô tại sao lại ở chỗ này? Nhiếp Linh Lung nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, cau mày nói. Ha ha, muội muội, vị Oản Oản tiểu thư này, trong lòng không bỏ được Đường Đường, đặc biệt từ Hoa Quốc tìm đến Độc Lập Châu, chính là muốn gặp Đường Đường. Một bên, Nhiếp Vô yêu cười lạnh nói. Nghe được lời nói này, Nhiếp Linh Lung nhất thời sững sờ. Nữ nhân này, lần trước tại Kỷ gia đã gặp qua, không phải gọi là Bạch Phong sao? quan hệ với kỳ tu nhiễm cũng không tệ làm sao hiện tại lại gọi là oản oản gì gì rồi bỗng nhiên nhiếp linh lung thật giống như ý thức được điều gì con người trong mắt đột nhiên lay động một trận oản oản hoa quốc đã từng chăm sóc đường đường vào giờ phút này nhiếp linh lung nhìn chằm chằm diệp oản oản hai quả đấm siết chặt hàn quang trong mắt chợt lóe lên nói như vậy nữ nhân trước mắt này chính là nhiếp vô yêu chân chính rồi ban đầu nhiếp linh lung từ trong miệng nhất chi hoa biết được, phong huyền diệt đã từng nói với bọn họ, nữ nhân này mới thật sự là nhiếp vô yêu. Sau đó, nhiếp linh lung tại độc lập châu mời không ít sát thủ, muốn diệt trừ đi cô ta. Chỉ tiếc, đều không thể được như ý. Người nào có thể nghĩ đến, nữ nhân đáng chết này, lại có thể từ Hoa Quốc đi tới độc lập châu. Khó trách, khó trách kỳ tu nhiễm đối xử với con ả ngu mốc này như thế. Chỉ sợ, Kỳ Tu Nhiễm đã biết thân phận chân chính của cô ta. Nếu không, làm sao lại có thể thân mật như vậy? Cho dù Kỳ Tu Nhiễm còn chưa biết rõ tình hình, vậy nhất định cũng đã bị bản tính của cô ta hấp dẫn. Bất quá, điều duy nhất đáng để ăn mừng chính là Nhiếp Vô Ưu thật giống như đã bị mất đi ký ức. Chuyện này đối với Nhiếp Linh Lung mà nói, cũng đã đủ rồi. Thân phận của cô ta sẽ vĩnh viễn bị người khác thay thế. Ha ha, nguyên lai like là Oản Oản tiểu thư. Chúng ta lại gặp mặt rồi." Nhiếp Linh Lung hướng về Diệp Oản Oản nhẹ giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản ung dung thản nhiên gật đầu một cái. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản đầu to như cái đấu, trước đó lại đem cái cô nàng Nhiếp Linh Lung này quên sạch không còn một mống. Trước đó vài ngày, nàng lấy thân phận của Bạch Phong đi kỳ ra, vừa vặn cũng đụng phải cái vị tên Nhiếp Linh Lung này. Hôm nay chính mình lấy thân phận của Diệp Oản Oản đi tới Nhiếp ra, lại bắt gặp Nhiếp Linh Lung. Đã như vậy, thân phận của mình nếu như bị Nhiếp Linh Lung nói ra, không sợ Minh bên kia, sợ rằng chính mình nhất định phải sớm tính toán một chút mới được. Đúng rồi, Oản Oản tiểu thư thích trẻ con như thế, tại sao chính mình lại không sinh một đứa? Dù sao cứ nhìn chằm chằm con của tỷ tỷ tôi không buông, Oản Oản tiểu thư, như vậy sợ rằng không hay lắm. Khóe môi Nhiếp Linh Lung nhếch lên một nụ cười, hướng về Diệp Oản Oản nói. Nghe được lời nói này, ánh mắt hai vị lính đánh thuê bên cạnh nhiếp linh lung cũng rơi vào trên người Diệp Oản Oản, quan sát từ trên xuống dưới. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, từ ngoài cửa có một vị nam tử trẻ tuổi đi vào. Nam tử chợt đi tới bên cạnh nhiếp linh lung, kê vào lỗ tai nói chuyện gì đó. Sau khi nhìn thấy vị nam tử trẻ tuổi này xong, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, trong mắt hiện ra vẻ kinh ngạc. Chương 1513, chẳng lẽ mình mới là nhiếp vội yêu? người đàn ông này vô cùng quen mặt thật giống như đã gặp qua ở nơi nào bỗng nhiên diệp oản oản đột nhiên nhớ tới thời điểm ban đầu ở hoa quốc chính mình từng gặp phải sự truy sát không hiểu vì sao mà trong nhóm người truy sát mình liền có người đàn ông này lúc này trong lòng diệp oản oản dâng lên một cơn sóng thần nhìn lại người đàn ông này dường như là người của nhiếp linh lung chẳng lẽ năm đó người chủ mưu truy sát mình chính là nhiếp linh lung nhưng mà chính mình khi đó cùng với nhiếp linh lung không quen không biết mà đã không quen biết cô ta vì sao phải đuổi giết chính mình lại có mục đích như thế nào chỉ trong nháy mắt trong đầu diệp oản oản hiện ra rất nhiều chi tiết nhiếp vô danh năm đó đi đến hoa quốc là muốn tìm em gái của mình nhiếp vô yêu thậm chí có một lần từng nói chính mình rất giống em gái của anh ta sau đó đường đường đi tới hoa quốc tìm mẹ cũng thân thiết với mình sau đó nhiếp vô ưu được tìm thấy tại độc lập châu nhưng nhiếp vô danh lại hoài nghi nhiếp vô ưu là giả mạo thậm chí ngay cả cầu tạp chủng dịch hủy hàn cũng nhờ cậy mình hỗ trợ điều tra một phen thật vừa đúng lúc thời điểm tại hoa quốc kia nhiếp linh lung đã từng điều phái sát thủ tới truy sát chính mình chẳng lẽ trong lòng diệp oản oản vạn phần kinh ngạc thậm chí là khó tin như thế nếu giả sử như mình là nhiếp vô ưu nhưng diệp oản oản nghĩ tới nghĩ lui vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Nếu như mình thật sự là Nhiếp Vô Ưu, Nhiếp Linh Lung chính là em gái của mình, em gái của mình vì sao lại phải đuổi giết chính mình? Còn nữa, Nhiếp Vô Danh nếu như là anh của mình, Nhiếp gia chủ mẫu này là mẹ của mình. Chẳng lẽ anh ruột và mẹ ruột đều không nhận ra được mình? Chuyện này cũng quá khó để có thể tưởng tượng ra nổi. Nhưng bất kể như thế nào, còn ả Nhiếp Linh Lung và gã đàn ông từng đuổi giết mình này tuyệt đối có quan hệ không cách nào chối bỏ được. Vào giờ phút này, Diệp Oản oản liếc mắt nhìn Nhiếp Linh Lung một cái, chợt cười nhạt, cảm tình của cô và chị cô thật không tệ. Tôi nghe vô danh ca ca nói, cô là đứa con nuôi do Nhiếp Vô yêu cưu mang từ nhỏ. Nếu như không phải là nhờ Nhiếp Vô Ưu, cô sớm đã chết ở bên ngoài, làm sao có thể được như bây giờ, sẽ trở thành Nhiếp gia tiểu thư, sở hữu vinh hoa phú quý, vừa có thể đi đến cái gì mà viện lính đánh thuê xích diếm, làm học viên truyền kỳ gì gì đó. Diệp Oản Oản vừa dứt tiếng, nhất là sau khi nghe hai chữ con nuôi, trong miệng Diệp Oản Oản, sắc mặt nhiếp linh lung trong nháy mắt âm trầm xuống, nhưng lại rất nhanh thu liếm lại. Ha ha, đúng vậy, xem ra, quan hệ của cô với đại ca tôi, đích xác rất tốt. Ngay cả loại chuyện này, đại ca cũng đã nói với cô. Không sai, tôi là một đứa con nuôi được tỷ tỷ cưu mang, nếu như không phải là nhờ tỷ tỷ, tôi sợ rằng đã chết rồi. Nhiếp Linh lung cười nói, đối với vô ưu tỷ tỷ, tôi vô cùng cảm kích. Đã như vậy, kỷ lục của nhiếp vô ưu tại học viện lính đánh thuê xích diễm, cô thân là muội muội, vì sao phải đi cố ý phá hỏng chứ? Diệp oản oản mặt đầy vẻ hiếu kỳ, cố ý hỏi. Nhiếp linh lung hít mắt, hướng về diệp oản oản quan sát. Còn không đợi nhiếp linh lung mở miệng, học viên nữ sau lưng nhiếp linh lung, lại lạnh giọng cười một tiếng, nhìn chăm chăm diệp oản oản, chuyện này có quan hệ gì với ngươi, chuyện của học viện lính đánh thuê xích diễm chúng ta, há là một tiểu nhân vật gà mờ, không có danh tiếng như ngươi có thể nghị luận. Nghe tiếng, học viên lính đánh thuê nam cũng lạnh giọng mở miệng, đến bên nhà người ta làm khách, cũng phải phân rõ ra ai chủ, ai khách. Chủ khách cái con mẹ mày. Bỗng nhiên, nhiếp vô danh tung một bà tai, hung hăng vả thẳng vào mồm gã nam học viên kia. Một giây kế tiếp, chỉ thấy thân hình gã nam học viên bật ngửa, vang ra sau mấy thước. Chợt, dầm, một tiếng, ngã vật ra đất chương 1514, thu làm nghĩa nữ. Nhiếp vô danh bỗng nhiên tức giận, khiến cho mọi người tại đây không kịp chuẩn bị. Ngay chính Diệp Oản Oản cũng xứng sờ tại chỗ. Hai đứa chó chết tụi bay tính là cái thứ gì? Anh em kết nghĩa của nhiếp vô danh ta cũng là người mà các ngươi có thể giễu cợt. Nhiếp vô danh chỉ vào hai tên học viên kia, lạnh giọng quát lên. Ta cho các ngươi thời gian 3 giây, ta đếm tới 3, nếu như các ngươi còn ở trước mặt ta, ta liền đánh chết các ngươi nhiếp vô danh nhìn chằm chằm hai người đại ca anh làm cái gì vậy nhiếp linh lung tiến lên nhìn về phía nhiếp vô danh cái đám sư đệ sư muội chó má này của ngươi dám cùng bằng hữu của ta nói chuyện kiểu đó nhiếp vô danh nói đại ca hai vị này tính cách thẳng thắn có sao nói vậy có hai nói hai mới vừa rồi là không che đậy miệng một chút sao anh lại đi đánh người ta như vậy nhiếp linh lung nói đại ca anh thật sự thật là quá đáng một bên, nhiếp vô ưu cũng luôn miệng nói, chuyện này nếu như truyền ra ngoài, mặt mũi của nhiếp gia ta để vào đâu. Thế nào, các ngươi muốn tạo phản, nhiếp vô danh đảo qua, nhiếp vô ưu cùng nhiếp linh lung, cái nhà này, ta là đại ca, lời nói của ta có giá trị. Bằng hữu ta mang về, các ngươi không nể mặt mũi, chính là đánh mặt của nhiếp vô danh ta, đừng trách ta lột ra hai người các ngươi. Nhiếp vô danh lạnh giọng quát lên. Vào giờ phút này, Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm Nhiếp Vô Danh, không khỏi sửng sốt một chút. "Ôi cảm giác này, đây thật sự là tràn đầy cảm giác an toàn nha. Lúc trước làm sao lại không phát hiện ra chứ? Sau này mình có phải là nên đối tốt với anh ta hơn một chút hay không?" Nhiếp Vô Danh, cản rỡ Bỗng nhiên, Nhiếp gia chủ mẫu quát lên. "Mẹ, bằng hữu của con tùy tiện trò chuyện chuyện nhà một chút, chuyện này có làm sao?" Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu nói. "Mẹ nói là con cản dỡ. Không nói oản oản, nhiếp gia chủ mẫu nhíu chặt chân mày. Hừ, con càn dỡ từ nhỏ đến lớn, nhiếp vô danh lạnh giọng một tiếng. Tuy mạnh mồm như vậy, nhưng anh ta lại không nói thêm gì nữa. Chúng tôi đi trước vậy. Giờ phút này, hai tên học viên lính đánh thuê, hướng về nhiếp linh lung cùng nhiếp gia chủ mẫu nói. Trước khi rời đi, hai người hung hăng lườm Diệp oản oản một cái, sau khi hoàn toàn nhớ kỹ bộ dáng của Diệp oản oản. Lúc này mới rời khỏi Nhiếp ra cũng không hề quay đầu lại. "Oản Oản tiểu thư, hôm nay trong nhà của tôi có chuyện, xin cô hãy trở về đi, chúng tôi không tiến." Lúc này, Nhiếp Phụ yêu nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lạnh lùng nói. "Nhưng mà, còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại nói, tới đều đã tới, lưu lại ăn cơm đi, đợi lát nữa đường đường sắp trở về rồi." "Mẹ, Nhiếp linh lung có chút không cách nào hiểu được, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, đây là bằng hiếu của đại ca con, đừng càn rỡ như vậy. Nhiếp gia chủ mẫu chân mày sâu súc. Liền chính cả nhiếp gia chủ mẫu cũng đều chẳng biết tại sao, càng nhìn cô nàng Diệp Oản Oản này, trong lòng càng cảm thấy ưa thích, thậm chí hy vọng cô có thể ở lại lâu hơn một chút. Đa tả a Diệp Oản Oản hướng về nhiếp gia chủ mẫu mỉm cười đầy ngọt ngào. Nhìn Diệp Oản Oản mặt đầy tươi cười, khuôn mặt nhiếp gia chủ mẫu cũng không khỏi hiện ra một nụ cười. Đúng rồi, Oản Oản, mới vừa rồi vô danh nói con và nó là anh em kết nghĩa. Bỗng nhiên nhiếp gia chủ mẫu chuyển đề tài. Nghe vậy diệp hoàn oản sững sờ, chính mình cùng nhiếp vô danh từ lúc nào thành anh em kết nghĩa, đó chính là nhiếp vô danh nói bậy. Chỉ bất quá nhiếp gia chủ mẫu đã hỏi tới như vậy, diệp hoàn oản cũng không thể ném đi mặt mũi của nhiếp vô danh, chỉ có thể gật đầu nói vâng ạ. Con và vô danh ca ca là anh em kết nghĩa. Ừm, nhiếp gia chủ mẫu trầm tư chốc lát lúc này mới nói, oản oản, đã như vậy, a di liền thu con làm nghĩa nữ, như thế nào? lời của nhiếp gia chủ mẫu vừa dứt tiếng, nhiếp linh lung cùng, nhiếp vô ưu, hai người mặt đầy khó tin. nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận nữ nhân này làm nghĩa nữ, đùa gì thế? ngay chính cả diệp oản oản mặt cũng đầy vẻ kinh ngạc, sao mà mới chỉ vừa gặp mặt mà nhiếp gia chủ mẫu lại muốn thu nhận chính mình làm nghĩa nữ rồi? Theo ý của cả converter và editor thì dùng cụm thu làm nghĩa nữ, hay hơn là nhận làm con gái nuôi, do phong cách của độc lập châu thiên về thời xưa hơn là hiện đại. Chương 1515, thần tài đến. Trong lúc nhất thời, Diệp Oản Oản cũng không kịp phục hồi lại tinh thần. Nhiếp gia chủ mẫu muốn thu nhận mình làm nghĩa nữ, thực sự quá đột ngột, khiến cho nàng không hề mảy may chuẩn bị chút tâm lý nào. Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Ưu nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu, chân mày nhăn lại, mẹ. Mẹ là nhiếp gia chủ mẫu, thu nhận nghĩa nữ không phải chuyện đùa. Huống chi, mẹ mới gặp mặt lần đầu tiên cùng vị oản oản tiểu thư này, căn bản cũng không hiểu rõ gì về người ta, sao có thể dễ dàng thu nhận người ta làm nghĩa nữ như vậy được. Mẹ, vô ưu tỷ nói không sai, chuyện này, hay là chờ cha trở về, sau khi thương lượng kỹ lại quyết định cho thỏa đáng. Nhiếp linh lung cũng vội vã mở miệng hai người các ngươi nói nhảm gì đó. Nhiếp vô danh lườm, nhiếp vô ưu và nhiếp linh lung một cái, lại nhìn về phía nhiếp gia chủ mẫu, vét miệng cười một tiếng, mẹ. Con cảm thấy oản oản tốt vô cùng, với quan hệ của chúng con, nhận cô ấy làm nghĩa nữ, hoàn toàn không thành vấn đề nha. Nhưng mà cha còn chưa về, như vậy hơi bị quá mức qua loa rồi. Nhiếp linh lung nhìn về phía nhiếp vô danh, mở miệng nói. Nghe được câu này, nhiếp vô danh bĩu môi, cha đều lâu như vậy cũng không trở về rồi, ta thấy là 8 phần 10 đã bị con hồ ly tinh ở bên ngoài kia làm cho mê mẩn. Càn dỡ, nói năng bậy bạ, nhiếp gia chủ mẫu hung tợn trợn mắt nhìn nhiếp vô danh. Diệp oản oản, nói về cha mình như vậy, nhiếp vô danh bị thiếu thông minh sao? Thấy nhiếp vô danh không lên tiếng nữa, nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía diệp oản oản, thấp giọng cười nói, oản oản, con cảm thấy thế nào? A-di, Diệp Oản Oản vừa muốn mở miệng, Nhiếp gia chủ mẫu lại ngắt lời nói, đích xác có chút đường đột. "Như vậy đi, Hoàn Oản con trước tiên suy nghĩ vài ngày đã." "Vâng ạ." À, Diệp Oản Oản khẽ vuốt cằm. Một bên, Nhiếp Linh Lung mới vừa muốn mở miệng nói gì, quản gia Nhiếp gia bỗng đi vào bên trong đại sảnh, hướng về Nhiếp gia chủ mẫu cung kính mở miệng, "Phu nhân, Thẩm gia đại công tử tới thăm." "Thẩm gia đại công tử?" Nhiếp gia chủ mẫu như có điều gì suy nghĩ. Thẩm Gia là một trong tứ đại thế gia của Độc Lập Châu, tài lực hùng hậu. Tại Độc Lập Châu, không có bất kỳ một thế lực nào có thể sánh bằng. Độc Lập Châu tôn trọng võ học, các đại thế gia và thế lực lớn đều say mê võ học. Nhưng mà, Thẩm Gia lại là ngoại lệ, chỉ coi trọng việc làm ăn. Toàn bộ Độc Lập Châu, từ những thứ nhỏ như các hàng quán ven đường cho đến những thứ lớn như công trình xây dựng bất động sản, cơ hồ toàn bộ đều do Thẩm Gia lũng đoạn mà cái vị thẩm gia đại công tử này chính là người thừa kế của thẩm gia. Thần tài đến sao, nhiếp vô danh mặt đầy vẻ kích động, nhanh, nhanh mời vào đi. Nghe tiếng, quản gia gật đầu một cái, chợt lui ra ngoài. Chỉ chốc lát sau, một vị nam nhân trẻ tuổi mặc áo quần màu xanh đầy cứng cáp nhanh chân đi vào phòng khách nhiếp ra. Ha ha ha, thẩm lão đệ, đã lâu không gặp. Nhiếp vô danh sau khi nhìn thấy thẩm gia đại công tử, liền vội vàng lao xe tới nhiếp huynh lại gặp rồi lễ ra mắt thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng đưa cho nhiếp vô danh thẩm lão đệ nhiếp vô danh mặt đầy vẻ không vui cậu xem cậu làm cái gì vậy chúng ta là quan hệ như thế nào anh em kết nghĩa không có việc gì lại tặng tôi vàng thỏi đây không phải là đánh mặt của nhiếp vô danh tôi sao lần sau tuyệt đối đừng nên như vậy nhiếp vô danh nói xong liền vội vàng đem thỏi vàng cất ngay lập tức nhiếp huynh huynh đệ biết rồi, lần sau sẽ không tặng huynh chút vàng thỏi này nữa. Thẩm gia đại công tử vội vàng nói. Diệp oản oản, sao cái bài này nghe quen quen? Tới đây, quản gia vất vả rồi. Thẩm gia đại công tử lấy ra một miếng vàng thỏi, đưa cho lão già quản gia. Đa tạ thẩm đại công tử, lão già hướng về nam nhân trẻ tuổi gật đầu. Vị thẩm gia đại công tử này, mỗi lần tới thăm đều sẽ tặng vàng thỏi hoặc là tiền mặt gì đó, quản gia cũng đã thành thói quen. Chương 1516, xin chú ý chọn lời. Tới đây, vội yêu, Linh Lung, đã lâu không gặp, nhận chút lễ ra mắt đi." Thẩm gia đại công tử đi tới bên cạnh hai người. "Cảm ơn, chúng tôi không cần đâu." Nhiếp Linh Lung nói. "Khách khí." Thẩm gia đại công tử liếc mắt nhìn hai người một cái, sau đó nhanh chân đi tới bên người Nhiếp gia chủ mẫu, "Nhiếp A Di, nhận lễ ra mắt nhé." Chuyện này, nhìn thấy Thẩm gia đại công tử đưa thỏi vàng tới, thần sắc nhiếp phu nhân hơi có chút lúng túng, cuối cùng vẫn nhận lấy. Tới đây, lễ ra mắt, nhận lấy. Một lát sau, thẩm gia đại công tử đi tới bên người Diệp Oản Oản, tiền muôn bạc biển, quăng ra một miếng vàng thỏi. Diệp Oản Oản, từ đâu rơi xuống một gã công tử bột con nhà giàu thế này? Chính mình và hắn ta hoàn toàn không quen biết có được không? Hỏi cũng không thèm hỏi lấy một tiếng, lại đem vàng thỏi đập vô mặt như vậy. Cảm ơn, diệp oản oản hướng về thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười vô cùng tự nhiên nhận lấy thỏi vàng có ngu mới không lấy đúng rồi vị mỹ nữ này là ai vậy lúc trước chưa từng gặp thẩm gia đại công tử hướng về diệp oản oản quan sát từ trên xuống dưới diệp oản oản con nguyện nó chưa từng gặp lại còn tặng vàng thỏi cho mình thẩm lão đệ đây là anh em kết nghĩa của tôi nhiếp vô danh liền vội mở miệng nghe tiếng Thẩm gia đại công tử gật đầu một cái, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, "Mỹ nữ, cô có bạn trai chưa? Cô kết hôn rồi sao?" "Thẩm lão đệ, hôm nay cậu đến rốt cuộc có chuyện gì?" Còn không đợi Diệp Oản Oản nói gì, Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ hỏi. "Ừ, hỏi thật hay." Thẩm gia đại công tử ý cười đầy mặt, "Tôi tới mời các người tham gia tiệc chia tay của tôi, mọi người đến lúc đó cùng đi nha." Thẩm gia đại công tử nói xong, lập tức lấy thiệp mời ra đưa cho đám người nhiếp vô danh. Thẩm lão đệ, cậu yên tâm, ai không đi là con chó. Nhiếp vô danh mặt đầy kích động. Rất nhanh, thẩm gia đại công tử liền đem thiệp mời lần lượt phát cho đám người nhiếp linh lung cùng, nhiếp vô yêu. Mỹ nữ, cô cũng dự nha, thẩm gia đại công tử, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, lại lấy ra một tấm thiệp mời, đưa cho Diệp Oản Oản. Diệp Oản Oản, tiệc chia tay, cái quỷ gì? Diệp Oản Oản vốn đang định cự tuyệt, nhiếp vô danh lại kề sát vào tai diệp oản oản nói hữu danh muội muội buổi yến hội của đại tài phiệt này nếu tới dự sẽ được tặng vàng thỏi hay gì đó tương tự nhất định sẽ đến diệp oản oản vô cùng lễ phép nhận lấy thiệp mời được vậy cứ như thế nha thẩm gia đại công tử gật đầu một cái chợt nhìn về phía chủ mẫu nhiếp ra mở miệng cười nói nhiếp a di vậy tôi đây liền đi trước sau khi nhiếp phu nhân đáp lại thẩm gia đại công tử xoay người rời đi nhìn bóng lưng gã công tử nhà giàu này rời đi, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Đây mới đúng là điển hình của phá gia chi tử. Thẩm gia dù có tiền đi nữa, có thể chống đỡ được cái vị vung tiền như nước này sao? Gặp mặt tặng vàng thỏi, tham gia yến hội cũng tặng vàng. Thẩm gia này giàu nhất độc lập châu, có phần cũng quá mức khoa trương rồi. Tính tới nay, trong một năm này tôi cũng đã nhận được hai thỏi vàng rồi. Nhiếp vô danh thấp giọng hướng về Diệp Oản Oản nói năm nay tôi đã tham gia buổi tiệc chia tay của cậu ta hai lần, đây là lần thứ ba. Diệp Oản Oản. Còn không đợi Diệp Oản Oản tiếp tục mở miệng nói gì, bên ngoài phòng khách lại truyền tới một âm thanh khiến cho Diệp Oản Oản cảm thấy vô cùng quen thuộc. Rất nhanh, đường đường mặc tiểu Âu phục màu đen, đeo nơ, sắc mặt lãnh đạm thở ơ, chậm rãi đi vào bên trong đại sảnh. Bà ngoại, con đã trở về. Đường đường nhìn về nhiếp gia chủ mẫu phía trên chủ tọa, mở miệng nói. Cục Cưng, chạy đi đâu chơi vậy?" Nhiếp Vô Danh nhìn về phía Đường Đường, vội vàng hỏi. Nghe Nhiếp Vô Danh nói vậy, Đường Đường mặt không biểu tình, liếc mắt lườm Nhiếp Vô Danh một cái cậu, xin chú ý chọn lời. Chương 1517, không hy vọng Đường Đường máu lạnh. Đường Đường. Diệp Oản Oản nhìn Đường Đường cách đó không xa, nhẹ giọng mở miệng. Diệp Oản Oản vừa dứt lời, thần sắc Đường Đường rõ ràng có chút kinh ngạc. Chợt, theo bản năng nhìn về phía Diệp Oản Oản. Trong phút chốc, vẻ lạnh nhạt trong mắt Đường Đường lại hiện ra một vệt thần sắc khó tin, sau đó, sự kích động và kinh hỉ cùng nhau ùa về. "Mẹ." Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản, lập tức đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, quan sát tỉ mỉ, rất sợ mình nhìn lầm rồi. Nghe Đường Đường nói vậy, Nhiếp vô Ưu, sắc mặt âm trầm, mà trong mắt nhiếp linh lung lại thoáng qua vệt hàn quang. "Đây đúng thật là máu ngủ tình thâm." Rõ ràng Nhiếp Vô Ưu chân chính đã mất đi ký ức, Đường Đường cũng không biết cô ta là mẹ của mình, nhưng vẫn có thể thân mật như vậy. Còn đối với người mẹ Nhiếp Vô Ưu giả mạo do chính mình tìm đến, lại lạnh lùng như thế. "Đường Đường, con gọi bậy bạ gì đó, con gọi ai là mẹ?" Nhiếp Vô Ưu nhìn chằm chằm Đường Đường, chân mày nhíu chặt lại. Nghe tiếng, Đường Đường liếc mắt lườm, "Nhiếp Vô Ưu, một cái đầy lạnh lùng, nhưng rất nhanh liền thu hồi lại ánh mắt. Dường như hoàn toàn không có hứng thú muốn phản ứng lại, tất cả tâm tư toàn bộ đều ở trên người Diệp Oản Oản. "Mẹ, làm sao mẹ lại đến Độc Lập Châu? Mẹ không phải là đang ở tại Hoa Quốc sao?" Đường Đường nhìn Diệp Oản Oản gần trong gang tấc, căn bản là không có cách nào lý giải được. Khoảng cách giữa Hoa Quốc và Độc Lập Châu quá mức xa xôi, người bình thường đối với Độc Lập Châu căn bản là không quen thuộc. Thậm chí nhiều người ngay cả nghe cũng chưa từng nghe nói qua. Hơn nữa, muốn đi vào độc lập châu còn bị hạn chế bởi giấy thông hành đã đến được một khoảng thời gian trước đó vẫn luôn muốn được gặp đường đường nhưng mà không tiện lắm diệp oản oản hướng về đường đường cười nói nghe được câu này đường đường lắc đầu một cái nói mẹ mẹ có thể coi nhiếp ra như nhà của mình tùy thời đều có thể đến tìm con đường đường nói xong xoay người nhìn về phía nhiếp vô danh cậu cậu có ý kiến gì sao ồ cậu còn chưa nói hết cậu sợ là việc con chọn lời có vấn đề. Nhiếp vô danh nói, nghe tiếng, đường đường mặt không cảm xúc cậu, cậu xác định sao? Nếu như bà ngoại biết, ha ha ha, không đợi đường đường nói xong, nhiếp vô danh lập tức cười lớn một tiếng, tiểu bảo bối, con nhìn con xem, nói cái gì vậy? Hoàn hoàn tại Hoa Quốc chiếu cố con lâu như vậy, bây giờ đi tới độc lập châu, dĩ nhiên là nên coi nhiếp ra như nhà của mình, chuyện này còn cần hỏi sao? Cái đứa nhỏ này... Thật không hiểu chuyện. Diệp Oản Oản, Đường Đường, đừng không hiểu chuyện như vậy, cô ta không phải là mẹ ngươi, tiếng mẹ không thể kêu loạn. Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Đường Đường, mở miệng nói. Ta cũng không ngại có nhiều hơn một người mẹ, Đường Đường nói. Ngươi không ngại, nhưng mà mẹ của ngươi lại để ý. Nhiếp Linh Lung nói. Linh Lung, chớ nói nữa, chuyện này đều tại tỷ tỷ, cũng là bởi vì ban đầu tỷ có chút chuyện ngoài ý muốn vạn bất đắc dĩ mới rời khỏi nhà, bỏ lại đường đường. Nhiếp vô ưu mặt đầy đau lòng, cứ như thể ủy khuất đến tột độ. Vô ưu tỷ, tỷ đừng nói như vậy, tỷ có nỗi khổ tâm riêng, huống chi, không phải là tỷ đã trở về rồi sao? Nhiếp linh lung nói. Nói xong, nhiếp linh lung nhìn về phía đường đường, đường đường, chính ngươi nhìn một chút đi. Ngươi làm cho mẹ rất đau lòng. Còn không đợi nhiếp linh lung tiếp tục mở miệng nói gì, Nhiếp gia chủ mẫu bỗng nhíu mày lại, "Được rồi, chấm dứt ở đây." Mẹ, Nhiếp Linh Lung nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu. Hoàn hoàn tại Hoa Quốc chăm sóc Đường Đường thời gian lâu như vậy, hai người có cảm tình là chuyện thường tình. Chẳng lẽ các ngươi hy vọng Đường Đường là một người máu lạnh? Nhiếp gia chủ mẫu nhìn về phía Nhiếp vô ưu và Nhiếp Linh Lung nói. Chương 1518, dẫn Đường Đường đi làm việc. Nhiếp Linh Lung cùng Nhiếp Vô Ưu âm thầm hai mắt nhìn nhau một cái. Xem ra, Nhiếp gia chủ mẫu này hôm nay có chút thiên vị. Bất quá, chuyện này cũng không sao, nữ nhân này không có khả năng cứ ở lại Nhiếp gia luôn như vậy. Các nàng cũng có cả ngàn vạn loại thủ đoạn để khiến cho Nhiếp gia chủ mẫu, khiến cho Đường Đường ghét nữ nhân này. Rất nhanh, Nhiếp gia chủ mẫu sai người mang thức ăn lên, bắt đầu bữa trưa. Trên bàn cơm Đường Đường không ngừng giúp Diệp Oản Oản giới thiệu các món ăn đặc sắc của Nhiếp ra, chính mình cũng không ăn bao nhiêu, cơ hồ đem toàn bộ các món ngon trên bàn gắp cho Diệp Oản Oản. Trên mặt Nhiếp Linh Lung và Nhiếp Vô Ưu âm trầm phảng phất như có thể chảy ra nước, nhưng giờ phút này cũng không tiện nói thêm cái gì. Sau bữa trưa, Đường Đường đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nắm bàn tay của cô, một khắc cũng không nguyện ý buông ra, như rất sợ Diệp Oản Oản biến mất vậy. Mẹ, cứ ở luôn trong nhà đi. Đường Đường nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói, "Không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Linh Lung lại nói, "Đường Đường, không nên quậy phá như vậy, Diệp Oản Oản này của con cũng có chút chuyện riêng của mình cần xử lý." Nghe vậy, Diệp Oản Oản lại khẽ mỉm cười, "Đã nhiều ngày cũng không có chuyện gì, nếu như Nhiếp A Di không phản đối, tôi có thể ở lại chơi với Đường Đường." Nghe Diệp Oản Oản nói, Đường Đường lập tức xoay người lại, nhìn về phía Nhiếp gia chủ mẫu, dáng vẻ đầy đáng thương, bà ngoại đương nhiên là có thể nhiếp gia chủ mấu cười nói trong nhà cũng không phòng nào trống nhiếp linh lung cau mày nói không sao mẹ có thể ngủ chung cùng ta phòng và giường của ta đều rất rộng đường đường lạnh lùng nói nói xong đường đường nhìn về phía diệp oản oản mẹ mẹ và con ngủ chung được không được diệp oản oản gật đầu thấy diệp oản oản đáp ứng trên mặt của đường đường lúc này mới hiện ra một nụ cười oản oản không phải buổi chiều nay cô còn có việc sao, đi nào, tôi lái xe chở cô đi. Nhiếp vô danh lau miệng mình, đứng lên nói. Diệp oản oản nhất thời sướng sờ, nàng còn có chuyện gì? Giờ phút này, nhiếp vô danh đi tới bên cạnh Diệp oản oản, hạ giọng nói, không sợ mình không bận sao. Nghe nhiếp vô danh nói xong, Diệp oản oản lúc này mới ý thức được, bây giờ thân phận của mình, chính là không sợ minh chủ. Coi như muốn ở lại nhiếp ra, cũng ít nhất trước tiên phải đem các việc cần làm xử lý cho xong. Mẹ, mẹ khi nào sẽ trở lại? Thấy Diệp Oản Oản phải rời khỏi, đường đường mặt đầy thổn thức. Lưu luyến không rời cái gì chứ, cùng đi không được sao? Nhiếp vô danh nhìn về phía đường đường. Nhiếp vô danh vừa dứt tiếng, đôi mắt đường đường sáng rỡ lên, liền vội vàng đứng lên, bắt lấy bàn tay của Diệp Oản Oản. Nghịch ngợm. Bỗng nhiên, nhiếp vô ưu đứng dậy, đại ca, anh làm sao lại có thể để cho đường đường cùng một nữ nhân xa lạ đi ra ngoài. Còn không đợi nhiếp vô danh mở miệng, đường đường bỗng xoay người lại, lạnh lùng lườm nhiếp vô yêu, một cái, xin cô chú ý chọn lời, người này là mẹ tại hoa quốc của ta, không phải là nữ nhân xa lạ. Đường đường, mẹ là lo lắng cho con, nhiếp vô yêu, nói. Phần lo lắng của cô, có phần hơi dư thừa một chút. Đường đường nói, được rồi, đường đường ở chung với ta, người còn sợ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nhiếp vô danh vô cùng bất mãn đường đường nếu đi theo oản oản phải ở gần cậu của con không nên chạy loạn biết không suốt cuộc nhiếp gia chủ mẫu mở miệng vâng ạ à, đường đường gật đầu liên tục bà ngoại con biết rồi mắt thấy nhiếp gia chủ mẫu lên tiếng nhiếp linh lung cùng nhiếp vô yêu do vậy mới không tiếp tục nói thêm cái gì rất nhanh nhiếp vô danh dẫn theo diệp oản oản cùng đường đường xoay người rời khỏi Nhiếp gia. Sau khi đi ra khỏi cửa chính của Nhiếp gia, Nhiếp Vô Danh hướng về Diệp Oản Oản nói, "Hữu danh lão bản, tôi diễn không tệ chứ?" "Tôi còn có chuyện riêng." Cô liền dẫn theo đường đường đi chơi trước đi. "Là thế này, trên người tôi không có tiền, có thể cho tôi một ít không?" Diệp Oản Oản. Chương 1519, là con riêng của Minh chủ. Diệp Oản Oản liếc nhìn Nhiếp Vô Danh một cái nàng còn nhớ, gã con nhà giàu của thẩm gia kia, mới đưa cho hắn ta một miếng vàng thỏi. Trên người của anh không phải là có vàng thỏi sao? Diệp Oản Oản mở miệng nói. Nghe vậy, nhiếp vô danh cười cười, hữu danh muội muội nhìn cô nói kìa, vàng thỏi là vàng thỏi, tiền là tiền, rõ ràng là hai chuyện khác nhau. Ồ, Diệp Oản Oản gật đầu, nói, vậy anh đem vàng thỏi cho tôi, tôi cho anh tiền. Hữu danh muội muội nhiếp vô danh nhìn Diệp Oản Oản, dường như muốn nói gì nhưng cuối cùng không nói ra khỏi miệng mỗi một lát sau ánh mắt của nhiếp vô danh nhất thời rơi vào trên người của đường đường cười rạng rỡ tiểu bảo bối của cậu cháu ngoại ngoan không có đường đường nhàn nhạt mở miệng đường đường ta là cậu của con nhiếp vô danh cau mày nói không có đường đường nói diệp oản oản hơi có chút bất đắc dĩ nhìn nhiếp vô danh cái tên này không phải là lúc trước từng thể độc hắn nếu như dùng một đồng tiền nào của nhiếp ra, cả nhà hắn liền chết sạch sao. Nhưng nếu tính cẩn thận, đường đường hẳn là cũng không phải họ nhiếp. Chỉ tiếc, không biết cha ruột của đường đường là ai. Cuối cùng, bất đắc dĩ, Diệp Oản Oản lấy ra mấy tờ giấy bạc 500 tệ đưa cho nhiếp vô danh. Hữu danh muội muội tôi đã nói rồi, với quan hệ của chúng ta, một khi tôi lên tiếng, truy info ll.vn cô không có khả năng không cho sau khi nhận lấy mấy tờ tiền mặt của diệp oản oản xong nhiếp vô danh hài lòng cười nói nhiếp vô danh nói xong cũng không quay đầu lại lái xe rời đi mẹ chúng ta đi nơi nào đường đường nhìn về phía diệp oản oản hỏi nhỏ mẹ còn có chút việc phải làm con và mẹ ở cùng nhau là được rồi nhưng mà đường đường không nên nói lung tung nha diệp oản oản nói mẹ có ý gì đường đường mặt đầy ngơ ngác cũng không hiểu được, nói lung tung, trong miệng Diệp Oản Oản là có ý gì. Diệp Oản Oản suy nghĩ một chút, lúc này mới nói, Đường Đường biết không sợ Minh không? Nghe vậy, Đường Đường nhẹ nhàng gật đầu, biết, không phải là thứ tốt đẹp gì. Diệp Oản Oản, Đường Đường, mẹ bây giờ là Minh chủ không sợ Minh. Diệp Oản Oản có chút bất đắc dĩ mở miệng giải thích. Mẹ là tóc húi cua ca, nghe Diệp Oản Oản nói như vậy, thần sắc Đường Đường hơi có chút kinh ngạc. Ừ, mẹ dẫn Đường Đường đến Không Sợ Minh, nhưng mà Đường Đường không được nhắc đến chuyện ban đầu mẹ ở Hoa Quốc, có được không?" Diệp Oản Oản cười nói. "Được, Đường Đường vô cùng khôn khéo gật đầu một cái, làm gì còn có chút bộ dáng tiểu ma vương trước đó." Lúc này, Diệp Oản Oản đón một chiếc taxi, mang theo Đường Đường ngồi lên xe, hướng về trụ sở chính Không Sợ Minh tiến đến. Chấm chấm chấm. Lúc xế chiều, Diệp Oản Oản dẫn theo Đường Đường Đi vào trụ sở chính Không Sợ Minh. Tham kiến Minh chủ. Nhìn thấy Diệp Oản Oản xuất hiện, không ít thành viên Không Sợ Minh lập tức chào đón, cung kính mở miệng. Diệp Oản Oản gật đầu đáp lại, chợt mang theo đường đường đi vào thang máy. Đứa bé bên cạnh Minh chủ kia là ai vậy? Một thành viên Không Sợ Minh trong số đó, mặt đầy vẻ hiếu kỳ. Sẽ không phải là con riêng của Minh chủ đi, cậu xem, nhìn có chút giống với Minh chủ đấy. Chớ có nói bậy bạ. Bị Minh chủ biết, chúng ta chịu không nổi đâu. Đúng đúng đúng, coi như có là con riêng, cũng không thể nói bậy bạ. Diệp Oản Oản mới vừa tiến vào phòng làm việc, Beerus cùng Đại Bạch trong nháy mắt đứng lên, tiến lên đón Diệp Oản Oản. Nhìn thấy Đại Bạch và Beerus, Diệp Oản Oản nhất thời sướng sờ, thiếu chút nữa đã quên mất tiểu tổ tông Beerus còn ở trong phòng làm việc. Đối với Đại Bạch, Diệp Oản Oản cũng không mấy lo lắng, quan hệ của Đường Đường và Đại Bạch không tệ nhưng Beerus, Trường 1520, mẹ cực khổ. Nhưng mà, nhìn lại đường đường không hề có chút sợ hãi nào, nhất là sau khi thấy đại bạch, thậm chí có chút kinh hỉ vô hình. Đại bạch, đường đường hướng về đại bạch đưa tay ra. Đại bạch chậm rãi đi tới bên cạnh đường đường, ngồi xuống. Thấy vậy, Beerus cũng đi tới bên cạnh đường đường, cũng sử dụng mũi người một cái. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói gì, cửa phòng làm việc nhất thời bị đẩy ra, bắt đầu và thất tinh hai người cùng đi vào. Phong tỷ, tỷ đã về rồi, bắt đầu đi vào bên trong phòng làm việc, hướng về Diệp Oản Oản nói. Chợt, ánh mắt rơi vào trên người đường đường bên cạnh Diệp Oản Oản. Chửi thề một tiếng, Phong tỷ, đứa bé này là ai? Nhìn thấy đường đường, bắt đầu sửng sốt một chút. Mẹ, hắn ta rất ồn ào, đường đường hướng về Diệp Oản Oản mở miệng nói nghe được một chữ, mẹ, của đường đường, đừng nói là bắt đầu, ngay cả thất tinh, cũng đầy vẻ kinh ngạc. Mẹ, mẹ, bắt đầu sướng sờ tại chỗ, hắn vừa phát hiện ra bí mật lớn động trời gì thế này hả trời. Phong tỷ của bọn họ, minh chủ không sợ minh tóc húi cua ca, lại có thể có một đứa con trai lớn như vậy. Thất tinh, cậu có nghe không vậy? Mới vừa rồi đứa nhỏ này gọi phong tỷ là mẹ, má ơi, có phải là tôi nghe nhầm rồi hay không? chẳng lẽ là mấy ngày nay tôi không gặp mẹ, quá nhớ nhung mẹ của tôi. Bác đầu nhìn về phía thất tinh. Lúc này, thất tinh liếc bác đầu một cái, cậu hẳn là không được hiếu thuận như thế. Bác đầu, cậu không nghe nhầm đâu, thất tinh lại bổ sung một câu. Chửi thêm một tiếng, phong tỷ, tỷ, tỷ lại có thể, có một đứa con trai lớn như vậy. Bắt đầu nhìn đường đường một cái, chợt lại nhìn về phía diệp oản oản, quả thật có chút tương tự. Phong tỷ, đây là con trai của tỷ cùng ai vậy? Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, sắc mặt bắt đầu bỗng nhiên biến đổi, chẳng lẽ là của tỷ và kỳ hoàng? Tôi thấy là giống với tu la chủ hơn một chút, thất tinh như có điều gì suy nghĩ. Cái gì là con trai của phong tỷ lén sinh cùng với tu la chủ? Bắt đầu suýt nữa nghẹn ngào. Khó trách, khó trách phong tỷ và tu la chủ, bắt đầu chập chập nói. Diệp Oản Oản liếc mắt lườm bắt đầu thất tinh một cái, căn bản lười đi giải thích gì với hai gã này. Ha ha ha, bắt đầu đi tới bên cạnh đường đường, ngồi xổm người xuống, nhìn chăm chăm đường đường, mở miệng cười nói, cô cưng lớn lên thật rất đặc biệt, tới đây, ca ca ôm một cái. Nhưng mà, đường đường lại lườm bắt đầu, chợt nhìn về phía Diệp Oản Oản, mẹ, mẹ cực khổ rồi. Nghe được câu này, Diệp Oản Oản nhất thời sững sờ, theo bản năng hỏi cực khổ cái gì mẹ mỗi ngày phải cùng với loại thiểu năng này làm việc với nhau. Đường đường mặt không đổi sắc nói. Diệp oản oản, bắt đầu, thất tinh, phong tỷ, con của tỷ cũng quá kiêu ngạo, vô duyên vô cớ chửi thất tinh là thiểu năng. Bắt đầu nhìn về phía Diệp oản oản, hừ hừ nói. Lúc này, thất tinh lường bắt đầu một cái, người cậu nhóc nói là cậu. Con trai tôi cho tới bây giờ đều kiêu ngạo như vậy đấy. Diệp Oản Oản nhìn chằm chằm bắt đầu nói. Còn không đợi bắt đầu tiếp tục tranh cãi, cửa phòng làm việc bỗng nhiên bị gõ. Vào đi, Diệp Oản Oản nói. Diệp Oản Oản rứt tiếng, tam trưởng lão Lý Tư đẩy cửa ra, nhanh chân đi vào phòng làm việc. Minh chủ, Lý Tư nhìn về phía Diệp Oản Oản, cung kính mở miệng. Tam trưởng lão, có chuyện gì? Diệp Oản Oản nói. Là như vậy, thẩm gia đại công tử muốn gặp Minh chủ. Tam trưởng lão thành thật trả lời. Nghe được câu này, Diệp Oản Oản thần sắc kinh ngạc. Thẩm gia đại công tử, muốn gặp không sợ minh chủ. Chuyện này cũng có chút kỳ quái, ông tiểu thần tài kia đến nhiếp ra, Diệp Oản Oản có thể lý giải được. Nhưng mà không sợ minh trước đó còn đoạt lấy tiền tài của thẩm gia, dựa theo logic mà nói, không sợ minh cùng thẩm gia hẳn là phải như nước với lửa. Tiểu thần tài của thẩm gia chạy đến không sợ minh tìm mình để làm cái gì. Audio điện tử võ tấn bền